Các bạn mến, trang web truyện chữ lỗi từ chương 699. Giờ thay bằng nguồn truyện khác, hy vọng không lỗi. Các bạn nghe và phản hồi nhé. Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 40. Chương 695, em tìm được đúng người mình muốn, còn bà ấy thì tìm nhầm người. Lệ Khuynh Thành biết là Trần Tư Tuyền có cảm tình với Tần Lạc. Vì vậy mặc dù ngày thường vẫn giữ nguyên bản tính mà đùa cợt quá trớn với hắn nhưng không hề kèm theo hành động thực tế nào cả. Hôn điên cuồng như ngày hôm nay đây thì đúng là lần đầu tiên. Cũng may mà nàng biết dừng lại đúng lúc, trong lúc Trần Tư Tuyền còn đang suy nghĩ xem có nên xuống xe ngồi vào bên trong đại sảnh khách sạn đợi một lát hay, thì Lệ Khuynh Thành liền buông đôi tay đang ôm chặt trên cổ Tần Lạc ra. Không phải lúc nào cũng làm được việc này, phải có nhã hứng chứ. Chẳng nhẽ mỗi lần có nhã hứng lại phải báo cáo cho cậu biết trước hay sao? Lệ Khuynh Thành quay đầu đáp lại sự trách móc của Trần Tư Tuyền. Rồi lại nói với Tần Lạc, thích không? Em biết là anh không thiếu tiền, nợ tình thì chỉ có thể dùng xác thịt để đền đáp lại mà thôi. Tần Lạc liếm môi nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi còn ở Paris, Lệ Khuynh Thành đã từng kể cho hắn nghe câu chuyện về tuổi thơ mà nàng không muốn nhớ lại. Tần Lạc biết Lệ Khuynh Thành mang trong lòng một loại tình cảm như thế nào đối với cửu gia, và hận đến tận xương tủy, như muốn ăn tươi nuốt sống ông nội nàng, cha nàng, chú bác và các anh chị em họ của nàng. Mấy người trong bọn họ có thể chạy trốn được trách nhiệm trong vụ thảm sát năm đó. Cho dù con em trong nhà họ cửu khi đó vẫn còn nhỏ, không có cơ hội tham gia, nhưng bây giờ cũng đều trở thành những kẻ dậu đổ bìm leo. Cửu Trọng Mưu chính là một ví dụ sống sờ sờ ra đó. Nhưng thù hận chỉ giới hạn với thời của Cửu Thiên Tứ, bởi vì cha của Lệ Khuynh Thành trên danh nghĩa là con trai của Cửu Thiên Tứ, cha của Cửu Yên Mị. Tần Lạc có thể nhận ra được, trước khi gã đeo kính nói câu hàng ngon như thế này, năm đó đáng lẽ nên bán sang Nhật làm. Thì Lệ Khuynh Thành không hề quen biết gì hắn ta cả. Lúc đó nàng cũng không thèm nhìn thẳng vào hắn nữa, mà chỉ tập trung chú ý đến Cửu Trọng Mưu. Nhưng sau khi hắn ta nói ra câu này, thì sắc mặt của Lệ Khuynh Thành lập tức thay đổi. Cái vẻ mặt lạnh lẽo, tàn nhẫn cùng với điệu bộ, thà bị thương cũng phải đâm một nhát vào đối phương, khiến cho người ta phải kinh hãi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà Lệ Khuynh Thành lại mẫn cảm với câu nói này đến thế? Tần Lạc biết rằng trên người của Lệ Khuynh Thành bị bao trùm bởi, tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc. Trong buổi tối hôm đó ở Paris, mặc dù nàng đã giải bày với Tần Lạc một cách thẳng thắn, chân thành, nhưng chắc chắn vẫn còn che giấu điều gì đó ở bên trong. Trên thế giới này, liệu có ai mà không có bí mật đây? Thực sự là muốn biết, Lệ Khuynh Thành cười hỏi. Yêu tinh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi cậu làm mình sợ quá. Anh ta làm gì đắc tội với cậu thế? Cậu nói cho mình với anh Tần Lạc biết đi. Cho dù mình không giúp gì được cậu, Tần Lạc thì có thể mà. Cậu nên tin tưởng bọn mình. Trần Tư Tuyền tiếp lời khuyên nhủ Lệ Khuynh Thành. Nàng hiểu người bạn này của nàng, biết rõ rằng đối với Lệ Khuynh Thành mà nói. Thì việc gì mà nàng nói ra một cách dễ dàng và hời hợt, thì việc đó lại càng ảnh hưởng và làm nàng tổn thương nhiều hơn. Thực ra thì cũng chỉ là những chuyện từ năm xưa lắm rồi. Lệ Khuynh Thành nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình nói, em đã bao giờ nói với anh là em đã từng bị bắt cóc chưa? Chưa, Tần Lạc lắc đầu đáp. Lúc đó em mới trở về từ nước ngoài. Lệ Khuynh Thành nói tiếp, cũng là lúc vừa mới xin vào được Đại học Y khoa Thủ đô, lúc đó vẫn chưa có Thẩm mỹ viện quốc tế Khuynh Thành. Vừa mới xin vào, thì tất nhiên là muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt các lãnh đạo. Hôm đó, em đi làm về muộn hơn mọi ngày. Khi ra khỏi trường là khoảng hơn 10 giờ. Đột nhiên có một chiếc xe 7 chỗ dừng lại trước mặt em cảm thấy có cái gì đó không ổn, định chạy trốn thì một chiếc túi vải chụp từ trên đầu em xuống, em bị bọn chúng bắt lên xe. Anh xem đấy, những nhân vật nhỏ bé không quyền, không tiền chỉ còn có nước là để mặc cho người ta thích hành hạ thế nào thì hành hạ. Khi Lệ Khuynh Thành nói những lời này, thì khóe miệng còn nở một nụ cười tự chế giễu bản thân. Nhưng hai người nghe là Tần Lạc và Trần Tư Tuyền thì lại đều cảm thấy xót xa vô cùng. Bọn họ có thể cảm nhận được tâm tình tuyệt vọng của một người phụ nữ trẻ cô đơn không nơi nương tựa khi gặp phải những chuyện như thế này. Thậm chí lúc đó đến cả người giúp nàng gọi điện thoại cho cảnh sát cũng không có nữa, chứ đừng nói đến người thân lo lắng chờ đợi nàng quay trở về. Cái mà nàng có thể làm được, đó chính là chờ đợi. Đợi người ta đến định đoạt vận mệnh của nàng. Sau khi em bị vứt vào trong xe, thì chiếc xe phóng vụt đi như bay. Bọn chúng không đánh cho em ngất, nên mặc dù đầu em bị chụp vào trong túi vải nhưng vẫn rất tỉnh táo.
Em nghe thấy bọn chúng nói chuyện với nhau. Trong đó có một người đàn ông nói câu vừa rồi. Anh ta nói, ông chủ đã nói rồi, phải bán cô ta đến Nhật làm, khỏi phải để cô ta ở Yến Kinh làm mất mặt ra. Lúc đó em đang nghĩ mọi cách để trốn thoát, nên không chú ý lắm đến câu nói đó. Em không biết là em đã bị đưa đến đâu. Có thể, đó là một cái xưởng bị bỏ hoang nào đó, hoặc có thể là một căn nhà hoang. Vì suốt từ đầu đến cuối, đầu em đều bị cái túi vải bịt kín. Bọn chúng chắc nghĩ là lần này có thể diệt trừ em luôn, nên khi nói chuyện cũng chẳng kiêng kỵ gì. Nội dung nói chuyện của bọn chúng đều xoay quanh việc bán em đến Nhật như thế nào. Lại còn chuẩn bị tìm một kẻ buôn người đợi sẵn nữa. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà bọn chúng không hề động đến em. Sau đó bọn chúng nhận được một cú điện thoại, rồi lại đột nhiên vứt em ở cổng trường. Từ đó trở đi, danh tiếng của em coi như là mất hết, vì khi em bị bắt cóc có người nhìn thấy. Còn khi em bị vứt trở lại thì lại càng nhiều người nhìn thấy hơn. Em không biết vì sao bọn chúng lại thay đổi ý định, cũng không biết là ai đã gọi điện thoại đến. Về sau em cũng muốn tìm mấy người đã bắt cóc em, nhưng lúc đó em chỉ nghe được mỗi giọng nói của bọn chúng, còn có nhìn thấy mặt đâu, vì thế nên làm sao có thể tìm ra được cơ chứ. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc cười hì hì nói tiếp, nên khi em trao cho anh thân thể của em thì vẫn hoàn toàn là trinh tiết đấy. Cái màng đó cũng là nguyên bản, bản gốc đấy. Chứ không phải là bản nhái được bán với giá bèo bọt ở bên ngoài đâu. Tần Lạc không cười, hắn xót xa nắm lấy tay Lệ Khuynh Thành, hỏi, vì thế mà em nhận định chắc chắn rằng ông chủ của bọn chúng là Cửu Trọng Dung. Em có thể cảm nhận được, chắc chắn là anh ta, Lệ Khuynh Thành nói, bởi vì chỉ có anh ta là biết được chuyện này. Hơn nữa, khi em nói ra là anh ta thì anh ta lại không hề kinh ngạc chút nào, cũng không phủ nhận điều đó. Đúng là thằng khốn nạn, Tần Lạc căm hận nói. Nếu sớm biết được điều này thì mình còn lâu mới tha cho hắn ta một cách dễ dàng như thế. Mặc dù hắn không thể giết người giữa bàn dân thiên hạ như vậy, nhưng nhân lúc ra tay hủy luôn một cánh tay của hắn ta thì mình vẫn có thể làm được. Lệ Khuynh Thành nhìn chân chân vào Tần Lạc, vẻ mặt đau khổ nói, nếu không có anh ở bên cạnh, thì em cho dù biết đó là hắn ta, cũng không tiến lên ra tay như vậy đâu. Có khi còn giả bộ không nghe, không hiểu gì ấy. Em biết anh sẽ giúp em. Nên em mới muốn báo thù một phen. Nói dễ nghe hơn một chút, thì là em chủ động tạo cho anh có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Một người phụ nữ mà lại có một đối thủ có quyền, có thế thì không phải là một chuyện đơn giản chút nào. Muốn báo thù ư, khó khăn vô cùng, em cứ coi như em lấy thân thể mình ra để trao đổi với anh đi. Lệ Yêu Tinh, cậu đang nói cái gì thế? Trần Tư Tuyền tức giận nói, cái gì mà trao đổi chứ? Mọi người đều là bạn của nhau. Cậu có cần phải nói khó nghe như thế không? Cậu cho rằng làm thế cậu sẽ nhẹ nhõm hơn một chút sao? Cậu không phải là người thanh niên cao ngạo không thể cúi mặt xuống cầu xin người khác hay sao? T. Tần Lạc tủm tỉm nhìn nàng, cười nói, người phụ nữ này quả thật là thông minh hết chỗ nói. Rõ ràng là muốn đi cầu xin người ta làm giúp, vậy mà lại cố ý nói với giọng tủi thân như vậy. Như thế thì anh chỉ có thể một lòng một dạ nhận lời giúp em. Chỉ cần anh ở bên cạnh thì nhất định sẽ không làm cho em phải tủi thân như thế, có phải vậy không? Ai, Lệ Khuynh Thành thở dài một tiếng đấy ngao ngán, em cũng mâu thuẫn lắm. Em mãi vẫn không muốn báo thù là vì em biết một khi em làm gì thì sẽ dính líu đến anh và Quốc tế Khuynh Thành. Trừ phi bây giờ em từ chức chủ tịch quản trị ở Quốc tế Khuynh Thành của mình đi, và không còn bất cứ quan hệ gì với hai người nữa. Nhưng nếu không có Quốc tế Khuynh Thành thì em lại như ngày trước, trở thành một người phụ nữ thấp cổ bé họng. Không tiền không quyền. Vậy thì phải lấy gì để mà liều mạng với một nhân vật ghê gớm như Cửu gia đây? Em cho rằng em từ cái chức chủ tịch quản trị trong Quốc tế Khuynh Thành đi là có thể xóa sạch quan hệ với bọn anh sao? Tần Lạc cười hỏi. Thế còn gì nữa? Lệ Khuynh Thành hỏi lại, vốn đầu tư vào hạng mục xây dựng quốc tế sinh thái ở Vân Điền của anh là em dùng danh nghĩa của Quốc tế Khuynh Thành đấy, chẳng liên quan gì đến bản thân em cả. Em vẫn là người phụ nữ của anh, Tần Lạc nói. Cái này em làm thế nào để xóa đi đây? Dù sao thì người đẹp bên cạnh anh nhiều như thế, thêm một cô nhân tình hoặc ít đi một bà vợ bé thì cũng chẳng có gì là to tát cả. Lệ Khuynh Thành nói. Em nói thối lắm, Tần Lạc tức giận nói. Anh dám mắng em sao? Lệ Khuynh Thành trừng mắt nhìn Tần Lạc. Anh đã mắng rồi, Tần Lạc không hề tỏ ra yếu thế hơn nói. Anh mắng lại em một lần nữa xem nào. Anh nói là những lời vừa rồi của em đều thối lắm. Mắt Lệ Khuynh Thành trợn tròn lên, ngay đến cả quai hàm cũng phồng lên trông thấy, môi đỏ lựng lên, vô cùng quyến rũ.
Ha ha ha. Lệ Khuynh Thành đột nhiên phá lên cười, toàn thân run hết cả lên. Nàng kéo tay Tần Lạc đặt lên mặt mình, cười hì hì nói, đây là lần đầu tiên anh mắng em đấy. Mặc dù cảm thấy kỳ kỳ làm sao ấy, nhưng trong lòng thì thấy ngọt ngào lắm. Anh xem, em có phải sinh ra đã mang cái kiếp thích được người khác bắt nạt không? Ngày sau mà em cứ nói cái giọng ấy với anh thì anh sẽ còn mắng em nữa. Tần Lạc hưởng thụ cảm giác tuyệt vời từ làn da mịn màng của nàng, nghiêm túc nói. Hắn càng ngày càng thấy mình hiểu phụ nữ, cũng bắt đầu suy nghĩ xem phụ nữ cần gì và muốn gì, chứ không phải lúc nào cũng đòi hỏi không thôi nữa. Người đàn ông biết nỗ lực, biết vì người khác, mới là người đàn ông thực thụ. Được, thế thì em sẽ yên ổn làm vợ bé của anh, để anh mắng cả đời. Lệ Khuynh Thành quyến rũ nói. Ôi, cha mẹ ơi, Trần Tư Tuyền kêu lên một cách khoa trương, mình bị hai người bọn cậu làm cho dùng hết cả mình rồi đây này. Mau tỉnh dậy đi, cậu nghĩ là cậu đang đóng phim đấy hả? Lệ Khuynh Thành cười hơ hớ, nói, được rồi, mình không kích động gì cậu nữa. Không tính ghen của cậu lại nổi lên rồi làm hại mình lúc nào không biết. Nàng lại quay sang Tần Lạc, nói, anh thực sự muốn giúp em sao? Anh không cho phép người khác ức hiếp người phụ nữ của anh. Tần Lạc gật đầu nói, bà ấy ở dưới suối vàng nếu có biết, chắc cũng không trách em làm người tình của người khác đâu nhỉ. Phụ nữ mà, cũng chỉ muốn tìm cho mình một người đàn ông tốt thôi. Em tìm được rồi, còn bà ấy đã tìm nhầm người. Lệ Khuynh Thành dịu dàng nói. Chương 696, ăn cơm chia tay nhưng không hề chia tay. Vương Cửu Cửu đứng trước cổng trường ngó nghiêng đây đó. Ánh nắng lúc chiều tà kéo dài bóng dáng của nàng ra, giống như là đang hồi ức lại một hình ảnh nào đó mà có lẽ cả đời này nàng cũng khó mà quên được. Vương Cửu Cửu đã làm xong thủ tục thôi học, mà không cần đến quan hệ của Vương gia. Vương Cửu Cửu tự mình đi đến văn phòng trong trường nói một tiếng là lập tứ giải quyết xong chuyện này. Nàng không trực tiếp thôi học, một là vì ngày sau vẫn có thể quay lại trường để học tiếp, cho dù vào quân đội, thì cũng phải cần đến một trình độ học vấn vững vàng, và còn một nguyên nhân nữa đó là, nàng không muốn dứt bỏ liên lạc với ngôi trường này. Nơi này chứa biết bao nhiêu là ký ức của nàng. Ngày đầu tiên vào trường đã khiến cho một nam sinh học năm trên rơi xuống ao, rồi chỉ vì chuyện cái giường thôi mà cãi nhau với một bà quản lý ký túc xá trường, sau đó còn đi ăn đồ nướng đêm với bốn bạn gái ở cùng nên đã không thể kiên trì được việc sáng ra luyện đọc tiếng Anh nữa. Nàng đã bay những quả bóng mà những cậu con trai cố tình đá đến để muốn làm quen, có lẽ những thứ này đều vì cái túi trí nhớ nó nặng quá nên đã bị quên lãng dần đi. Nhưng có một số chuyện mà kể cả theo thời gian dần trôi cũng sẽ không bao giờ bị xóa nhòa. Vương Cửu Cửu đôi lúc cũng nghĩ như vậy, vận mệnh cuộc đời của nàng chắc cũng thay đổi từ thời khắc đầu tiên khi nàng bắt đầu bước vào lớp học cũng nên. Nếu không quen hắn, thì mình bây giờ sẽ như thế nào nhỉ? Cuộc đời chẳng bao giờ có, nếu như, mà chỉ có, đã, rồi. Mình cũng không hối hận vì có những thay đổi như vậy. Vương Cửu Cửu lắc đầu cười nói. Chị Cửu Cửu, chị Cửu Cửu. Một cô gái với dáng người hơi mập chạy đến, nàng là bạn học cùng lớp với Vương Cửu Cửu, và cũng là người bạn chí cốt của nàng. Tiểu Hoa, sao em lại đến đây? Vương Cửu Cửu nói, bây giờ không phải là giờ lên lớp sao? Em đến tiễn chị mà. Tiểu Hoa buồn bã nói, chị Cửu Cửu, chị thực sự muốn rời đi sao? Chị sẽ quay về mà. Vương Cửu Cửu gật đầu cười nói, chuyện nàng thôi học ở vào trạng thái bí mật, không hề công bố với những người khác trong lớp. Nhưng đột nhiên vô cơ biến mất cũng không hay cho lắm, kiểu gì thì cũng phải có người giúp nàng giải quyết chuyện này mới được, nên tối qua nàng đã gọi điện nói cho cô bạn thân thiết nhất của nàng là Tiểu Hoa. Nàng muốn đợi đến khi chuyện mình rời khỏi đây đã thành hiện thực rồi, thì Tiểu Hoa sẽ là người giúp nàng giải thích và xin lỗi mọi người trong lớp. Em chẳng muốn chị đi chút nào. Tiểu Hoa mắt đỏ ngầu nói. Ngày thường Vương Cửu Cửu ô chính là chị cả trong lớp, ai có khó khăn gì nàng đều ra tay nhiệt tình giúp đỡ. Bản thân nàng thì chẳng cảm thấy gì là to tát cả, nhưng những người mà được nàng giúp đỡ thì lại cảm kích vô cùng. Tiểu Hoa khi vừa mới đến, chỉ vì dáng người hơi mập của mình mà bị một nữ sinh cùng phòng ký túc chế nhạo giống như thị nở, Vương Cửu Cửu vừa vặn ở gần đó, liền chửi cho nữ sinh kia một hồi lên bờ xuống ruộng. Từ đó trở đi, Tiểu Hoa liền trở thành tay sai đắc lực thân cận nhất của Vương Cửu Cửu. Chị cũng chẳng muốn xa em và mọi người, Vương Cửu Cửu nói. Ngày trước chị cũng chẳng cảm thấy trường học có cái gì lưu luyến người ta cả, nhưng đến khi thực sự rời xa thì trong lòng lại có cái gì đó không nói ra được thành lời. Vâng, lần trước em nhìn thấy ở trên mạng có một câu thế này, trường học giống như một đứa trẻ trong nhà mình vậy, mình có thể đánh, có thể chửi,
nhưng lại không muốn người khác nói một câu không tốt về nó. Tiểu Hoa đau lòng nói, em lại cứ nghĩ chị em mình sẽ cùng tốt nghiệp, cùng đi ăn bữa cơm chúc mừng, cùng đội mũ thạc sĩ chụp ảnh với nhau cơ. Không ngờ chị lại rời đi nhanh như vậy. Thôi làm gì mà phải đau buồn như thế, có phải chị không quay lại nữa đâu, nhà chị ở Yến Kinh mà, chỉ cần có kỳ nghỉ thôi là chị sẽ quay lại thăm mọi người. Vương Cửu Cửu cười nói, quay về giải thích với mọi người một tiếng nhé, cứ nói là chị có việc gấp phải rời khỏi đây, nên không thể chào từ biệt từng người một được. Tiểu Hoa gật gật đầu, nói, chị Cửu Cửu, chị đi cùng em đến một nơi nhé. Đi đâu? Vương Cửu Cửu hỏi. Chị cứ đi thì sẽ biết thôi mà. Tiểu Hoa kéo tay Vương Cửu Cửu chạy vào quán ăn đối diện trường. Muốn mời chị ăn à? Vương Cửu Cửu thấy Tiểu Hoa kéo nàng đi đến quán cơm thì cũng không từ chối. Dù sao thì vẫn còn lâu nữa mới tan học, ăn một bữa cơm rồi rời đi cũng chẳng sao. Mặc dù nàng không muốn từ biệt với những bạn học trong lớp, cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng biệt ly, nhưng ngồi trong quán ăn ở cổng trường thì cũng có thể kề sát bên bọn họ hơn được một chút. Nhưng khi Tiểu Hoa đẩy chiếc cửa kính của quán ăn ra, Vương Cửu Cửu sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong quán ăn thì đứng ngây người luôn tại chỗ. Mọi người ngồi chật cứng trong quán ăn, từng khuôn mặt thân quen đang ngước nhìn về phía nàng với đôi mắt đượm buồn vì sắp phải chia tay. Những người này đều là bạn học của nàng, những bạn học mà Tần Lạc từng dạy qua. Tất cả đều có mặt đông đủ, không sót một ai. Vương Cửu Cửu quay ra đằng sau, thấy Tiểu Hoa nép người ra sau lưng thè thè lưỡi, nói, tối qua sau khi nghe chị nói thôi học, em cả đêm không ngủ được, nên đã nói chuyện này cho Lý Mãnh. Em đã nói là đừng nói với ai rồi, nhưng anh ấy thì chị biết rồi đấy, chẳng đáng tin cậy chút nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Em cũng đâu có hơn gì cậu ấy. Vương Cửu Cửu tức giận nói. Trong lòng thầm nghĩ, câu nói đó có lý thật, muốn cho một người phụ nữ giữ bí mật thì còn khó hơn bảo một người đàn ông sinh em bé. Huống hồ Tiểu Hoa và Lý Mãnh hiện giờ còn đang yêu nhau say đắm, muốn bảo nàng giữ bí mật chuyện này với bạn trai mình, thì lại càng là chuyện không thể thực hiện được. Mọi người cũng là có ý tốt cả mà, Tiểu Hoa ngượng ngùng nói. Vương Cửu Cửu tất nhiên là sẽ không tức giận với Tiểu Hoa rồi, nàng bước nhanh vào bên trong, cười hê hê nói, các cậu sao lại chạy hết đến đây thế? Mình tối qua còn xem lại lịch học rồi, tiết thứ tư của chiều hôm nay là tiết của thầy Thăng phải không? Bọn mình xin phép nghỉ học hết rồi, Lý Mãnh đứng dậy nói. Có cần thiết phải làm vậy không? Vương Cửu Cửu cười khổ, thầy Thăng chắc là bị mọi người làm cho tức chết mất. Thầy Thăng không tức đâu, thầy ấy đồng ý rồi. Lý Mãnh nhìn Vương Cửu Cửu nói, tính cách cậu con trai này chẳng khác gì tên của cậu ta, tên là Lý Mãnh, nhìn người cũng tương đối là oai phong, lẫm liệt, đứng cạnh một người cao rong ròng như Vương Cửu Cửu đây thì nhìn cậu ta trông giống như một quả núi vậy. Thầy ấy gửi lời hỏi thăm đến cậu nữa đấy, nói là chúc cậu mọi điều tốt lành nhất. Cảm ơn thầy ấy giúp mình nhé. Vương Cửu Cửu buồn bã nói. Thầy Thang là người dạy thay dấu bé trung y chẩn đoán học dấu lớn cho Tần Lạc, thầy này dạy bài theo kiểu cũ dích, đã thế còn không vừa dạy vừa lấy ví dụ thực tiễn luôn như Tần Lạc, nên mọi người đều có thành kiến rất lớn với thầy, lúc nào lên lớp cũng tìm cách làm khó thầy. Tất nhiên là Vương Cửu Cửu cũng là một trong số đó, không ngờ là khi nàng rời khỏi đây thì thầy ấy lại chúc phúc một cách thành khẩn như vậy. Lý Mãnh gật gật đầu, nói với Vương Cửu Cửu, lớp trưởng, bây giờ mọi người đều đến đông đủ hết cả rồi. Chúng ta có thể bắt đầu chụp ảnh được rồi đấy. Chụp ảnh, Vương Cửu Cửu sửng sốt hỏi lại. Ảnh tốt nghiệp, Lý Mãnh nói, Lưu Cương, Thạch Tuấn, hai cậu phát cho mọi người quần áo mượn được đi. Hai nam sinh đáp lại một tiếng, sau đó kéo ra hai chiếc túi vải to tướng ra. Bọn họ mở chiếc túi ra, không ngờ ở bên trong đều là những bộ đồ thạc sĩ mới tinh. Sao các cậu lại có được cái này thế? Vương Cửu Cửu kinh ngạc hỏi. Bọn mình chạy đến nơi chụp ảnh tốt nghiệp mượn, phải nói hết hơi cả sáng mới được đấy. Lý Mãnh hề hề cười nói. Cậu không biết chứ, bọn mình phải van xin cả nửa ngày trời, mà bà phụ trách ở đó còn bảo là phải có sự đồng ý của hiệu trưởng mới cho bọn mình mượn. Thế là Lý Mãnh trợn trừng mắt lên, định đập bàn rồi đấy, mãi sau bà phụ trách mới chịu cho bọn mình mượn. Thạch Tuấn vừa phát áo mũ thạc sĩ cho mọi người vừa nói. Vẫn còn mới nguyên này, chuẩn bị cho những sinh viên tốt nghiệp năm nay dùng đến. Không ngờ lại để cho bọn mình dùng trước. Lưu Cương cũng đắc ý cười nói. Các cậu định làm loạn à? Chúng mình không phải vẫn chưa tốt nghiệp sao? Vương Cửu Cửu cười hì hì nói, nàng cũng tiện tay tiếp lấy áo mũ từ tay Thạch Tuấn. Bởi vì nàng là lớp trưởng, vì vậy mà đối với cả lớp nàng đều rất liều lĩnh, bá đạo,
Đến cả một nữ sinh khi vừa mới vào lớp thì e dè, sợ sệt, vậy mà cũng đã bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh, giờ đây nói gì cũng bà mày thế nọ, bà mày thế kia, cẩn thận không bà cho phát đạt bây giờ. Đợi đến khi bọn mình tốt nghiệp, thì không biết cậu đang ở đâu nữa. Một nữ sinh lên tiếng nói, đến lúc đó chụp hình tốt nghiệp còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đúng đấy, rồi cũng vẫn thiếu một người. Nếu mà có thầy Tần ở đây thì tốt biết mấy nhỉ? Không cần biết thầy Tần có ở đây không thì chỗ ở giữa kia vẫn phải để cho thầy. Lý Mãnh phất tay nói, mọi người mau thay đồ vào đi, chúng mình ra ngoài chụp hình nào. Nói rồi Lý Mãnh liền làm tiên phong xung trận, tìm một chiếc áo cỡ lớn choàng lên người, mũ có phần hơi nhỏ, không làm thế nào để đội vào đầu cậu ta được, nên chỉ có thể đội tạm lên đầu rồi dùng dây cột thêm vào cho chắc. Cả lớp xếp thành ba hàng ngang trước quán cơm, có một chiếc ghế ở giữa hàng ghế đầu tiên để trống, không ai ngồi. Vương Cửu Cửu vì cao quá nên đứng ở hàng phía sau, nhưng dù có như vậy thì cũng không có ai có thể che lấp được khuôn mặt xinh đẹp, tươi tắn của nàng. Tôi nói một, hai, ba thì mọi người nói Konica nhé. Nhiếp ảnh ra được mời đến chụp ảnh đứng ở phía trước chỉ huy nói. Nói con ghét được không? Nói gì mà chả được. Nghiêm túc một chút nào. Nhiếp ảnh ra liền nhấn nút trong tiếng cười đùa của mọi người. Sau khi nhìn ảnh vừa chụp xong thì mọi người đều rất hài lòng. Liên bảo nhiếp ảnh ra dựa vào số người mà rửa ra mỗi người một phần, đến cả chiếc ghế trống ở giữa đó cũng được rửa một phần nữa. Ông chủ quán cơm chạy ra ngoài ân cần nói với Lý Mãnh, thức ăn đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể lên được chưa? Lên được rồi, Lý Mãnh nói lớn, chúng ta đi ăn bữa cơm chia tay nào. Ăn cơm chia tay nhưng chúng ta vẫn ở bên nhau, có người đứng đằng sau tiếp lời. Vương Cửu Cửu cười hì hì nhìn những người bạn xung quanh mình, bất giác nước mắt tuôn trào trên gò má. Chương 697, Ly bị thương rồi sao? Người say rượu thường nói là mình không hề say, nhưng Vương Cửu Cửu thì đúng là không say thật, nàng không nỡ say. Khi nàng bước ra khỏi quán cơm, thì bên ngoài không còn chói mắt như lúc trước nữa. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy một khoảng trời mênh mông xanh thăm thẳm. Điều này khiến cho nàng phải cảm thấy kinh ngạc, bầu trời ở Yến Kinh có bao giờ được thuần khiết như thế này đâu. Có lẽ cái này có liên quan đến tâm tình của mình cũng nên. Vương Cửu Cửu nghĩ thầm. Chị Cửu Cửu, chị không sao chứ? Tiểu Hoa lảo đảo chạy đến ôm lấy cánh tay của Vương Cửu Cửu hỏi. Hôm nay Tiểu Hoa cũng uống không ít rượu, cũng may mà có Lý Mãnh ngăn lại bớt, nếu không thì cũng cùng cảnh ngộ với những bạn học khác đang lăn lóc dưới gầm bàn kia rồi. Không sao, Vương Cửu Cửu nói, đi giúp Lý Mãnh chăm sóc những bạn uống say kia đi. Thế còn chị thì sao? Tiểu Hoa không yên tâm nói. Chị muốn đi lòng vòng một chút. Vương Cửu Cửu mặt đỏ lựng, thở hắt ra mùi rượu nói. Ngày mai là phải rời xa Yến Kinh rồi, đúng như nàng dự liệu, nàng sẽ đến Dương Thành, một nơi phồn hoa, náo nhiệt. Ông nội đã đích thân gọi điện sắp xếp ổn thỏa rồi, vào thực tế ở bộ phận đối ngoại trong khu quân đội Dương Thành trước, đồng thời còn phải học tập thêm ở học viện đào tạo sĩ quan ở Dương Thành nữa. Nhưng chị cũng uống nhiều rượu như thế mà, chị không sao chứ? Em đã thấy chị say chưa? Tiểu Hoa lắc lắc đầu. Không sao đâu, giao cô ấy cho tôi đi. Giọng một người phụ nữ cất lên. Tiểu Hoa mở to đôi mắt lờ đờ của mình ra nhìn, thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt nàng. Sau khi liếc nhìn người phụ nữ mấy cái thì quay ra nói với Vương Cửu Cửu, chị Cửu Cửu, chị có quen chị ấy không? Một người bạn, Vương Cửu Cửu nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, gật đầu đáp. Mặc dù vẻ mặt của nàng hết sức bình thản, nhưng trong lòng thì có thể dùng từ sóng to gió lớn để miêu tả. Chị ta sao lại đến đây nhỉ? Thế cũng được, tôi giao Cửu Cửu cho chị. Phiền chị đưa chị ấy về nhà. Tiểu Hoa nói với người phụ nữ. Mặc dù người phụ nữ này rất điềm tĩnh, giọng nói cũng không khiến cho người ta có được cảm giác thân mật. Nhưng quả thật là chị ta đẹp quá. Bất kể là đàn ông hay đàn bà thì nếu tướng mạo đẹp một chút thì cũng cộng thêm cho mình không ít điểm. Hơn nữa, Vương Cửu Cửu cũng thừa nhận bọn họ là bạn rồi. Vì vậy mà một người ngây thơ như Tiểu Hoa đây cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Có thể nói chuyện một chút không? Người phụ nữ nhìn gương mặt đỏ lựng như hoa đào của Vương Cửu Cửu, chủ động lên tiếng hỏi. Vương Cửu Cửu gật gật đầu, nói, phía trước có quán Starbucks. Thế là hai người không nói gì nữa, vai kề vai bước thẳng tới quán Starbucks ở phía trước mặt. Hai người bước đi sát gần nhau, nhưng Vương Cửu Cửu thì lại cảm thấy hai người đứng cách xa nhau vô cùng. Giơ tay ra là thấy nhưng lại không thể đoán biết được người khác nghĩ gì. Bước vào quán. Hai người tìm ngay cho mình một chỗ ngồi sát ven đường rồi ngồi xuống.
Uống gì nhé, em mời, Vương Cửu Cửu cười nói. Đi một đoạn đường dài như vậy nên cuối cùng thì nàng cũng cảm thấy bình tĩnh trở lại. Nàng cũng biết là sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày như ngày hôm nay, nhưng không ngờ nó lại đến vào trước ngày nàng rời khỏi Yến Kinh. Bất luận thế nào thì cũng phải đối mặt với nó, tuy có hơi đột xuất, nhưng cũng coi như là chuẩn bị xong xuôi rồi. Latte, Lâm Hoán Khê nói. Lấy thêm cho tôi một cốc latte nhé, Vương Cửu Cửu nói với người phục vụ. Xin hai người chờ cho một chút, người phục vụ sau khi ghi lại yêu cầu của khách thì liền quay người rời đi. Tiệm cà phê này đang mở những bản nhạc không lời của Bandery, nghe vô cùng nhẹ nhàng êm ái, tuy khiến cho người ta mềm hết cả người ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướng, du dương. Chị đến từ lúc nào thế? Vương Cửu Cửu hỏi, nàng nhận ra được là người phụ nữ trước mặt mình rất kiệm lời, vì vậy mà nàng phải chủ động tìm kiếm đề tài gì đó để nói chuyện. Chứ nếu hai người cứ không nói gì thì không phải không khí sẽ rất nặng nề hay sao? Nhìn thấy em bước vào trong quán ăn, Lâm Hoán Khê đáp lại lạnh tanh. Hả? Vương Cửu Cửu kinh ngạc nhìn Lâm Hoán Khê. Sao chị không đi vào tìm em? Chị vẫn chưa ăn gì phải không? Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với em, nên chị không muốn đi vào làm phiền em. Lâm Hoán Khê cúi thấp đầu xoay xoay cốc cà phê trong tay mình. Hơn nữa cũng chẳng phải là việc gì quan trọng cả. Chẳng phải việc gì quan trọng nghĩa là gì. Vậy chị ta đến đây là vì cái gì chứ? Trong lòng Vương Cửu Cửu lại một lần nữa dậy sóng. Bọn họ đều thích em, Lâm Hoán Khê nói. Vâng, bọn em sống với nhau rất tốt, Vương Cửu Cửu gật đầu nói. Thực sự là muốn gia nhập quân đội hay sao? Anh ấy nói với chị à? Ừ, Lâm Hoán Khê khẽ gật đầu đáp lại. Anh ấy nói là vé máy bay đến Vân Điền của anh ấy là do chị đặt cho. Ừ, đúng rồi, Lâm Hoán Khê ngẩng đầu lên nhìn Vương Cửu Cửu, muốn biết xem rốt cuộc là Vương Cửu Cửu muốn nói gì. Vì sao vậy? Vương Cửu Cửu hỏi. Lâm Hoán Khê không đáp lại, bởi vì bản thân nàng cũng không biết đáp án là gì. Thậm chí nàng còn không biết vì sao hôm nay mình lại đến đây nữa. Nàng chỉ nghe Tần Lạc nói qua có một lần là Vương Cửu Cửu chuẩn bị thôi học để gia nhập quân đội. Nàng là một người phụ nữ, vì vậy nàng có thể hiểu được Vương Cửu Cửu vì sao lại làm vậy. Nếu nàng mà đứng trên lập trường của Vương Cửu Cửu thì nàng cũng sẽ làm như thế. Vì vậy mà sau khi nhận được điện thoại từ trưởng phòng của phòng giáo vụ thì lập tức lái xe đến đây. Vương Cửu Cửu cười khổ, nói, em không hỏi nữa. Em biết là chị cũng không có đáp án. Em làm bao nhiêu việc ngu ngốc như vậy, người khác hỏi em vì sao, em cũng không tìm ra được đáp án. Từ đó trở đi, em cũng không còn ngây thơ đến nỗi cho rằng tất cả mọi việc trên thế giới này đều có đáp án như ngày trước nữa. Giữ gìn sức khỏe cho tốt nhé, Lâm Hoán Khê nói. Chị cũng vậy, Vương Cửu Cửu nói. Lâm Hoán Khê đứng dậy, cầm chiếc túi sách lên chuẩn bị rời đi. Nàng không dám tiếp tục ở đây nữa, vì nàng không biết mình phải nói gì tiếp nữa đây. Cà phê còn chưa đến mà, Vương Cửu Cửu nói. Không uống nữa, Lâm Hoán Khê nói. Vương Cửu Cửu do dự một lát, rồi hỏi, chúng ta có thể là bạn được không? Bước chân của Lâm Hoán Khê dừng lại, nàng quay người trở lại. Lấy ra một chiếc bút và một miếng giấy nhỏ ở trên bàn lên rồi viết lên đó một dãy số xong rồi đặt lên mặt bàn. Hẹn gặp lại, Lâm Hoán Khê nói. Gặp lại sau, Vương Cửu Cửu xúc động đến đỏ hết cả mặt. Nàng cầm lấy tờ giấy nhỏ lên nhìn đi nhìn lại, thậm chí còn chu môi lên hôn vào đó một cái. Sau khi hôn lên đó thì cảm thấy mình thật là người chẳng có tí triển vọng gì cả, cũng chỉ là một dãy số điện thoại thôi mà, có gì mà phải thế chứ. Vương Cửu Cửu, mày phải vững mạnh lên chứ, Vương Cửu Cửu tự nói với mình. Thế nào rồi, Tôn Thiếu Phương vừa hỏi vừa vẫy tay bảo người ta đem đến nước sạch và khăn khô đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hắn có lòng muốn kết giao với Tần Lạc, vì vậy mà đã dặn trước với những người ở đây là bất kể khi nào Tần Lạc tới thì đều phải thông báo cho hắn sớm nhất có thể. Phục hồi rất tốt, Tần Lạc nói, hắn bỏ ngân châm vào trong hộp, sau đó vắt khăn lau sạch mồ hôi trên trán. Sức khỏe của Lôi Diệu Dương phục hồi rất tốt. Thời gian tính từ lúc còn thê thảm không tả nổi đến bây giờ có thể ngóc dậy một cách bình thường rồi cũng không phải là dài lắm. Dĩ nhiên là bệnh này cũng không thể kéo dài thời gian quá, nếu không thì cho dù có chữa khỏi cũng coi như phế hoàn toàn. Thế thì tốt, Tôn Thiếu Phương cười nói. Diệu Dương, anh sẽ nhanh được trở lại với thế giới tươi đẹp đang đợi ở trước mắt thôi. Tôn Thiếu Phương biết là Tần Lạc vô cùng xem trọng Lôi Diệu Dương, nên đặc biệt chăm sóc anh ta. Không có việc gì cũng đến đây nói chuyện với anh ta.
Quan hệ của hắn và Tần Lạc cũng không được coi gì là thân thiết cả, nhưng đối với Lôi Diệu Dương thì đã xưng hô trực tiếp bằng tên rồi. Cái này coi như là gián tiếp tiến sát lại gần hơn. Tất nhiên là hắn không hiểu vì sao mà Tần Lạc lại hết lòng giúp đỡ trị liệu cho Lôi Diệu Dương như thế. Tần Lạc quay người lại nhìn Lôi Diệu Dương, nói, kinh mạch đã được đả thông, thì khí huyết cũng coi như là sống lại rồi. Về sau không cần phải châm cứu nữa, chỉ cần dùng thuốc điều dưỡng và vận động một cách thích hợp là đủ rồi. Cảm ơn cậu, Lôi Diệu Dương cảm kích nói. Từ lúc Tần Lạc dùng ngân châm để châm cứu cho hắn thì hắn đã biết là mình có hy vọng rồi, nhưng lúc đó vẫn không thể xác định rõ rệt được như bây giờ. Nhưng khi Tần Lạc đích thân nói cho hắn biết là vết thương không có trở ngại gì thì hai hàng nước mắt của hắn liền chảy dài luôn xuống. Là một người đàn ông, còn có gì quan trọng hơn việc giữ lại cái đó chứ? Cuộc sống của hắn phải có ăn và sex, nếu không có hai thứ đó thì hắn cũng không biết là mình sống trên đời này còn có ý nghĩa gì không nữa. Về sau anh có dự định gì chưa? Tần Lạc hỏi. Nghe lời của cậu và Cửu Cửu thôi. Lôi Diệu Dương nói, hắn biết, Tần Lạc đánh đổi lại tính mạng của hắn từ tay Hoàng Thiên Trọng bằng cách bảo hắn rời khỏi Yến Kinh. Bây giờ bệnh tình của hắn cũng khỏi rồi, thì cũng chỉ còn cách là rời khỏi Yến Kinh mà thôi, nếu không thì sẽ làm cho Tần Lạc lại trở thành người nói lời mà không giữ lời mất. Nếu anh muốn ở lại Yến Kinh, thì bọn họ cũng chẳng làm được gì. Tần Lạc nói. Lôi Diệu Dương cứ nói là sức khỏe mình chưa hồi phục, cứ ở lại đây mà điều dưỡng, chẳng nhẽ Hoàng Thiên Trọng lại cho người đến cướp người được chắc. Thôi, tôi vẫn nên ra đi thì hơn. Lôi Diệu Dương nói, đợi sau khi sức khỏe bình phục hẳn, tôi cũng muốn ra ngoài cho thoải mái, chứ cứ nằm trong viện điều dưỡng cũng không phải là cách hay. Thế cũng được, anh đến Dương Thành. Tần Lạc nói, tôi có một người bạn tên là Hạ Dương, tôi đã nói chuyện này với cậu ấy. Khi nào anh đến đó thì đến tìm cậu ấy. Cậu ấy sẽ sắp xếp cho anh. Hạ Dương là một người bạn mà Tần Lạc có thể đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Vì vậy mà giao Lôi Diệu Dương cho cậu ấy cũng là một quyết định đúng đắn. Với thế lực của Hạ gia nhà cậu ấy ở Dương Thành, thì cho dù đến cả một nhân vật như Hoàng Thiên Trọng đến đó cũng không thể đòi được người trong tay cậu ấy. Cảm ơn cậu, Lôi Diệu Dương cảm kích nói. Cửu Cửu cũng đến Dương Thành, Tần Lạc nói, đến lúc đó cô ấy sẽ sắp xếp cho anh. Nếu có gì cần tôi làm thì tôi chết cũng không từ chối. Lôi Diệu Dương nói. Được rồi, Tần Lạc vẫy tay nói. Làm gì có việc nghiêm trọng đến vậy? Mọi người đều là bạn bè của nhau, về sau không cần phải khách khí như thế. Tần Lạc lại ngồi nói chuyện thêm với Lôi Diệu Dương vài câu, khi đang chuẩn bị bỏ chút thời gian sang thăm Lăng Thiếu thì chuông điện thoại trong túi bỗng nhiên reo lên. Tần Lạc nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình thì vui sướng ra mặt, nói, cuối cùng thì em cũng về rồi. Thời gian vừa rồi em đi đâu thế? Cũng không nói với tôi một câu. Mau đến viện điều dưỡng. Một giọng lạnh lùng như băng của một người phụ nữ cất lên. Nhớ đem theo bột dưỡng Kim Dũng. Tần Lạc kinh hãi, hỏi, Ly, em làm sao vậy? Bị thương rồi sao? Chương 698, chất dịch màu xanh. Bao ngày không gặp, nhớ nhung vô cùng. Lâu lắm rồi Ly mới gọi đến cho hắn. Vậy mà vừa mới gọi đã đòi kem dưỡng Kim Dũng thì làm sao mà không làm cho Tần Lạc lo lắng cơ chứ? Tần Lạc biết tính chất công việc của Ly là rất đặc biệt, những vết chảy xước ngoài da thông thường nàng thường ngại không nói ra, tự mình khử độc rồi bôi thuốc là xong. Nàng là một người phụ nữ, nhưng lại không phải là một người phụ nữ thông thường, nàng có thể chịu đựng được những đau khổ, thương tổn mà những cô gái thành thị hiện đại và những người phụ nữ làm việc văn phòng khó mà có thể tưởng tượng được. Nàng vội vã bảo Tần Lạc đến viện điều dưỡng, lại còn bảo hắn đem theo kem dưỡng Kim Dũng đến nữa, chứng tỏ là nàng bị thương vô cùng nghiêm trọng, nếu không nghiêm trọng, thì nàng không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho mình thế này. Tần Lạc hiểu Ly, rất hiểu là đằng khác. Sao không nói gì thế? Rốt cuộc là bị thương ở đâu vậy? Tần Lạc không đợi Ly đáp lại, hắn lại hỏi thêm. Không phải là tôi, mà là quân sư. Giọng Ly có phần trầm lắng, nhưng ngay sau đó giọng nói lại the thé lên. Mau đến đây ngay, không được làm lỡ thời giờ. Được, tôi sẽ đến ngay đây. Tần Lạc nói, thấy Ly nói không phải nàng bị thương thì Tần Lạc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng quân sư cũng có ơn với hắn, vì vậy mà hắn cũng không bỏ lỡ thời giờ, vội vàng đến viện dưỡng lão với thời gian nhanh nhất có thể. Tần Lạc nói lời từ biệt Tôn Thiếu Phương và Lôi Diệu Dương, nói là có bạn bị thương, cần phải đến đó xem sao. Tôn Thiếu Phương chủ động hỏi Tần Lạc xem có cần hắn đi cùng giúp đỡ không. Vì nói gì thì nói hắn cũng là bác sĩ quân đội. Tần Lạc nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn từ chối ý tốt của hắn.
Long thức và 160 là hai nơi khác hẳn nhau, hơn nữa long thức còn có vô số bí mật không thể để cho người ngoài biết được, nên tốt hơn cả vẫn nên thận trọng hơn một chút thì hơn. Hiện tại Tần Lạc và Tôn Thiếu Phương cũng chỉ là những người bạn thông thường, chứ vẫn chưa phải là những người bạn tâm phúc. Tần Lạc chạy xuống dưới lầu, nói với đại đầu là đến viện điều dưỡng. Nghĩ đến quan hệ giữa đại đầu và long tức, hắn liền nói thêm một câu, quân sư bị thương rồi. Đôi mắt lúc nào cũng tĩnh lặng của đại đầu bỗng nhiên sắc lẹm hẳn lên, cậu ta không nói không rằng mà chỉ nhấn mạnh chân ga, chiếc Chevrolet cũ kỹ bỗng dưng giống như một con bò tót to lớn tức giận rú gào, bay thẳng về phía trước. Quân sư, cái tên này có phần quen thuộc, Giê-xu ngẫm nghĩ nói. Cô ấy mới là thần, đại đầu lạnh lùng nói. Tần Lạc thở dài một hơi, hy vọng quân sư không sao, nếu không thì sẽ có rất nhiều người phát điên lên mất. Từ khu ngoại ô phía tây đi sang khu ngoại ô phía đông, chẳng khác nào đi nửa vòng Yến Kinh cả, nhưng đại đầu đi với tốc độ thần tốc, thậm chí còn không dùng đến 30 phút. Xe xông thẳng vào bên trong viện điều dưỡng, sau đó dừng lại ở sân, đại đầu nhìn Giê-xu một cái rồi nói, anh đứng đợi ở đây. Giê-xu là một sát thủ, hơn nữa còn là một sát thủ ngoại quốc. Bất luận là hắn ta tiếp cận Tần Lạc với mục đích gì, nhưng cũng không có lý do gì để cho hắn tiếp cận gần Long Tức. Cho dù hắn ta có đứng ở ngoài vườn của Long Tức, thì vẫn sẽ có người theo dõi từng bước đi, cử chỉ, hành động của hắn. Ồ, cách đối đãi thật là hiếu khách, Giê-xu nhún vai nói, hắn có thể hiểu được mình sẽ được người ta đối xử thế này. Đại đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng hắn cũng coi như là không nhìn thấy gì. Tần Lạc và đại đầu chạy đến khu lầu phía sau Long Tức, không ít người vây kín xung quanh. Kiều Mộc đem theo vài người đứng ở bên ngoài cửa, thấy Tần Lạc đi đến thì vội vàng bước lên nghênh đón, nói, mau vào đi, mọi người đều đang đợi cậu đấy. Tần Lạc gật gật đầu, cũng không hàn huyên thêm câu nào liền dẫn theo đại đầu vào bên trong. Hòa thượng, hỏa dược, tiểu lý phi đao cùng những cao thủ trong Long Tức đều tụ tập đông đủ trong phòng khách, vẻ mặt ai nấy đều rất nặng nề, sát khí đầy mình. Vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Đến cả Long Vương cũng được người ta đẩn đến đây, ông ngồi trên xe lăn, vẻ mặt âm trầm, u ám, không nói câu gì. Như thế thôi cũng đủ nhận ra được, người phụ nữ tên quân sư này có địa vị như thế nào trong Long Tức rồi. Việc nàng bị thương đã khiến cho không biết bao nhiêu người phải lo lắng. Ở bên trong, hòa thượng chỉ vào căn phòng được đóng kín mít, nói. Tần Lạc đẩn cửa bước vào trong. Bỗng nhiên tầm mắt của hắn gặp ngay phải trở ngại, bởi vì chiếc rèm được kéo chặt như bưng, đến một lọn ánh sáng cũng khó mà có thể xuyên qua được. Một bóng đen đứng ở trước giường, đó chính là Ly, người chuyên môn mặc đồ da màu đen, quần da đen, áo da cũng màu đen. Thế nào rồi? Tần Lạc hỏi. Ngủ rồi, Ly nói. Kéo rèm ra, Tần Lạc nói. Xoẹt. Chiếc rèm được kéo sang một bên, trong nháy mắt ánh sáng đã tràn ngập căn phòng. Lúc này mắt Tần Lạc mới có thể nhìn rõ được mọi thứ. Mới ít ngày không gặp, mà nhìn Ly hao gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt thanh tú, lanh lợi của Ly ngày nào bây giờ trông nàng mỏi mệt, trên trán còn có mấy vết nứt với mức độ nông sâu không đồng nhất nữa, nên khiến cho Tần Lạc đau lòng vô cùng. Với thân thủ lợi hại như vậy của bọn họ mà vẫn còn bị thương, thì đủ để hiểu bọn họ đã gặp phải đợt tấn công ghê gớm như thế nào rồi. Đã có bác sĩ đến khám chưa? Bác sĩ nói thế nào? Không cần ai nói gì, Tần Lạc tự động ngồi xuống cạnh giường, giơ tay ra bắt mạch cho quân sư. Hắn định tiến hành cùng một lúc tứ chẩn trong trung y là vọng, văn, vấn, thiết. Không ngờ vừa rồi quân sư còn nằm trong trạng thái ngủ say mà giờ lại giơ tay ra, chiêu cầm nã thủ được xuất ra nhanh chóng, tóm chặt lấy cánh tay của Tần Lạc, vừa kéo vừa lôi, khiến cho hắn ngồi không yên, toàn thân hắn hướng thẳng đến ngực của quân sư, một tay còn lại của quân sư giơ lên cho hắn một chưởng vào mặt. Bốp! Tần Lạc làm sao có thể nghĩ tới biến cố như vậy chứ, vì quá cảm thấy bất ngờ nên không kịp phòng ngự, cũng không thể né tránh, mũi của hắn phải gánh chịu một đòn tấn công nặng nề. Tiếp đó còn tồi tệ hơn nữa, chân của quân sư đã được đắp kín cẩn thận rồi, vậy mà vẫn giơ cao chân lên được, đá thẳng vào người hắn, sau đó toàn thân hắn bị nhấc bổng lên rồi bay ra xa đập thẳng vào tường. Đau! Đau nhức đến ê ẩm! Tần Lạc đưa tay sờ vào mũi mình, trên tay còn dính một chất dịch màu đỏ tươi. Chảy máu rồi. Sau đó thì mắt hắn đỏ lựng lên, hai hàng nước mắt trào ra như suối. Chín phần đau đớn cộng thêm một phần tủi thân khiến cho hắn không kìm nổi mình, nước mắt rơi xuống ào ào một cách rẻ mạt. Tần Lạc với kinh nghiệm lâu năm trong nghề y tự nhận thấy rằng,
mũi của mình đã bị cú đấm của nàng ta làm cho gãy xương rồi. Cũng không biết là có bị hủy nhan sắc hay không nữa, hắn cũng ngại không dám bảo Ly tìm giúp cho mình một chiếc gương ngay. Bác sĩ bị chính bệnh nhân của mình đánh, đây quả thực là một chuyện không thể tha thứ. Nếu mà là người khác thì hắn đã đánh lại cho một trận rồi vội áo ra đi. Nhưng, bây giờ phải làm thế nào đây? Mũi của anh chảy máu rồi kia, Ly đứng trước mặt Tần Lạc nói, sau đó nàng đưa cho hắn một hộp giấy ăn. Tôi biết, Tần Lạc tức giận nói, cô ấy bị làm sao thế? Sao lại đánh người như vậy? Phía sau lưng cũng đau nhức nhối, như thể xương cốt sắp gãy đến nơi rồi vậy. May mà mình từng luyện tập trong vài năm, chứ nếu là một bác sĩ với thân thể bình thường mà bị nàng ta giày vò như vậy rồi chắc chỉ có đường đi đời mà thôi. Đây là sự tự vệ của một quân nhân, Ly nói, cho dù có ngủ rồi, thì vẫn luôn phòng kẻ địch áp sát vào gần. Sao anh trước lúc ngồi ra đó không nói với tôi một tiếng? Tần Lạc không nói được câu nào. Hắn chưa từng trải qua, cũng không có cách nào tưởng tượng được bọn họ rốt cuộc là khi thực thi nhiệm vụ thì ở trong hoàn cảnh tồi tệ ra sao, phải trải qua những nguy hiểm như thế nào. Nhưng, từ những biểu hiện trên người bọn họ có thể nhận ra được rằng, bọn họ phải chịu một gánh nặng vô cùng nặng nề. Có lẽ chỉ khi nào về đến nhà họ mới có thể yên tâm mà ngủ ngon giấc cũng nên. Một người phụ nữ như vậy thì hắn làm sao có thể tức giận hay oán hận được cơ chứ? Nghe thấy bên trong có động tĩnh thì những người đứng bên ngoài đều đổ xô vào trong. Nhìn thấy Tần Lạc máu me đầy mặt ngồi ở một chỗ, thì ai nấy đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Lý thám hoa hỏi. Là quân sư đánh đấy. Ly nói. Mọi người quay ra nhìn quân sư vẫn nằm yên một chỗ ngủ ngon lành thì ai nấy đều dùng mình ớn lạnh. Đại đầu bước tới đỡ Tần Lạc dậy, hỏi, có cần băng bó một chút không? Tần Lạc móc chiếc bình nhỏ đựng kem dưỡng kim dũng từ trong lồng ngực ra, bảo đại đầu thoa kem lên mũi để cầm máu, sau đó dùng giấy ăn vo thành hai cục nhỏ bằng lỗ mũi rồi nhét vào mũi, để cho máu từ bên trong tạm thời không thể chảy ra ngoài làm ướt quần áo được. Tần Lạc cẩn thận bước đến bên giường, nhưng lại không dám tiến lại gần quân sư, nói, cô ấy sẽ không ra tay đánh người một lần nữa chứ. Ly bước tới cầm lấy tay quân sư, nói, đồ nhát gan, được rồi. Đồ nhát gan. Nếu người đứng trước mặt hắn không phải là Ly thì hắn đã chửi thề rồi. Mình bị người ta đánh đến mức này rồi mà còn chưa sợ chạy mất, thế mà vẫn bị gọi là kẻ nhát gan hay sao? Đã thấy một bác sĩ nào đại nhân đại nghĩa có tình yêu nước mãnh liệt và một sự đồng cảm cao cả như thế này chưa? Tần Lạc run rẩy nắm lấy cổ tay quân sư, vừa cẩn thận bắt mạch lại vừa phải phòng ngừa nàng tấn công mình lần nữa. Có điều, có Ly ngồi bên cạnh làm cho hắn yên tâm hơn rất nhiều. Ly chắc không đến nỗi cứ đứng trơ mắt ra nhìn mình bị đánh một lần nữa chứ. Dĩ nhiên là có thể nàng sẽ nhắm mắt lại. Khí huyết bất hòa, âm dương không đều. Tần Lạc lên tiếng nói. Vết thương ở đâu vậy? Ở sau lưng, Ly đáp lại. Để tôi xem, Tần Lạc nói. Ly lướt mắt nhìn những người đứng ở cửa một cái rồi nói. Đối với tôi mà nói thì mọi người đứng đó cũng không sao. Nhưng đối với cô ấy mà nói thì có sao đấy. Mấy người nhìn nhau một cái rồi hoảng sợ bước ra. Bọn họ không thể chịu được sự nổi giận của quân sư. Lúc này Ly mới kéo chăn xuống, lật người quân sư lên, sau đó cởi chiếc áo bệnh nhân trên người quân sư ra. Thế là một đường cong không hề mỹ quan chút nào hiện ra trước mắt Tần Lạc. Ở phần eo bên trái lưng nàng có một vết thương được bao bọc cẩn thận bằng băng gạc. Vết thương bị che kín. Tần Lạc không thể nhìn rõ xem nàng rốt cuộc là bị làm sao, nhưng xung quanh vết thương lại có triệu chứng sưng đỏ, thối rữa. Bác sĩ nói là trúng độc, nhưng đã tiêm bao nhiêu mũi trừ độc, giải độc rồi mà chẳng có tác dụng gì. Đến cả viện nghiên cứu vừa nghiên cứu ra loại thuốc giải độc có tên là Hoàn Mỹ cũng dùng lên người cô ấy rồi nhưng vẫn không loại trừ được chất độc đi. Ly sốt ruột nói. Hoàn Mỹ là thành quả nghiên cứu của viện nghiên cứu, được mệnh danh là có thể trừ cả trăm loại độc. Loại thuốc này chỉ được cung cấp cho quân đội và một số đơn vị tác chiến đặc biệt mà thôi, giá cả không rẻ chút nào, nhưng dùng lên người quân sư thì vẫn vô tác dụng. Thảo nào Ly lại lo lắng, cuống cuồng như vậy. Tần Lạc dùng tay ấn vào nơi sưng đỏ giữa nát xung quanh vết thương một cái, thì thấy có một chất dịch màu xanh chảy ra bên ngoài. Mặt hắn bỗng tái nhợt đi, nói với Ly, cắt băng gạc ra. Chương 699, Hỏa châm bức độc. Ly và Tần Lạc phối hợp với nhau đã lâu. Tất nhiên đại đa số đều lấy thân thể Ly ra làm vật thí nghiệm. Với sự hiểu biết của nàng về Tần Lạc, nếu không phải tình hình đặc biệt nguy cấp thì khi Tần Lạc trị bệnh thì hắn lúc nào cũng từ từ,
không nhanh không chậm, thỉnh thoảng còn đùa giỡn nữa. Nhưng hôm nay thì không, sắc mặt của hắn trầm hẳn xuống, vẻ mặt nghiêm túc, đôi lông mày cau lại, có thể nhìn ra được căn bệnh này vô cùng nan giải. Nghiêm trọng lắm sao? Ly hỏi, vừa nói nàng vừa nghe theo lời dặn dò của Tần Lạc đưa tay ra chiếc tủ đầu giường, lấy chiếc kéo trong đó ra rồi cẩn thận cắt chỗ băng gạc ngoài vết thương ra. Ly không phải là bác sĩ, cũng không có kinh nghiệm làm y tá, nhưng sở trường của nàng là chơi dao, thậm chí kéo cũng không phải là ngoại lệ. Nghiêm trọng, Tần Lạc nhìn vào vết thương phơi bày ra trước mặt hắn, nói. Đây là một vết thương đâm chéo xuống, kéo dài từ trên xuống, từ nông đến sâu, ước chừng dài khoảng mười mấy cm. Một vết thương dài như vậy mà lại xuất hiện trên lưng của một cô gái, đúng là khiến cho người ta cảm giác thương xót. Bên trên vết thương có vết tích của những mũi khâu vô cùng tinh tế, ít cũng phải 20 mũi, xem ra đây là do bác sĩ đến xem bệnh trước làm cũng nên. Ở vết khâu có hình hai hàng răng, ngay phía của nơi bị rách. Xem ra đây không phải là do dao thông thường hay dao găm tấn công, mà giống với lưỡi lê hoặc dao có đinh nhọn làm cho bị thương. Chỗ da xung quanh vết thương có màu tím đen. Thoạt nhìn là biết đây là bệnh trạng của việc trúng độc. Tần Lạc tự dưng cảm thấy giận dữ, nói, bác sĩ ở đâu mà lại băng bó thế này? Độc còn chưa cho ra mà đã băng bó vào làm gì? Ông ta cho rằng băng bó vào rồi thì độc sẽ không phát tác nữa sao? Mũi của hắn vẫn được nhét hai viên giấy vào trong nên giọng nói của hắn ầm hết cả lên. Chỗ giấy còn thò ra bên ngoài cứ lên xuống nhịp nhàng thuận theo tần suất giọng nói cao thấp không đồng nhất của hắn, nhìn hài hước vô cùng. Không khác gì chú hề mũi đỏ cả. Dĩ nhiên là trên thế giới này làm gì có chú hề nào lại đẹp trai như thế chứ. Bác sĩ cũng biết bệnh trạng của quân sư là do trúng độc, đã thử qua rất nhiều phương pháp giải độc rồi. Ly lên tiếng giải thích, nàng cũng đứng nhìn tình trạng xung quanh vết thương với vẻ mặt ảm đạm, nói, khi trước màu sắc chỗ đó không đậm đến thế, cũng chỉ là hơi đỏ một chút thôi, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã lan nhanh đến thế. Lan nhanh đến thế, Tần Lạc cười nhạt. Nếu không phải tôi kịp thời đến đây thì đợi đến khi độc tính lan vào ngũ tạng thì cho dù có là thần tiên cũng không cứu được. Anh biết đây là độc gì sao? Ly trợn tròn mắt nhìn Tần Lạc hỏi. Tương tư tử, Tần Lạc nói ra một cái tên rất kỳ quái. Tương tư tử, là cái gì vậy? Ly lo lắng hỏi. Hồng đậu sinh Nam Quốc, Xuân Lai phát kỷ chi, nguyện quân đa thải hiệt, thử vật tối tương tư. Bài thơ này em từng nghe qua chứ? Tần Lạc hỏi. Nghe qua, Ly gật đầu đáp. Thời cổ gọi hồng đậu đậu đỏ là đậu tương tư, loại đậu đỏ này không có độc. Nhưng có một loại đậu đỏ bị biến dị, không phải loại đậu đỏ thông thường, mà là màu đỏ thẫm. Độc tố trong loại đậu này vô cùng đáng sợ, không những độc tính mạnh, mà người bị trúng độc rồi thì lục phủ ngũ tạng sẽ bị thối rữa ra mà chết. Nếu tôi đoán không nhầm thì quân sư bị trúng độc chính là loại độc này. Tần Lạc kiên nhẫn giải thích, hắn vừa nói vừa nhận lấy chiếc kéo đã được khử độc từ tay Ly. Cẩn thận cắt từng đường chỉ một ở vết thương sau lưng của quân sư. Em nắm chắc tay cô ấy, cẩn thận không cô ấy lại làm những động tác như lúc trước. Tần Lạc vừa cắt vừa dặn dò Ly. Hắn không dùng thuốc tê cho quân sư, cũng không dùng kim châm châm huyệt để gây mê cho nàng, mà trực tiếp dùng kéo cắt những đường chỉ đi. Làm như vậy có thể kích thích thần kinh của bệnh nhân, khiến cho nàng duy trì trạng thái ngủ chập chờn. Bởi vì chúng độc thực sự là rất đáng sợ. Có những người lây lan nhanh nhưng có những người lại lây lan chậm, không biết chắc được lúc nào sẽ chết. Còn một nguyên nhân nữa, đó là muốn làm cho quân sư toát mồ hôi, trong mồ hôi cũng chứa độc tố, như thế sẽ giảm bớt được phần nào gánh nặng trên cơ thể nàng, làm cho nàng không đau khổ như bây giờ. Dĩ nhiên là khi cắt vết thương ra thì cũng đau đớn không kém. Một loại là có xu hướng tiến sát gần với sức khỏe được khôi phục, còn một loại nữa là đau đớn một cách vô nghĩa, tiêu cực. Không những thế loại đau đớn này còn đem lại cái chết cho bệnh nhân. Tôi biết rồi, Ly đáp lại, nàng đã cảm nhận được sự mất bình tĩnh của quân sư. Thân thể của quân sư bắt đầu co cứng lại, toàn thân run rẩy không thôi, giống như đứa trẻ trong bụng mẹ vậy, cứ một lúc lại động đậy. Ly nghiến chặt răng, cố gắng không để cho nước mắt trào ra. Trong lòng nàng đau khổ, xót xa vô cùng. Ngày trước, khi bọn họ bị thương thì quân sư vừa giống một người mẹ, lại vừa giống một thần y chăm sóc. Băng bó vết thương, an ủi, động viên và đem lại cho bọn họ những tia hy vọng sống sót. Nhưng lần này người bị thương lại chính là quân sư, hơn nữa còn bị thương nghiêm trọng như vậy. Ly chưa từng nhìn thấy quân sư lại yếu ớt như bây giờ. Nàng vẫn luôn cho rằng chẳng có gì là quân sư không làm được cả. Không chỉ có mình nàng có suy nghĩ như vậy mà tất cả mọi thành viên trong Long Tức đều cho là như thế.
Bởi vì bất luận hoàn cảnh bên ngoài có nguy hiểm đến đâu, thì nàng đều có thể biến nguy thành an. Bất luận nhiệm vụ đó có khó khăn đến mấy, nàng đều có thể hoàn thành một cách viên mãn nhất. Mọi người đều cho rằng chẳng có gì có thể làm khó nàng cả. Nàng là thần. Đúng vậy, nàng là thần. Là thần của Long Tức, là thần của Trung Quốc. Nhưng giờ đây thần bị bệnh rồi, hơn nữa còn có thể chết bất cứ lúc nào. Ly dí chặt thân thể của quân sư, không để cho nàng động đậy quá kịch liệt. Nếu chẳng may mà động vào chiếc kéo trong tay Tần Lạc thì đã bị thương rồi còn bị thương thêm nữa. Anh có cách gì không? Ly hỏi, nàng tin vào y thuật của Tần Lạc, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng không yên. Tôi cũng đang nghĩ cách, Tần Lạc nói, hắn bỏ chiếc kéo dính đầy máu vào một chiếc khay đựng đồ y tế, sau đó lấy ra một hộp ngân châm, dừng lại một lát bèn lấy ra một chiếc kim châm ở bên trong đó. Tôi cần một chiếc đèn cồn, Tần Lạc nói. Y tá, Ly hét lên. Hai cô y tá đứng trực bên ngoài liền đẩy cửa bước vào, hỏi, chúng tôi có thể giúp gì được? Lấy cho tôi một chiếc đèn cồn, Tần Lạc nói. Được, một cô y tá vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, chỉ một lát sau đã đem một chiếc đèn cồn đến. Đốt lên, Tần Lạc phân phó. Cô y tá dùng bật lửa đốt bấc đèn của đèn cồn lên, rồi cẩn thận đem đến trước mặt Tần Lạc. Tần Lạc đưa ngân châm hơ lên bên trên chiếc đèn cồn. Dưới sức nóng của ngọn lửa từ đèn cồn thì chiếc ngân châm từ đen biến thành đỏ lựng. Khi đầu chiếc ngân châm đỏ bừng sáng loáng lên thì Tần Lạc nhanh chóng châm hỏa châm vào huyệt ở sau lưng quân sư. Vết rách ở da khiến cho nàng cảm thấy đau đớn quá, liền động đậy ghê gớm hơn, trên miệng còn phát ra những tiếng kêu rên không ngớt. Sao lại như vậy? Ly ấn chặt quân sư xuống, nói. Mặc dù quân sư bị trọng thương nên thể lực giảm đi đáng kể, nhưng lực đạo trong cơ thể nàng vẫn khiến cho người ta phải kinh hãi. Ly đã dùng hết sức lực của mình mới miễn cưỡng đè được người nàng xuống. Dí chân cô ấy xuống, Tần Lạc nói. Hai cô y tá hiểu ý liền mỗi người một bên ấn chặt hai chân của quân sư xuống. Tần Lạc cảm thấy đầu ngân châm đã nguội lạnh, bèn nhanh tay thu lại, hỏa châm, rồi lại đưa ngân châm lên trên lửa để tiếp tục đốt nóng, rồi lại châm vào huyệt ở sau lưng của quân sư. Thế là thân thể vừa mới tĩnh lặng trở lại của quân sư lại bắt đầu co cứng, hai chân hai tay cũng bắt đầu động đậy một cách điên cuồng. Toàn thân nàng mồ hôi đổ ra như suối. Đến cả những giọt mồ hôi được tiết ra ngoài cũng có màu xanh. Vết thương ở sau lưng nàng được cắt ra lớn hơn trước, một chất dịch độc màu xanh mùi hôi thối chảy dần ra bên ngoài. Trán Ly cũng mướt mồ hôi, toàn thân thì ướt đẫm, vừa không được làm thương đến quân sư lại vừa phải khống chế được thân thể của nàng ta, thực sự là một công việc không hề dễ dàng chút nào. Hai cô y tá nhìn còn vật vã hơn nữa, mấy lần bị quân sư đạp cho ngã nhào ra đất, nhưng bọn họ lại tiếp tục bò dậy giữ chặt hai chân của quân sư. Cứ như là liều chết bằng được vậy. Người mệt nhất chính là Tần Lạc. Độc tố từ cây tương tư tử này vô cùng hiếm thấy, chỉ cần dính phải thì nó sẽ đi từ bên ngoài vào bên trong, làm cho lục phủ ngũ tạng thối nát, đợi đến khi độc tố lan ra khắp toàn thân thì cái mà đợi chờ nàng chính là cái chết. Vì vậy mà nếu muốn ép độc tố trong người ra thì chỉ còn cách là dùng thuốc với liều mạnh. Trong phạm vi y học mà Tần Lạc biết, thì cũng chỉ có hỏa châm là có thể dùng được. Tất nhiên, châm thứ 5, Thái Ất châm, của Thái Ất thần châm có viết là có thể làm cho người chết rồi hồi sinh được trở lại, nhưng Tần Lạc lại không biết cách châm của châm thứ 5 này, hơn nữa hắn căn bản là không tin vào nó. Nếu thực sự lợi hại như thế thì không phải đã đắc đạo thành tiên, thiên hạ vô địch rồi sao? Hỏa châm, là do một ẩn sĩ ở trên núi cao truyền thụ lại cho hắn khi ông nội hắn đưa hắn đi khắp nơi đây đó trị bệnh. Vị ẩn sĩ đó không có con cái gì cả, lại càng không có đồ đệ. Nên đã truyền nó cho người đời sau chỉ vì không muốn nó bị thất truyền mà thôi. Tần Lạc lúc đó cảm thấy thích thú nên đã học khá chăm chỉ, nghiêm túc. Về sau, khi trở lại Dương Thành, lại nghiên cứu thêm về lý thuyết y học và công hiệu của nó. Khi ẩn sĩ vô danh truyền thụ lại cho hắn, hỏa châm, châm pháp, thì đồng thời tặng hắn 3 cây hỏa châm được làm từ nguyên liệu đặc biệt. Tần Lạc có Thái Ất thần châm ở bên mình, nên cảm thấy hiệu quả của hỏa châm không lớn. Nên hắn vẫn cất cẩn thận nó trong căn nhà cũ ở Dương Thành. Bây giờ đột nhiên cần dùng đến, lại không có để dùng, chỉ có cách là miễn cưỡng dùng đến ngân châm mà thôi. Phải biết rằng, đầu của hỏa châm hơi to hơn một chút, được làm từ thành phần cách nhiệt, nhưng ngân châm lại không có công hiệu như vậy. Vì vậy mà Tần Lạc chỉ có thể nhẫn nhịn nỗi đau đớn từ sức nóng của ngân châm mà vận châm. Đó là cái thứ nhất làm Tần Lạc mất sức. Cái thứ hai, đó là Tần Lạc còn muốn bức toàn bộ độc tố ra khỏi cơ thể của quân sư một cách triệt để nên không những dùng hỏa thiêu,
mà trong khi dùng hỏa châm còn dùng thêm cả thiêu sơn hỏa. Nói cách khác là, dùng nội hỏa cùng với ngoại hỏa để thiêu đốt toàn bộ bên trong cơ thể nàng, từ nhiệt để sinh khí, từ khí để đẩy độc tố ra ngoài. Dưới sự hao tổn sức lực từ hai phía, cho dù với thể chất của Tần Lạc thì cũng không thể chịu đựng nổi. Nếu mà giống như tình trạng của Long Vương thì một lần không được còn có lần hai, hôm nay không được thì để ngày mai. Nhưng quân sư bị trọng thương như vậy, hôm nay mà không được thì sẽ chẳng còn có ngày mai nữa. Cứu người như cứu hỏa, Tần Lạc cũng chỉ còn cách nghiến răng chịu đựng đến cùng mà thôi. Hết làm nóng thêm rồi châm vào. Lại đến để nguội rồi lại rút châm ra. Một lần, hai lần, ba lần, Tần Lạc không ngừng lặp lại quá trình phía trước. Khi hắn cảm thấy toàn thân càng lúc càng mệt mỏi, đầu óc mơ mơ màng màng, mắt cũng không thể mở ra được nữa thì cảnh tượng mà hắn đang mong đợi cuối cùng cũng hiện ra. Vết thương sau lưng của quân sư như thể bị ai đấm mạnh vào đó vậy, kêu, bộp, lên một tiếng, sau đó có một chất dịch màu xanh phun ra bên ngoài. Được rồi, Tần Lạc cười nói. Vừa nói dứt lời thì hai mắt tối sầm lại, ngã vật ra đằng sau. Chương 700, mỗi người trong chúng tôi đều nợ cậu một mạng sống. Tần Lạc tỉnh lại rồi, nhưng lại ngượng ngùng không dám mở mắt ra. Lại một lần nữa té xỉu ngay trước mặt bao nhiêu người, thực sự là không phải việc mà một người đàn ông với ý chí kiên cường, sắt đá như hắn có thể làm. Hắn cảm nhận rất rõ là có một người đang đứng bên cạnh giường hắn nằm, thậm chí hắn còn cảm nhận được cả đôi mắt của người đó cứ nhìn chằm chằm vào mình không rời nữa. Tỉnh rồi à, Ly lên tiếng hỏi. Sao em biết, Tần Lạc hỏi lại, cũng ngại không dám giả bộ ngủ tiếp nữa. Hơi thở, Ly đáp. Lúc này Tần Lạc mới biết mình đã bị lộ tẩy rồi. Nếu không phải là bị thương hay mắc phải bệnh gì thì hơi thở của một người khỏe mạnh khi ngủ say là vô cùng bình thường, có một tần số và tiết tấu rất đều đặn. Sau khi tỉnh dậy, vì để không khiến cho mọi người biết mình đã tỉnh, nên hắn đã vô tình làm chậm lại tiết tấu của hơi thở. Với độ hiểu biết của Ly về cơ thể con người thì làm sao có thể giở cái trò mèo này ra trước mặt nàng được cơ chứ? Ha ha, quân sư không sao chứ? Tần Lạc cười cười chuyển sang đề tài khác. Không sao rồi, Ly nói. Tôi nhớ là sau khi ép độc trong người cô ấy ra thì đã thiếp đi lúc nào không biết, thế đã băng bó giúp cô ấy chưa? Tần Lạc chẳng biết nói gì bèn tìm chủ đề để nói. Hắn thích nói chuyện với Ly, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Những thứ như tiểu thuyết, phim ảnh hay mỹ phẩm, quần áo, đều không được nói, vì nàng dường như không hứng thú gì đối với những thứ này, và cũng chưa chắc đã hiểu. Băng bó rồi, Ly gật đầu đáp lại. Dùng thuốc của anh bôi đấy. Thuốc của tôi, Tần Lạc đút tay vào trong lồng ngực thì phát hiện ra quần áo của mình đã bị người ta lột ra hết. Giờ đây trên người hắn chỉ mặc có một chiếc áo lót mỏng tang. Ly giơ chiếc bình nhỏ màu vàng đất trong tay mình ra, nói, dùng hết rồi. Dùng hết rồi, Tần Lạc đau xót nhận lấy cái bình, rồi mở nắp ra nhìn vào trong một cái, hỏi, mũi của tôi là dùng cái gì băng bó thế? Mũi của hắn đã được người ta dùng băng gạc băng bó cẩn thận, thương tích cụ thể còn phải thông qua một lần chuẩn đoán nữa mới biết. Cũng không biết có đánh gãy đốt sống mũi, ảnh hưởng đến nhan sắc của hắn hay không nữa. Sao người phụ nữ đó lại có thể ra tay tàn ác như vậy được nhỉ? Ngày sau kiếm chồng kiểu gì chứ? Dùng Vân Nam bạch dược cao, Ly nói. Sao không dùng kem dưỡng kim dũng cho tôi? Không đủ dùng. Nếu mà để lại thẹo trên mặt thì làm thế nào? Không sao đâu. Vết thương ở bên trong, vì vậy mà thẹo cũng ở bên trong. Tần Lạc muốn khóc mà không khóc nổi. Người phụ nữ này lấy hết cả thuốc của mình để bôi cho người khác, mình cũng bị thương vậy mà không cho mình dùng lấy một ít. Sao lại có thể ức hiếp người quá đáng đến vậy chứ? Tần Lạc hất chăn ra, ngồi dậy nói, lấy giúp tôi quần áo. Trên đó có máu nên đã đem đi giặt rồi. Ly nói, Tần Lạc bị quân sư đánh cho bay sang một bên, máu chảy ra một cách rẻ mạt, thấm hết vào áo. Cũng không thể cứ để mặc hắn như vậy cho nằm lên giường, nên Ly đã cởi áo ngoài của hắn ra. Thế bây giờ tôi phải làm thế nào? Tần Lạc hỏi. Ly chỉ vào bộ đồ quân phục dằn di màu xanh ở bên cạnh, nói, anh mặc cái này vào trước đi. Có sạch không thế? Tần Lạc hỏi. Sạch, Ly đáp. Thế là Tần Lạc bèn tiến đến lấy bộ quần áo quân phục đó mặc lên người, đứng nhìn mình trong gương, một khí chất siêu việt, oai phong, hiên ngang, dũng mãnh hiện ra trước mắt. Nếu trên mũi mà không bị quấn bởi một lớp băng gạc thì hiệu quả có lẽ sẽ còn khá hơn nhiều. Trông thế nào? Tần Lạc đắc ý hỏi. Vừa in, Ly nói. Đúng vậy, bộ đồ này của ai vậy?
Tần Lạc hê hê cười hỏi. Lần đầu tiên trong đời hắn khoác lên mình bộ quân phục, hắn tự cảm thấy trông không tồi chút nào. Của tôi đấy, Ly nhìn Tần Lạc đáp. Của em sao? Tần Lạc trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó cúi đầu xuống nhìn bộ đồ trên người mình, nhìn kiểu gì cũng không thể nhìn ra được đây là bộ đồ của con gái. Hơn nữa, mình phải cao hơn Ly cả chục cm ấy chứ, sao lại có thể mặc vừa được đồ của nàng được nhỉ? Là của tôi đấy, Ly gật đầu xác định lại lần nữa. Tôi mặc thì hợp còn anh mặc thì vừa. Phải biết rằng, bộ đồ dằn di của quân nhân đều có những đặc điểm sau, che giấu tương đối tốt, dày bền, rộng rãi tiện lợi, quần áo bao giờ cũng to hơn người một cỡ, như thế mới thuận lợi cho việc chuyển động và tấn công. Ly mặc vào thì rất hợp, vì nàng mặc nó là để luyện tập và chiến đấu. Tần Lạc mặc lại rất vừa, vì hắn đơn thuần chỉ là vì mỹ quan. Thảo nào khi mặc vào hắn có cảm giác gì đó không ổn lắm, cảm giác mình đang mặc bộ đồ quân phục dạng body, vậy. Sao em lại lấy quần áo của em cho tôi mặc thế? Tần Lạc tức giận nói. Thế anh muốn mặc của ai? Ly hỏi vặn lại. Tần Lạc ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc, thì cảm thấy mình chắc chắn sẽ không mặc đồ của mấy người như hỏa dược, đại đầu, hòa thượng hay thám hoa đâu, ai mà biết trên quần áo bọn họ có mùi gì lạ không chứ? Và đã bao lâu rồi chưa giặt? Nói như vậy thì, đồ của Ly hoặc quân sư khiến cho người ta dễ dàng tiếp nhận hơn. Được rồi, tôi tha thứ cho em rồi. Tần Lạc nói, lần sau nhớ là tìm cho tôi một bộ đồ mới. Tôi bảo người đi lĩnh cho anh một bộ nhé. Không cần đâu, Tần Lạc phất tay nói. Không cần phải phiền phức như thế. Thời gian quý giá, cởi ra rồi lại mặc vào để làm gì. Đi, chúng ta đến xem quân sư thế nào rồi. Ly gật đầu, rồi cô bước nhanh ra bên ngoài trước. Đợi đã, Tần Lạc hét lên, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ly, ngượng ngùng hỏi, bọn họ vẫn ở phòng khách à? Ừm, Ly nói. Giống như là nhìn xuyên được tâm tư Tần Lạc vậy, Ly nói, ngất do mất sức vì chữa bệnh cứu người, nên không có gì là mất mặt cả. Tần Lạc nghĩ bụng cũng thấy đúng, mặc dù mình không ra chiến trường, nhưng cũng được coi như là gián tiếp bỏ sức mình ra vì đất nước. Mọi người trong Long Tức giống như là những nhân vật trong trò chơi vậy. Quân sư, Ly và những người khác là chiến sĩ, sở trường là đánh áp sát, còn hỏa dược và đại đầu là pháp sư, là vua tấn công từ cự ly xa, nhưng vẫn thiếu đạo sĩ cung cấp mana và máu cho bọn họ. Tần Lạc không biết chơi game, chứ nếu không thì hắn nhất định sẽ cho rằng mình chính là người mà nhìn có vẻ khiêm tốn, nhưng lại là một tiểu đạo sĩ phong lưu, dễ thương, không thể thiếu trong việc tác chiến của đoàn thể. Đi thôi, Tần Lạc thoải mái nói. Hắn đương nhiên là phải ra ngoài để tiếp nhận lấy những lời hỏi thăm ân cần tha thiết và những lời cảm tạ từ mọi người. Nếu lần nào cũng ngất thì thật xấu hổ. Ly bổ sung thêm một câu. Bốp! Tần Lạc không cẩn thận bèn đập vào chiếc cửa gỗ, đầu thì không làm sao, nhưng mũi thì lại một lần nữa gặp hỏa. Thấy Tần Lạc bước ra, thì mọi người đang đứng đợi trong phòng khách lần lượt là đại đầu, hỏa dược, hòa thượng, thám hoa và hai gương mặt lạ lẫm mà Tần Lạc lần đầu tiên nhìn thấy đều tiến lên trước nghênh đón hắn. Được giới thiệu hắn mới biết, hóa ra hai người này cũng đều là thành viên trong Long Tức. Bọn họ là hai anh em sinh đôi, một người có biệt danh là khỉ, còn người kia là chuột, nghe nói là con trai của một người thợ săn trên núi. Vì vậy mà mỗi khi bước vào thâm sơn rừng rậm thì chẳng khác nào bước vào nhà mình, nên bọn họ là vua tác chiến trong rừng rậm. Nếu ở trong một hoàn cảnh nhất định, thì đến cả quân sư cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hai người nhìn giống nhau như đúc. Nhưng rõ ràng là khỉ nhanh nhạy hơn một chút, còn chuột thì trầm mặc ít nói, chỉ gật đầu với Tần Lạc, đến một lời hỏi thăm cũng không có. Tần Lạc không biết rốt cục trong Long Tức có bao nhiêu nhân tài nữa, nhưng hắn biết đây không phải là cái mà hắn nên hỏi. Có thể đùa giỡn mà không cần suy nghĩ gì với bạn bè, nhưng nhất định là phải có một giới hạn, nếu không thì lại là biểu hiện của một người kém thông minh rồi. Tần Lạc không nhìn thấy Long Vương. Có lẽ ông sau khi nghe tin quân sư không vấn đề gì thì đã quay về nghỉ ngơi rồi. Tần Lạc, cậu không sao chứ? Hòa thượng cười hỏi, sau khi nhận được tin quân sư đã thoát khỏi nguy hiểm thì ai nấy trong bọn họ đều cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, cũng không nghĩ đến việc lập tức đi tìm kẻ làm cho quân sư bị thương rồi băm vằm kẻ đó ra làm trăm mảnh nữa. Chắc mũi bị tẹt đi rồi, cậu là người đầu tiên dám động đến tay quân sư lúc cô ấy ngủ đấy, quả là một tấm gương sáng cho tôi. Cảm giác sờ vào tay của quân sư thích chứ? Mặc dù không được trắng mịn như những cô gái thành thị, nhưng lại khỏe mạnh rắn giỏi hơn nhiều. Chúng tôi ai cũng muốn sờ một cái thôi mà chẳng có cơ hội đây. Hòa thượng, anh đi sờ vào thử xem sao.
xem quân sư liệu có. Chỉ là muốn thôi, chứ tôi không dám đâu. Hòa thượng rụt đầu lại nói, tôi không có phước như Tần Lạc, chỉ bị cô ấy cho một chưởng vào mũi mà thôi. Tôi đến để khám bệnh cho cô ấy. Tần Lạc tức muốn hộc máu mồm, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào với những người này. Lương Y Như từ mẫu, mấy người đến cái này mà cũng không hiểu sao. Những lúc nguy nan như thế thì còn ai mà nghĩ xem cảm giác khi sờ vào thế nào. Tiểu Lý Thám Hoa nghiêm túc nhìn Tần Lạc hỏi, cậu dùng cái cớ này để sờ qua tay của bao nhiêu cô gái rồi? Hòa thượng liếc nhìn về phía Ly, thấp giọng nói, đã sờ qua Ly bao giờ chưa? Ôi chao, vừa dứt lời đã có một lưỡi dao bay vụt qua mặt hắn, kêu, vèo, một tiếng rồi cắm thẳng vào bức tranh treo trên tường, chuôi dao vẫn còn rung lên kêu ong ong. Lần sau sẽ không còn phóng trượt như thế này nữa đâu. Trong tay Ly lại có thêm một con dao nữa từ lúc nào, lạnh lùng nói. Ôi, bà cô của tôi, không có lần sau nữa đâu, tuyệt đối là không có nữa đâu. Hòa thượng sợ đến hoa mày chóng mặt. Tần Lạc thấy vậy mà cảm thấy sợ hãi vô cùng, thầm nghĩ, bao nhiêu lỗ hổng ở trên tường này lẽ nào đều là Ly dùng dao phi đó sao? Người phụ nữ này rốt cuộc là bạo lực đến độ nào không biết. Được rồi, mọi người không ồn ào nữa, nói vào chuyện chính đi. Tiểu Lý Thám Hoa phất phất tay nói. Tuổi của anh ta lớn nhất ở đây, cũng là một trong những thành viên từng trải nhất trong Long Tức. Nghe nói, khi Long Vương vừa mới thành lập cái đơn vị bộ đội đặc chủng thần bí nhất Trung Quốc, thì anh ta gia nhập với vai trò là một thành viên nhỏ tuổi nhất. Vì vậy mà nếu quân sư không có ở đây thì anh ta sẽ là đội trưởng, còn khi quân sư có ở đây thì anh ta sẽ là đội phó. Long Tức là một đơn vị thiết lập quân luật thép, mọi người ai nấy đều coi việc phục tùng mệnh lệnh là một thiên chức. Tiểu Lý Thám Hoa vừa nói dứt lời, thì căn phòng khách vừa rồi vẫn còn náo nhiệt thì giờ đây đã yên tĩnh trở lại. Không ai nói gì, cũng không ai cười đùa, thậm chí đến cả hơi thở bọn họ cũng có thể duy trì giống nhau. Xếp thành hàng, Tiểu Lý Thám Hoa hô lên. Anh ta đứng yên một chỗ không động đậy, còn những tổ viên khác thì tự động đứng áp sát vào anh ta căn cứ vào dáng người cao thấp. Soạt, 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 tốc độ nhanh chóng, động tác chuẩn mực, thậm chí từ lúc hạ lệnh cho tới khi các tổ viên đứng ngay ngắn cũng không dùng tới một giây. Ly đứng ở vị trí thứ tư, đứng trước nàng là đại đầu, hai anh em chuột và khỉ. Nàng còn cao hơn cả bọn họ một chút. Chào, Tiểu Lý Thám Hoa lại hô lên một lần nữa. Soạt. Đội bách chiến tinh binh này nhìn vào Tần Lạc rồi giơ tay trái lên, ánh mắt nghiêm trang nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc. Làm cái gì thế này? Tần Lạc vội chạy sang một bên, không dám nhận một đại lễ như vậy từ bọn họ. Mọi người đều là bạn bè của nhau cả, tôi cũng chỉ là làm việc mà tôi nên làm mà thôi. Mọi người có cần phải như thế không? Quân sư là đội trưởng của Long Tức, và cũng là linh hồn của chúng tôi. Có quân sư ở bên cạnh, thì khả năng sống sót của chúng tôi trên chiến trường sẽ vào khoảng 30% trở lên. Cậu cứu được cô ấy một mạng sống, thì cũng đồng nghĩa với việc cứu chúng tôi một mạng. Giờ đây, mỗi một người chúng tôi đều nợ cậu một mạng sống. Tiểu Lý Thám Hoa nghiêm túc nói, chúng tôi không sợ chết, nhưng chúng tôi vẫn muốn sống để giết địch hơn. Tần Lạc, không phải né tránh như vậy, đây là một vinh dự mà cậu đáng được hưởng. Tần Lạc im lặng hồi lâu, sau đó bước đến trước mặt mọi người. Hắn không phải là đi đến để tiếp nhận lời chào theo nghi thức quân đội, mà là đến để học theo kiểu cách bọn họ, giơ tay phải lên chào đám người tuy không chói mắt như những minh tinh màn bạc ở bên ngoài kia, nhưng lại có thể đốt cháy tim gan của không biết bao nhiêu người. Hắn cũng là một quân nhân, và cũng là một thành viên trong Long Tức. Chương 701, Long Vương nhất lộ kinh thiên hạ. Tần Lạc bước vào bên trong xem tình hình quân sư thế nào thì thấy sắc mặt của nàng đã khá lên rất nhiều. Trước khi độc tố của Tương Tư Tử được loại bỏ ra ngoài, thì khuôn mặt đỏ lựng lên, hơn nữa môi khô, nứt nẻ, giống như hiện tượng bị đốt cháy vậy, trạng thái vô cùng nguy hiểm. Nếu đợi đến khi độc tố lan ra ngũ tạng thì cho dù có là thần tiên đi chăng nữa cũng khó mà cứu sống nàng được. Vì thế mà Tương Tư Tử được xếp hạng thứ 7 trong 10 loại độc tố độc nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên Tần Lạc gặp phải loại độc chứng trong tình trạng gấp gáp thế này, cũng chưa từng xem qua trong sách nào có ghi rõ cách cứu chữa. Nhưng hắn học xong là biết vận dụng, cũng may mà hắn biết được các loại thuộc tính và biểu hiện phát bệnh của Tương Tư Tử, nên mới nghĩ đến chuyện dùng một lúc cả, hỏa, châm, và thiêu sơn hỏa, trong thái ất thần châm để ép độc ra ngoài một cách triệt để nhất. Nói là Tần Lạc đã cứu sống quân sư cũng không cường điệu hóa chút nào, vì nếu là một bác sĩ khác đến thì chưa chắc đã biết được đây là độc từ Tương Tư Tử.
Mà cho dù bọn họ có biết đi chăng nữa mà không nghĩ ra được cách giải quyết thì cũng chỉ còn nước để mặc cho quân sư đi về chầu ông bà vải mà thôi. Không những thế, khi Tần Lạc đến đây thì thấy mấy tên bác sĩ đó còn chưa đẩy độc tố ra ngoài mà đã khâu vết thương lại rồi, làm thế chẳng khác gì là hãm mồ hôi lại, càng gia tăng tốc độ lây lan của độc. Vô hình chung, thành ra là đã đẩy nàng vào chỗ chết. Tần Lạc cũng cảm thấy tự hào vô cùng khi cứu sống được nàng. Tần Lạc không hiểu binh pháp, cũng không biết đối phó với những tình huống bất ngờ trên chiến trường, nhưng hắn có thể hiểu được, một người phụ nữ đem đến cho đồng đội của mình niềm tin và hy vọng đã gia tăng thêm 30% độ sống sót, đó là một chuyện ghê gớm nhường nào. Thảo nào mà vẻ mặt của Long Vương lại xa sầm đến vậy. Đến cả khi gặp Tần Lạc, ông cũng chẳng còn tâm trạng nào để nói gì nữa. Tần Lạc và Ly đứng ở đầu giường, dở chăn ra xem vết thương ở sau lưng của quân sư. Nhưng sau khi thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận thì lại vội rụt tay về. Tay của hắn không phải do quân sư đánh thương, mà là trong lúc đưa chiếc ngân châm lên trên đèn cồn nên bị. Nhưng hắn lại sợ quân sư lại một lần nữa vùng dậy cho hắn một trận hơn. Đến lúc đó thì mình lại biết nói lý với ai nữa chứ. Có gọi cho cảnh sát thì họ cũng không quản. Em kéo chăn trên người cô ấy xuống. Tần Lạc nói với Ly. Để làm gì? Ly hỏi. Xem vết thương xem sao. Tần Lạc nói. Ly lo lắng quay ra nhìn Tần Lạc một cái rồi mới kéo chăn xuống. Vì lưng của quân sư bị thương nên nàng chỉ có thể nắm sấp ngủ, nửa người bên trên của nàng không mặc gì cả, cả một tấm lưng trần lõa lổ ra trước mặt Tần Lạc. Một làn da màu hạt dẻ rắn giỏi, khỏe khoắn, một bờ vai khêu gợi và một vòng eo thon nhỏ, mảnh khảnh. Tần Lạc cảm thấy hết sức tò mò, một thân hình gầy gò, mảnh khảnh như vậy mà lại chứa đựng một lực tiềm tàng đến thế. Bên trong cơ thể nàng có cái gì mà có thể đỡ được trọng trách nặng nề đến vậy? Trong lòng tức thì một trưởng quan không những phải lo lắng đến việc ăn ở đi lại của đội viên, mà còn phải quản lý bọn họ, vạch ra kế hoạch tác chiến, phân công nhiệm vụ và cả. Đưa những người còn sống sót trở về. Long Vương giao long tức cho nàng, và cũng giao luôn cả tính mạng của các thành viên trong long tức cho nàng. Có thể tưởng tượng ra được người phụ nữ này gian nan, vất vả thế nào. Vết thương được khâu lại chưa? Tần Lạc hỏi, bên ngoài vết thương được bao bằng một lớp băng gạc nên không thể nhìn thấy được tình hình bên trong đó. Cần phải khâu vào sao? Ly hỏi lại. Nói như thế nghĩa là chưa khâu vào rồi, phải không? Tần Lạc cười nói. Chưa, Ly nói, trước khi anh bị ngất đi một lần nữa thì cũng có dặn dò gì ai đâu. Mọi người thương lượng một hồi, nhưng đều không dám khâu vết thương lại. Sao lại gọi là một lần nữa? Tần Lạc không khách khí nói. Không biết người phụ nữ này vô tình hay cố ý mà hết lần nọ lại đến lần kia chọc vào nỗi đau của hắn làm cho hắn tức đến nổ đom đóm mắt. Vậy mà nàng ta vẫn làm ra vẻ vô tội lắm vậy. Không khâu vào thì tốt, chỉ sợ mấy người tự mình quyết định thôi. Chúng tôi không biết, anh mới biết, Ly nói, sau đó đôi mắt to tròn của nàng chớp lên liên tục, nhìn chằm chằm vào mũi của Tần Lạc, cứ như đang nói, nhìn vào đây, chỗ này bị thương rồi này, vậy. Tần Lạc sờ lên mũi mình, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng phản bác lại được. Hắn tự tiện đi đến sờ vào tay của quân sư, không phải là mình tự quyết định đó sao? Cô ấy vì sao lại bị thương vậy? Tần Lạc nhìn vào thái độ của Ly hỏi. Nếu nàng tỏ vẻ không vui hoặc khó xử thì hắn sẽ không hỏi thêm gì nữa. Vì dù gì thì vấn đề này rất có thể là cũng thuộc vào nhiệm vụ bí mật của bọn họ. Mấy người không phải vẫn nói cô ấy là người lợi hại nhất long tức hay sao? Vậy sao vẫn còn bị thương như thế? Còn có người có thể làm thương cô ấy sao? Hoàng đế, Ly nói, chỉ có hoàng đế mới có thể làm thương được hoàng hậu. Hoàng đế, hoàng hậu, Tần Lạc khó hiểu hỏi lại. Khi quân sư ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ thì mọi người không gọi là quân sư mà gọi cô ấy là hoàng hậu. Tần Lạc cười nói, đây là biệt hiệu của một đôi tình nhân sao? Hoàng hậu phải là vợ của hoàng đế mới đúng chứ? Hoàng đế sao lại hạ độc thủ với cô ấy như thế? Ly liếc mắt nhìn Tần Lạc một cách hung hãn, giọng nói lạnh tanh, hoàng đế và hoàng hậu là hai cái tên do người ngoài đặt cho. Hắn ta mạnh nhất châu Âu, còn cô ấy mạnh nhất châu Á. Vì vậy mà người ta gọi hai người là hoàng đế và hoàng hậu. Mạnh nhất châu Á, Tần Lạc nhìn quân sư nói, quả thật là nhìn không ra. Có điều khi nghĩ tới Giê-xu cũng là một sát thủ tiếng tăm lừng lẫy, thì hắn cũng hiểu ra vấn đề. Nếu anh ta mà không nói ra tên của mình thì cũng có khác gì những anh chàng mắt xanh, tóc vàng đẹp trai được các cô gái theo đuổi là mấy đâu. Cô ấy bị thương ở đâu thế? Tần Lạc hỏi,
nghĩ một lát rồi lại bổ sung thêm một câu, nếu không muốn trả lời thì thôi, hoặc không thể trả lời thì cũng thôi. Ly quả nhiên không nói gì nữa. Tần Lạc thấy vậy liền hỏi, là không thể trả lời hay không muốn trả lời? Không thể trả lời, và cũng không muốn trả lời. Người phụ nữ này, lần nào cũng cố tình chọc tức mình. Hai người quen nhau cũng đến cả năm trời rồi, vậy mà lần nào gặp nhau cũng kèn cựa nhau. Tất nhiên, chủ yếu là Tần Lạc tức Ly. Vì khi Long Vương bảo Ly dạy Tần Lạc đánh áp sát thì Ly thường xuyên hành hạ hắn. Tần Lạc cũng ghi hận trong lòng. Mặt của em thì sao? Tần Lạc chỉ vào mấy vết thẹo trên trán nàng, đau lòng hỏi. Không phải anh hết thuốc rồi sao? Ly nói. Đúng là hết thuốc rồi. Thế lúc nào thì có? Không biết nữa. Ly nghĩ một lát rồi đi thẳng ra bên ngoài. Khi nàng quay trở lại thì trên tay nàng có thêm một chiếc hộp bằng gỗ. Tần Lạc mở ra xem thì thấy một hộp kim dũng lại đầy tràn. Em tìm ra nó ở đâu thế? Tần Lạc mừng rỡ nói. Nói thì anh cũng không biết, mà biết thì cũng không tìm ra được. Ly nói, lời nàng nói chẳng khác nào không nói gì. Đại đầu đẩy cửa bước vào nói với Tần Lạc, Long Vương bảo anh qua bên đó một lát. Tần Lạc nhìn Ly một cái bèn bước ra ngoài. Hắn không biết lúc này Long Vương gọi hắn qua đó làm gì nữa. Từ sau khi trở về từ Paris, Tần Lạc vẫn luôn bận rộn với công việc của mình, thậm chí còn không có thời gian đến thăm sư phụ của mình đến một lần. Lại một lần nữa bước đến cổng của khu vườn nhỏ, Tần Lạc cảm thấy áy náy vô cùng. Mặc dù vị sư phụ này là do mình mặt dày bái lạy, nhưng ông ấy quả thực đối đãi với mình rất tốt. Thậm chí vì muốn giúp mình mà sẵn sàng trở mặt luôn cả với người tình của ông. Điều này đối với một người si tình như Long Vương mà nói thì quả là một việc vô cùng ghê gớm. Vì sao lại nói ông là một người si tình? Bởi vì ông sau khi không có được người phụ nữ mình yêu thì cả đời không đến với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Một người đàn ông như vậy lẽ nào lại không được gọi là si tình hay sao? Khi bước đến cổng vườn thì hắn nhìn thấy ông lão vẫn luôn nằm ngủ mê mệt không tỉnh ngày trước đang nằm trên chiếc ghế dài trước cổng đọc sách. Tần Lạc cảm thấy tò mò nên không khỏi liếc nhìn ông ta vài cái. Ông lão nói mà không hề ngẩng đầu lên. Tần Lạc xấu hổ quá bèn cười nói, một quyển sách hay. Bé không đọc Thủy Hử, già không đọc Tam Quốc, ông lão nói. Đúng, đúng, Tần Lạc gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý. Đúng cái rằm ấy, ông lão bực mình nói. Câu này thì Tần Lạc không thể phụ họa theo được nữa, hắn cảm thấy tủi thân muốn khóc rơi nước mắt. Tất nhiên là hắn không dám phản bác lại ông lão này, vì ông là một trong những người sáng lập ra Long Tức, không biết ông ta thân thủ dũng mãnh đến mức độ nào nữa. Hơn nữa, người ta còn tặng mình một tấm bằng mà không thể dùng tiền để làm thước đo tiêu chuẩn được. Dù gì thì cũng phải nhớ đến công ơn của người khác chứ. Tiền bối, ông cứ từ từ mà thưởng thức nhé. Sư phụ đang tìm cháu, cháu vào bên trong một lát xem sao. Tần Lạc cười nói, sau đó rón rén bước đi một cách nhanh chóng vào bên trong. Long Vương đang ngồi trên chiếc xe lăn đặt dưới hiên uống trà. Trước mặt ông là một chiếc bàn trà nhỏ, một cô giúp việc mặc đồ trắng đang đứng bên cạnh dùng dụng cụ pha trà để pha cho ông. Đối diện chỗ ngồi của Long Vương là một chiếc ghế, hiển nhiên là chuẩn bị sẵn cho Tần Lạc. Sư phụ, Tần Lạc lên tiếng. Ngồi đi, Long Vương chỉ vào chiếc ghế ở đối diện nói. Mặc dù ông bị liệt đã lâu năm rồi, nhưng dù gì thì cũng là một nhân vật oai phong lẫm liệt của năm đó. Vì thế nên cho dù hành động của ông chỉ là khẽ giơ tay ra thôi thì cũng khiến cho người ta cảm nhận được cái khí thế bá đạo tràn ngập trên người ông. Sư phụ, từ khi nào mà người bắt đầu uống trà có nghệ thuật như vậy? Tần Lạc cười nói. Có một người bạn cũ đến thăm ta, tặng ta bộ dụng cụ pha trà này. Ta cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên lấy nó ra giết thời gian ấy mà. Long Vương nói, sau đó cô giúp việc bê cho ông một tách trà, ông liền một hơi uống cạn luôn cả tách trà còn nóng hổi. Sư phụ, uống chậm thôi, Tần Lạc khuyên nhủ nói. Nóng quá sẽ có hại cho cơ thể, hắn không muốn Long Vương bị làm sao cả. Không thể chậm hơn được nữa, Long Vương nói, không thể chậm hơn được. Sư phụ, đây cũng không phải là lỗi của người. Tần Lạc hiểu tâm tình của Long Vương, liền an ủi nói, người có thể làm được gì thì đều làm hết rồi. Bây giờ thương tích ở chân cũng chưa khỏi, chỉ có thể tĩnh dưỡng mà thôi. Ta đợi kiểu gì? Ta làm sao có thể đợi được? Long Vương tỏ vẻ đau khổ nói, ta ngồi ở đây uống trà, đọc sách, còn để các con các cháu đi liều mạng đau thương bên ngoài. Đây không phải là hưởng phúc, mà là có tội. Long Vương nói với Tần Lạc, uống trà đi. Tần Lạc nhìn Long Vương một cái, rồi bưng tách trà đưa lên miệng nhấm một hớp.
Long Vương tiếp lấy chiếc tách, sau đó hất tung cả bộ ấm chén ở trên chiếc bàn xuống. Loảng xoảng. Bộ đồ đắt tiền bằng sành rơi vỡ nát vụn trên đất. Tần Lạc, ta muốn giết người. Long Vương trừng mắt nhìn Tần Lạc một cách đầy sát khí rồi nói. Long Vương mà giận dữ thì kinh thiên động địa. Chương 702, đưa ông vào chỗ chết. Nghe thấy âm thanh phát ra từ phía này thì cô giúp việc sợ đến hú vía, mau chóng chạy tới, mặt mày trắng xanh, vội vã thu dọn những mảnh vỡ vụn của đồng ấm chén dưới đất. Tránh ra, Long Vương thét lên, có thể nhận ra được tâm trạng của ông xấu đến mức độ nào, giống như một quả bom đã được châm ngòi rồi, nhưng dường như lại bị vật gì đó đè ép xuống nên không có cách nào nổ tung ra được vậy. Đúng vậy, cái vật mà chèn ép kia chính là cái chân bị thương. Nếu vết thương ở chân của Long Vương mà khỏi hẳn rồi, thì cái gì mà hoàng đế, cái gì mà đệ nhất cao thủ châu Âu, rồi cũng bị ông đuổi bán sống bán chết cho mà xem. Người giúp việc không dám phản bác lại, cầm lấy mấy miếng vỡ lên trên tay rồi chạy thẳng vào trong vườn. Hiển nhiên là chẳng ai dám động đến Long Vương lúc này cả. Đến cả Tần Lạc cũng không dám, dù sao thì những người giúp việc kia cũng đứng từ rất xa, không cần phải trực tiếp đối mặt với Long Vương. Còn hắn thì lại ngồi ngay đối diện với Long Vương, gần trong gang tấc, phải gánh chịu toàn bộ sự thô bạo, ngang ngược của Long Vương mà không có lấy một vật che chắn. Hai mắt tức giận trợn tròn lên, râu tóc dựng ngược, khuôn mặt dữ tợn, hai tay nắm chặt vào nhau, giống như một con thú đang muốn ăn thịt người vậy. Hơn nữa, khi ông ta nói câu, ta muốn giết người, thì quả là sát khí đằng đằng, vế trước còn đặc biệt kèm theo hai chữ, Tần Lạc, cứ như người mà ông ta muốn giết chính là Tần Lạc vậy. Dĩ nhiên là Tần Lạc hiểu đó không phải là ý của ông. Tần Lạc thở dài, nói, sư phụ, cái chân bị thương của người còn chưa trị khỏi, còn phải có trách nhiệm với nó. Ta tìm con đến đây không phải là để trách móc con. Long Vương nói, vốn dĩ ta cũng định từ bỏ rồi, chính con đã khiến cho ta nhìn thấy hy vọng. Nhưng cho đến tận bây giờ thì hy vọng vẫn mãi là hy vọng, kỳ tích vẫn không chịu hiện ra. Tần Lạc, ta đã nằm yên hơn 4 năm nay rồi. Nếu còn nằm thêm nửa năm nữa thì vừa tròn 5 năm. Ta già rồi, chẳng còn mấy cái 5 năm nữa đâu. Hơn nữa, quân sư còn bị thương như vậy, trong lòng ta khó chịu vô cùng. Nếu ta có thể đứng dậy được, nếu ta có thể đi được thì ta làm sao có thể giao một nhiệm vụ quan trọng như thế cho một đứa trẻ đi làm được chứ? Tần Lạc không rõ nhiệm vụ mà Long Vương đang nói đến là gì, nên chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Ai, Long Vương thở hắt ra một tiếng thật sâu, nói. Năm đó, ta cứ nghĩ nó là thích hợp nhất, cũng đặt hy vọng rất cao vào nó. Nhưng tính nó nóng vội quá, lại có dã tâm, khiến cho ta thất vọng vô cùng. Tần Lạc nhanh trí nghĩ ra, nói, là Hoàng Thiên Trọng sao? Chính là nó, Long Vương nói, nó là người rất kiên cường, lại gian tà hiểm ác, thân thủ không được coi là giỏi nhất, nhưng cũng không hề kém cỏi chút nào. Cái quan trọng nhất đó là khả năng ứng biến vô cùng tốt. Trong cái long tức này thì chỉ có mỗi mình quân sư là có thể so sánh với nó. Tần Lạc suýt chút nữa thì cười thành tiếng. Hắn không có cách nào để so sánh người tên là Hoàng Thiên Trọng mà Long Vương nhắc đến với người mà hắn gặp là Thái Tử. Với kinh nghiệm mấy lần bọn họ giao thiệp với nhau thì mặc dù hắn ta đúng là rất xuất sắc, nhưng vẫn không thể bằng được người mà Tần Lạc xem trọng, đó là Bạch Phá Cục và Tần Tung Hoành. Bạch Phá Cục dám làm dám chịu, quyết đoán, dứt khoát. Cái quan trọng nhất đó là hắn là người có thể đối mặt với thất bại, một khi mà nổi dậy một lần nữa thì sẽ vùng lên một cách dữ dội. Còn Tần Tung Hoành thì khỏi phải nói rồi. Nếu để Tần Lạc phải tìm ra được hai người thông minh nhất mà hắn từng thấy, thì người đầu tiên sẽ là Văn Nhân Mục Nguyệt, còn người thứ hai đó là Tần Tung Hoành. Còn nếu bảo hắn tìm ra một người mà hắn cảm thấy e ngại nhất, thì đó chính là Tần Tung Hoành. Đúng vậy, hắn có thể chửi Tần Tung Hoành là một người mềm yếu, đưa đẩy, đạo đức giả. Sắc sảo, nhưng hắn không thể chửi Tần Tung Hoành là một người không có trí tuệ được. Còn nữa, Trung Quốc từ cổ đã từng nói, chó mà biết kêu thì sẽ không cắn người. Tần Lạc luôn lấy câu nói này dùng để miêu tả Tần Tung Hoành. Cứ nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú lúc nào cũng kèm theo một nụ cười sáng lạng trên môi đột nhiên biến thành đầu chó, thì Tần Lạc lại cảm thấy bầu trời bỗng trở nên xanh thẳm, cuộc đời vô cùng tốt đẹp, thức ăn ngon đến không ngờ. Tóm lại mọi thứ trở nên vui tươi rộn rã như tâm trạng của hắn vậy. Đột nhiên Tần Lạc cảm thấy sự việc có gì đó không ổn cho lắm. Tần Lạc tất nhiên là tin vào con mắt nhìn người của Long Vương, nếu không phải vậy thì đã không đuổi đi biết bao nhiêu là bác sĩ như thế mà chỉ giữ lại có mình rồi còn đối đãi đặc biệt với mình như thế này bao giờ. Nếu ông không có con mắt tinh đời,
thì không thể có được sự tín nhiệm của quốc gia đối với bản thân, lại càng không thể trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng như vậy, và cũng không thể có được bao nhiêu là nhân tài trong Long Tức như thế. Mấy năm trở lại đây Long Tức chỉ nhận thêm có một người mới, đó là đại đầu, còn những người khác đều do một tay Long Vương bồi dưỡng một cách kỹ lưỡng mà ra. Đội tinh anh có nguồn năng lực siêu việt hơn nữa còn dễ dàng sống bên nhau một cách hòa hợp này đều xuất phát từ tay của ông, vậy thì con mắt tinh đời của ông làm sao có thể kém được đây? Nhưng Long Vương lại nhìn Hoàng Thiên Trọng với một con mắt khác. Ông cho rằng hắn ta có khả năng thay thế vị trí của ông, vậy thì có thể chứng minh được rằng hắn ta cũng là một người vô cùng xuất sắc. Từ lúc đó hắn đã xuất sắc đến độ khiến cho Long Vương liên hồi tán thưởng rồi, lẽ nào sau khi bị trục xuất khỏi Long Tức thì tính tình hắn thay đổi, trí tuệ thì thụt lùi và trở thành một tên cặn bã như hiện giờ sao? Chỉ cần là một người bình thường thì trong mấy năm này phải tự ăn năn hối lỗi và nghĩ cách rửa nhục mới đúng. Với tính có thù tất sẽ báo của Hoàng Thiên Trọng thì hắn chắc chắn sẽ làm như vậy. Vậy thì bản thân hắn ta đang tự tạo cho mình cái mặt nạ như vậy là vì cái gì chứ? Tần Lạc có cảm giác lạnh hết cả sống lưng, thậm chí còn nghĩ đến việc khi nào rảnh rỗi đến tận nhà uống vài ly rồi nói mấy lời nịnh nọt với hắn để hắn bỏ qua ân oán đã qua. Điều đó chẳng hiện thực chút nào, Tần Lạc từ bỏ luôn ý nghĩ của bản thân. Nó bị ta trục xuất khỏi Long Tức, thì ta lại đột nhiên lại gặp nạn, Long Tức trong nháy mắt rơi vào cảnh có binh mà mất tướng. Điều từ bên ngoài là việc không thể, vì đây là một đoàn thể độc lập. Nếu chọn ra được nhân tài từ các đội đặc chủng khác vào thì rất có thể sẽ gây nên mâu thuẫn nội bộ. Long Vương nhìn Tần Lạc một cái rồi nói, những người trẻ tuổi mà có tài thì tính tình đều có phần nóng vội. Tần Lạc cười hề hề, ngượng ngùng không dám tiếp lời. Không ngờ vừa mới nói vậy xong mà Long Vương lại tự rát vàng vào mặt mình, khi ta còn trẻ cũng là một người nóng tính, chỉ cần châm ngòi là nổ. Tần Lạc cảm thấy da mặt mình vẫn còn mỏng chán. Ta vốn định dùng phi đao cơ. Phi đao từng trải, có năng lực, nhưng, nói thế nào nhỉ, ta không tìm thấy cái cảm giác mà ta muốn trên người cậu ta. Long Vương nói. Con hiểu, Tần Lạc nói, anh ấy có phần thân thiện, hòa khí quá. Đúng là thân thiện, hòa khí quá. Long Vương gật đầu nói. Hòa khí cũng có nghĩa là không bá đạo. Nếu là thường ngày thì cũng chẳng có gì, nhưng nếu ở trên chiến trường mà một người lãnh đạo không bá đạo thì đó quả là một việc vô cùng nguy hiểm. Vậy quân sư có sao? Tần Lạc hỏi, theo như hắn nghĩ thì phụ nữ thường cách xa cái gọi là bá đạo này thì đúng hơn. Quân sư có, mặc dù nó không đủ bá đạo, nhưng khả năng ứng biến của nó lại hơn hẳn những người khác, thậm chí còn hơn cả những người già như ta. Vào thời khắc then chốt, nó vẫn có thể đem được đồng đội quay về một cách an toàn, vì vậy mà ta đã chọn quân sư. Lúc đó nó mới 25 tuổi, ngang với con bây giờ. Long Vương cảm khái nói. Ta đem cái kết quả này báo lên bộ quân đội thì lập tức bị bác bỏ. Ta lại báo lên lần hai rồi lại bị bác bỏ, sau đó lại báo lên lần ba. Bọn họ muốn phái sĩ quan đến đây nhưng bị ta từ chối, vì vậy mà đành phải đồng ý. Nói đến những chuyện xưa cũ này thì tâm tình của Long Vương cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tần Lạc nghĩ, có thể là vì mọi người đều sợ ông ấy, không có ai dám đến nói chuyện với ông. Vì vậy mà tất cả mọi chuyện ông đều phải chôn sâu dưới đáy lòng. Nên vừa rồi mới làm một hành động điên cuồng như thế. Nếu bây giờ mà uống một loại trà nào đó thông thường, thì ông sẽ không đập vỡ bộ đồ tuyệt đẹp đắt đỏ bằng sành thế kia. Con bé quả nhiên không khiến ta phải thất vọng. Năm đầu tiên dẫn dắt Long Tức thực thi 26 nhiệm vụ, thì xác suất thành công là 100%. Sát hạch đứng đầu top, tiếp đó thì thành tích những năm sau cứ theo đà mà gia tăng. Cho tới tận bây giờ, nó đã thực thi được tổng cộng là 247 nhiệm vụ. Trong đó có 246 lần là thành công và một lần thất bại. Sau khi nghe được con số này thì Tần Lạc cảm thấy kính nể vô cùng. Một con số giản đơn như vậy nhưng lại nói lên cả hơn 200 lần một người phụ nữ dẫn dắt thành viên trong đoàn thể của nàng chiến đấu hăng hái, quên cả sống chết nơi chiến trường. Lần bại duy nhất chính là lần này phải không ạ? Tần Lạc trầm giọng hỏi. Nghe được lời tường thuật của Long Vương thì tâm tình của hắn không tài nào mà vui lên được. Cứ nặng trình trịch ra, giống như là bị vật gì chặn lại vậy. Không sai, Long Vương vỗ mạnh vào thành của chiếc xe lăn một cái đánh, bốp, nói, nếu không có quân sư, thì Long Tức đã chẳng thể huy hoàng như ngày hôm nay. Nếu không có quân sư, thì Long Tức sẽ không phải Long Tức của ngày hôm nay nữa. Bọn tiểu nhân vô sỉ lại dám ức hiếp Long Tức không có người, ta làm sao có thể nuốt được cái cục tức này cơ chứ? Tần Lạc di rời chiếc bàn xích sang một bên, tiến lên trước xoa bóp chân cho Long Vương. Nói, sư phụ,
người có biết dạo gần đây vì sao mà con không đến trị bệnh cho người không? Ta không cần lý do, Long Vương nói, bất kể ai khi làm gì thì đều có suy nghĩ riêng của họ. Năm ngoái khi con châm cứu cho sư phụ thì kinh lạc có 10 cái thì thông đến 6, 7 cái. Còn năm nay khi con châm cứu cho sư phụ thì kinh lạc có 10 cái thì thông đến 7, 8 cái. Về sau châm cứu thêm vài lần nữa thì vẫn không có thay đổi gì. Tần Lạc cười khổ nói, đây không chỉ là vấn đề mà châm cứu không thôi có thể giải quyết được. Con đã khai một phương thuốc cho sư phụ uống, muốn dựa vào thuốc để điều tiết cơ thể, sau đó là cộng thêm với cơ thể của người nữa. Con tin là kỳ tích sẽ xuất hiện. Sư phụ đợi, thì con cũng đợi, nhưng đợi đến tận bây giờ mà chúng ta vẫn không có được cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Ngày trước con vẫn không dám nói với sư phụ, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người, và càng sợ sư phụ sẽ từ bỏ luôn từ bây giờ hơn, như thế thì đúng là chẳng còn hy vọng gì nữa. Long Vương dùng ánh mắt sáng quắc của mình nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, giọng nói vô cùng nghiêm túc, vậy con hãy nói cho ta biết, cái chân này. Rốt cuộc là con có thể trị nổi không? Con có thể chữa nổi không? Chân có thể chữa, và con cũng có thể trị được, Tần Lạc khẳng định nói. Vào lúc này đây, hắn cũng không còn muốn giấu điều gì nữa, bèn nói, con cần chút thời gian. Được, chân còn có thể cứu chữa được, con cũng có thể trị cho ta, thì ta làm sao có thể từ bỏ được chứ? Long Vương gật đầu nói, ta tin tưởng con, từ trước đến giờ con cũng chưa từng làm ta thất vọng bao giờ cả. Ông cúi thấp đầu, vỗ vào đôi chân của mình, nói, anh bạn già. Đợi đến khi anh bạn có thể đứng thẳng lên được, thì đó chính là ngày mà chúng ta giết giặc. Chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, là nguyện vọng và niềm vinh hạnh của cả đời chúng ta. Tần Lạc trầm ngâm suy nghĩ. Hắn phải trị khỏi cho Long Vương, sau đó đưa ông vào chỗ chết. Chương 703, tôi muốn trở thành một người phụ nữ. Nếu chân của Long Vương mãi không được trị khỏi, thì cho dù không thể đứng lên được, thì cũng có thể an dưỡng tuổi già, hưởng phúc trăm năm. Nhưng giống như Long Vương đã nói, một chiến sĩ chân chính thì nên là chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, còn chết trên giường ấm nệm êm đối với họ mà nói thì chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Vì vậy mà Tần Lạc chữa trị đôi chân chẳng khác nào là đưa ông lên chiến trường. Mà đưa ông lên chiến trường thì cũng đồng nghĩa với việc gặp rất nhiều điều xấu. Hắn không nỡ để Long Vương chết, nhưng lại không biết phải ngăn chặn kiểu gì. Từ việc bị quân sư cho một quyền rồi lại một cước khi trị bệnh cho nàng, đến việc toàn bộ thành viên Long Tức đứng chào hắn theo nghi thức quân đội, rồi đến những lời nói này của Long Vương, thì tâm trạng hắn luôn ở trong trạng thái dao động không yên. Ngày trước nếu ai nói với hắn câu, cái chết hoặc là nặng như núi Thái Sơn, hoặc là nhẹ tựa lông hồng, thì hắn nhất định sẽ khinh thường ra mặt. Nhưng bây giờ thì hắn lại tin vào điều đó. Bệnh tê liệt của Long Vương là do trứng, lạnh dần, mà ra. Khi đó, thân thể ông cứng đơ như đá. Về sau, thông qua việc châm cứu trị liệu của Tần Lạc, thì nửa người phía trên cùng với đôi tay mới dần bình phục trở lại. Nhưng hai chân của ông thì vẫn không bình phục nổi. Cụ thể là do kinh mạch ở chân bị tắc nghẽn hay là do não bộ hay là những bộ phận khác xuất hiện bệnh biến thì Tần Lạc vẫn chưa xác định được. Tối nay Tần Lạc không về nhà. Sau khi hắn gọi điện cho Lâm Hoán Khê nói rõ tình hình thì hắn liền ở lại viện điều dưỡng. Quân sư là quân sư của Long Tức, và cũng là quân sư của Trung Quốc, vì vậy mà Tần Lạc không thể rời đi khi tất cả mọi người còn đang quan tâm, lo lắng cho bệnh tình của nàng. Chí ít thì hắn cũng phải đợi đến khi nàng bình yên tỉnh lại thì hắn mới yên tâm. Mặc dù hắn có ở lại thì cũng chẳng làm được gì, nhưng lại có thể khiến cho mấy người thám hoa, hỏa dược yên lòng. Tần Lạc ăn tối cùng với Long Vương. Khi hắn quay lại tiểu lâu thì không thấy bóng dáng của mấy người hỏa dược, đại đầu đâu cả, chỉ trông thấy một mình Ly đang ngồi trên ghế salon xem tivi. Tần Lạc trông thấy điệu bộ đáng yêu khi giả bộ không thấy hắn của nàng thì bất giác bước tới chỗ nàng, cười hỏi, hay không? Bình thường, Ly nói. Sau đó giơ chiếc điều khiển ở trong tay mình lên bắt đầu công cuộc đổi kênh. Đổi đi đổi lại thì vẫn là quảng cáo, liền tắt luôn tivi đánh, bụp, một cái. Chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi, Tần Lạc nói, tính từ lần gặp trước đến giờ thì Ly và Tần Lạc đã xa nhau hơn một tháng rồi. Vốn dĩ Tần Lạc rất lo lắng cho sự an nguy của nàng, khó khăn lắm mới nhận được một cú điện thoại từ nàng thì lại là quân sư bị trọng thương. Cho đến tận bây giờ hai người vẫn chưa nói chuyện hẳn hoi được một bữa với nhau. Tất nhiên là nếu không tính đến những tranh chấp ban sáng của hai người bọn họ ra. Ly không nói là đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Nàng đứng thẳng dậy bước ra bên ngoài.
Tần Lạc thấy vậy thì cũng chỉ biết chạy theo mà thôi. Ra khỏi tiểu lâu, xuyên qua rừng cây, ra khỏi ngoại viện rồi mà Ly vẫn không chịu dừng lại. Nàng vẫn cắm đầu đi thẳng về phía trước mà không nói không rằng điều gì. Phía trước mặt càng ngày càng đen kịt lại, đến giờ đã không nhìn thấy ánh đèn nữa rồi. Rừng cây cũng ngày càng rậm rạp, đã mất luôn cả đường đi rồi. Trong lòng Tần Lạc bắt đầu có cảm giác không ổn, nếu người phụ nữ này mà động tay động chân, mưu đồ bất chính với mình ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này, thì mình không phải chẳng thể chống lại nổi hay sao? Nhưng khi hắn nghĩ đến việc mình cũng có thể làm những chuyện không bằng cầm thú đối với Ly thì lại thấy rằng Thượng Đế đúng là công bằng thật. Nhưng vấn đề là phải cần đến sự phối hợp của Ly mới được. Chứ còn nếu Ly không chịu phối hợp theo, thì hắn cũng chẳng thể làm gì được. Điều này lại khiến cho hắn nhận thức được sự tàn nhẫn của hiện thực cuộc sống. Ly dừng lại trước một tảng đá lớn. Tảng đá đó phải cao bằng một tầng nhà, chân nhỏ, đầu lại to, nhìn giống như một cây nấm vĩ đại sinh trưởng giữa rừng cây vậy. Ly tỉnh bơ trèo lên trên đó, Tần Lạc mặc dù cảm thấy có phần khó khăn, nhưng cũng trèo lên theo chân Ly. Cũng may mà Ly quen thuộc lối đi, rất có kinh nghiệm, hơn nữa những vệt lồi lõm của tảng đá lớn này cũng gập ghềnh, không bằng phẳng nên đã trở thành điểm tựa để cho hắn trèo lên trên. Cái mà khiến cho Tần Lạc phải kinh ngạc đó là đỉnh của tảng đá này lại lõm vào bên trong, giống như một cái ao nhỏ vậy. Đáy ao còn rất bằng phẳng, như thể được người ta làm cho trơn bóng đi vậy. Ly nhìn Tần Lạc một cái, sau đó liền tìm cho mình một chỗ thật thoải mái rồi nằm xuống, đôi bàn tay đan xen vào nhau làm gối đầu, đôi mắt to tròn sáng lạng ngước nhìn lên bầu trời sâu thẳm. Sao lại chạy đến đây vậy? Tần Lạc hỏi, sau đó hắn cũng học theo Ly nằm xuống bên cạnh nàng. Gió thổi hiu hiu, trời sao dày đặc, không có tiếng ồn ào của con người hay tiếng còi inh ỏi của xe cộ. Không có âm nhạc hay những lời tranh chấp, mà chỉ có tiếng ếch và côn trùng, cùng với muôn chim kêu lên không ngớt. Tâm trạng của Tần Lạc trở nên tĩnh lặng lạ thường, cả cái thế giới này đều trở nên đẹp hết chỗ nói. Ngày trước cứ mỗi lần huấn luyện xong, tôi lại thích trèo lên trên này. Ly nói. Vì sao vậy? Tần Lạc hỏi. Vì mọi người đều không nhìn thấy tôi. Ly nói. Em sợ mọi người nhìn thấy à? Ly không nói gì. Một lát sau mới tiếp lời, nơi này an toàn. Tần Lạc nghiêng đầu nhìn Ly với vẻ kỳ lạ. Sau đó khẽ cười nói, tôi lại cứ nghĩ em chẳng sợ trời, cũng chẳng sợ đất cơ. Tôi sợ chết, Ly nói. Bất kể là ai cũng đều sợ chết, Tần Lạc nói. Lần này là tôi cùng tổ với quân sư đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Ly nói. Tôi không hỏi, Tần Lạc nói, em cũng có thể không cần phải nói cho tôi đâu. Ly giống như là không nghe thấy gì vậy, cứ lẩm bẩm nói một mình, vốn dĩ đường dây của chị ấy có thể rời khỏi đó một cách an toàn. Nhưng đường dây của tôi lại bị phát hiện. Chị ấy vì cứu tôi nên mới quay lại, sau đó thì gặp phải hoàng đế. Hai người bọn em mà cũng không đánh lại được tên hoàng đế đó sao? Tần Lạc hỏi, thầm nghĩ, tên nhãi danh này rốt cuộc là một tên quái vật gì không biết. Lại còn có thể một đánh hai. Nếu hắn ta mà đến để giết mình, thì liệu Giê-xu và đại đầu có đỡ lại nổi không? Dĩ nhiên đây chỉ là những suy nghĩ trong giây lát. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé như vậy. Thì chắc một người như hoàng đế cũng chẳng chạy đến giết hắn để làm gì. Lúc này đây, Tần Lạc cho rằng khoảng cách giữa mình và hoàng đế vẫn còn xa lắm. Đánh trên đất người, nên chúng tôi không muốn rằng có mất thời giờ, mà chỉ muốn thoát thân. Nhưng thời gian cấp bách, đồng bọn của hắn đã tới. Ly nói tiếp, quân sư bảo tôi đi trước, chị ấy hiểm trợ phía sau. Chị ấy bị thương là vì tôi. Đồng đội với nhau, vốn dĩ là nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Tần Lạc an ủi nói, cô ấy giúp em, cũng là giúp bản thân cô ấy. Có một đồng đội lợi hại như em, thì cũng đồng nghĩa với việc nâng cao xác suất thành công của nhiệm vụ và sự sinh tồn của các thành viên khác trong đội. Ly lắc lắc đầu, nói, lần nào cũng là chị ấy giúp bọn tôi. Còn bọn tôi thì rất khó để có thể giúp đỡ chị ấy. Bởi vì cô ấy là đội trưởng của mọi người mà, Tần Lạc cười nói. Nhưng chị ấy cũng chỉ lớn hơn tôi có 7 tuổi lẻ 3 tháng thôi. Ly vẫn không chịu thua nói. Tần Lạc nghe vậy thì cũng không biết phải trả lời ra sao. Đúng vậy, quân sư và Ly đều là phụ nữ, cũng chỉ là lớn hơn nàng vài tuổi mà thôi, nhưng trách nhiệm mà hai người phải gánh vác thì lại khác nhau một trời một vực. Tôi thực sự vô cùng lo sợ chị ấy sẽ ra đi như thế này. Ly nói. Bây giờ không phải đã có chuyển biến tốt rồi đó sao? Tần Lạc cười nói. Ly quay ra nhìn Tần Lạc một cái. Đôi môi khẽ giật giật lên nhưng nàng không nói câu gì.
không cần phải nói lời cảm ơn đâu. Tần Lạc nói, hắn hiểu được ý của Ly. Tôi sẽ trả lại, Ly nói. Trả kiểu gì? Tần Lạc nheo mắt hỏi. Mặc dù hắn biết là người phụ nữ này không hiểu cái gì gọi là hài hước nhưng hắn lại không chịu được, lần nào cũng muốn trêu nàng. Đôi lúc hắn thấy Ly chẳng khác gì bối bối, lúc nào cũng coi những lời của người lớn là thật. Anh muốn gì? Em có thể cho tôi cái gì? Anh nói anh muốn gì đi, thì tôi sẽ đáp ứng cho anh cái đó. Em nói cho tôi biết là em có cái gì, rồi tôi sẽ nói cho em là tôi muốn gì. Ly vốn dĩ rất kiệm lời, lại càng không thích nói chuyện vòng vo lắt léo, vì vậy mà trong lòng nàng có phần bực bội, liền ngồi thẳng dậy, rồi cởi luôn chiếc áo khoác ra trên người mình xuống, sau đó định cởi luôn cả chiếc áo màu trắng ở bên trong ra. Tần Lạc thấy vậy thì ngẩn người ra, sau đó nắm lấy tay nàng nói, em định làm gì? Không phải anh muốn cái này đó sao? Tôi nói với em là tôi muốn cái này khi nào vậy? Tần Lạc cảm thấy oan ức vô cùng, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, em thấy tôi là người như thế sao? Ly gật gật đầu, nói, vâng. Tần Lạc trước giờ vẫn cảm thấy rất hài lòng về bản thân mình. Vậy mà không ngờ đối với Ly mà nói thì hắn chẳng khác gì một con sói háo sắc không hơn không kém. Thôi bỏ đi, người một nhà cả, cần thiết phải cảm ơn đi cảm ơn lại, trả công đền đáp như vậy sao? Tần Lạc phất tay cười khổ nói, đừng quên là tôi cũng là một thành viên của Long Tức đấy. Ly ngồi sụp xuống trước mặt Tần Lạc, nhìn vào mắt hắn nói, tôi không hề nói anh là một người xấu. Tôi hiểu, Tần Lạc gật đầu nói. Chỉ là hơi sắc một chút thôi. Ly giống như không nhìn thấy vẻ mặt Tần Lạc vậy, lại tiếp tục nói, nếu anh muốn thì tôi cũng có thể trao cho anh. Dù sao thì tôi cũng nợ anh nhiều như vậy mà. Ngày trước tôi cũng đã từng nói, nếu anh có thể chữa khỏi cho nghĩa phụ thì tôi sẽ lấy anh. Mặc dù cho đến giờ anh vẫn chưa chữa khỏi được cho ông ấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Lạc như thể vừa nhận được một sự sỉ nhục to lớn vậy, hắn nhảy dựng lên tức giận nói, em hâm à. Làm gì có ai dùng cái đó để báo đáp người khác chứ? Ngày sau nếu em mà gặp được người đàn ông mình thích thì làm thế nào? Tôi là loại người như vậy sao? Nói thực cho em biết là tôi không phải loại người như vậy. Em nhìn lại em đi, có điểm nào giống phụ nữ chứ? Ngực không to, mông thì không căng tròn bằng người ta. Không biết nấu ăn, không biết nũng nịu, đã thế lại còn động một cái là quăng dao. Trước giờ tôi vỡ nòi em như một người bạn, chứ đâu coi em như một người phụ nữ đâu. Vì vậy mà xin em đừng có dùng tư tưởng lưu manh của mình để đo đạc ý nghĩ của tôi nữa. Ly tức điên lên, rút luôn một con dao trên người ra định quăng thẳng về phía Tần Lạc. Đấy, em xem em kìa, lại định quăng dao rồi. Tần Lạc nói to lên, sau đó giơ tay lên ôm chặt lấy đầu mình. Ly dừng lại. Giận dữ nói, ai bảo anh nói tôi không phải là phụ nữ. Nếu là phụ nữ thì nên mặc váy chứ không nên quăng ném dao thế kia. Đi giày cao gót chứ không phải là đi giày quân dụng. Lắc mông sải bước chứ không phải là bước đi theo kiểu quân ngũ. Tóc dài thướt tha, bồng bềnh tự nhiên. Em ngoài bộ tóc dài ra thì có điểm nào đạt được tiêu chuẩn chưa? Tần Lạc nghĩ, hy vọng làm vậy có thể khiến nàng tìm lại được cảm giác và cách ứng xử mà một người phụ nữ nên có. Nàng là một quân nhân. Nhưng cũng là một người phụ nữ. Tần Lạc vẫn rất chờ mong bộ dạng của Ly khi mặc lên người một chiếc váy hoa dài tha thướt cùng với đôi giày cao gót. Chắc sẽ khiến cho người ta ngã ngửa cho mà xem. Lần này Ly lại không tức giận. Nàng ngồi đó nghĩ một lúc lâu, sau đó ngước mặt lên nhìn Tần Lạc, nói, như thế mới là phụ nữ sao? Chắc vậy, Tần Lạc nói, dưới ánh sao lấp lánh, vẻ mặt của Ly vô cùng nghiêm túc. Lẽ nào nàng cho đó là thật sao? Ly gật gật đầu nói, được rồi, để tôi thử xem sao. Chương 704, rất có tính đàn hồi. Ly ngủ thiếp đi rồi, nàng nằm trong lòng Tần Lạc ngủ. Nàng ngủ say rồi sau đó mới chui vào lòng Tần Lạc. Nàng giơ tay ra bắt lấy cánh tay Tần Lạc rồi lấy luôn cổ hắn làm đệm. Hẳn là nàng đã coi cổ của hắn như một chiếc gối êm du. Bộ dạng của nàng khi ngủ nhìn vô cùng dễ thương, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ hồng khẽ cong lên. Mái tóc dài che một nửa khuôn mặt lại, toàn thân cong lại như hình một con tôm. Trong tâm lý học nói rằng những người ngủ kiểu này thuộc vào kiểu người không có cảm giác an toàn. Cô ấy mà cũng không có cảm giác an toàn sao? Tần Lạc nhìn vào khuôn mặt thanh thoát, tươi cười của nàng dưới ánh trăng sáng lung linh, mình lại cứ tưởng toàn cô ấy làm cho người ta không có cảm giác an toàn cơ. Vì cánh tay hắn đặt bên trên tảng đá, nên rất nhanh đã cảm thấy đau ê ẩm.
cánh tay của hắn đã tê đau từ lâu rồi nhưng hắn lại không dám rút tay ra. Hắn biết là Ly cũng giống như quân sư, đều ngủ không sâu, nên chỉ sợ hơi động đậy thôi sẽ làm cho nàng bừng tỉnh. Đánh thức nàng dậy thì cũng chẳng có gì gọi là to tát cả, nhưng nhỡ nàng thuận tay thuận chân cho mình vài chưởng thì biết kêu oan với ai đây. Nàng đã mệt quá rồi. Tần Lạc không biết nàng quay về từ đâu, nhưng hắn có thể khẳng định một điều rằng, từ sau khi quân sư bị thương thì nàng chắc chắn là chưa lần nào được nghỉ ngơi hẳn hoi cả. Toàn thân nhức mỏi, cộng thêm với lo lắng, sự dằn vặt từ hai phía này khiến cho thể lực bị hao tổn đáng kể. Thảo nào mà nàng có thể ngủ thiếp đi trên một tảng đá cứng ngắc, dưới trời cao lồng lộng và những cơn gió hiu hiu lâu lâu thổi tới. Trời càng tối dần thì ánh sáng phát ra từ những ông sao trên bầu trời cao rộng lại càng say đắm lòng người. Tần Lạc ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, cũng không biết là trong lòng mình đang nghĩ gì nữa. Có lẽ là do nghĩ quá nhiều, hoặc cũng có thể là chẳng nghĩ gì cả. Nhưng trái tim hắn hiện giờ đang vô cùng tĩnh lặng, hắn không hề xúc động hay bộc phát gì đối với mùi thơm toát ra từ cơ thể nàng. Hắn rất ít khi rung động trước Ly, mặc dù hắn không ngu ngốc đến nỗi cho rằng Ly là người anh em với mình, nhưng hắn đối với Ly nhiều hơn cả thì vẫn là sự chua xót và thương hại. Có lẽ mình đã coi cô ấy như em gái rồi cũng nên. Tần Lạc đã từng nghĩ như vậy. Đột nhiên, toàn thân Ly bắt đầu trở nên co quắp, vẻ mặt cũng trở nên đau khổ lạ thường. Tần Lạc đang định xoa bóp cho nàng vài huyệt vị trên đầu để nàng có thể ngủ sâu hơn nữa, thì Ly đột nhiên kêu, a, lên một tiếng, nàng bỗng bật dậy, trên tay đã kèm theo con dao găm sáng lấp lánh từ lúc nào. Điều này khiến cho Tần Lạc lạnh hết cả sống lưng. Nếu vừa rồi mình có lòng tốt đi xoa bóp đầu cho nàng, thì liệu nàng có cho ngón tay của mình đi đời không không biết nữa. Sao vậy? Tần Lạc hỏi, mơ thấy ác mộng à? Ly đờ đẫn nhìn Tần Lạc một cái rồi nói, tôi mơ thấy hoàng đế đả thương quân sư. Tôi muốn giúp quân sư, nhưng lại muộn mất rồi. Tần Lạc thở dài một hơi, nói, đều đã qua rồi, thôi đừng nghĩ nhiều nữa, em ngủ đi, em đã mệt quá rồi. Tần Lạc trong lòng bắt đầu ghi hận tên được gọi là hoàng đế kia. Hắn ta lại dám để cho Ly đến nằm mơ cũng mơ đến hắn. Có điều là khi nghĩ đến cảnh nàng và hắn ta đang phi dao vào nhau thì trong lòng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Không ngủ nữa, Ly nói, đưa anh đi gặp một người. Gặp ai? Tần Lạc bò dậy hỏi. Đi rồi sẽ biết, Ly vừa nói vừa nhảy thẳng từ trên tảng đá này xuống. Cũng không hiểu nổi nàng làm thế nào mà làm được như thế, khi tiếp đất còn không phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa. Tần Lạc đứng ở ven tảng đá nhìn xuống dưới một cái, hạ quyết tâm lắm nhưng vẫn không dám nhảy xuống, thế là lại lần xuống dưới theo đường mà khi nãy hắn trèo lên. Ly dẫn đường đi trước, Tần Lạc theo sát phía sau. Nàng dường như đã quên hẳn khi nãy Tần Lạc nói phải đi lắc mông. Nàng vẫn dẫn đầu ở phía trước, bước đi nhanh nhẹn, thần tốc, xuyên qua rừng cây không đèn mà chẳng khác gì ma cả. Cuối cùng nàng cũng dừng lại ở trước một căn nhà nhỏ được canh phòng nghiêm ngặt. Đứng ở bên ngoài cửa là mấy người đàn ông mặc đồ đen. Mấy người này khi nhìn thấy Ly đến thì cũng không ngăn lại, chỉ gật đầu rồi để mặc cho nàng bước vào bên trong. Tần Lạc cười lấy lòng với bọn họ một cái, khóe miệng của bọn họ khẽ rung lên nhưng không tài nào nở được nụ cười ra. Tần Lạc thầm than, mấy người này đều quên hết cả cảm giác mỉm cười là gì rồi cũng nên. Vừa mới vào trong nhà thì liền bị một chiếc cửa lớn chặn ai lại ở trước mặt. Không biết cái cửa này được làm từ gì mà nhìn ánh lên một màu kỳ dị, nhìn thôi là biết nó không phải một vật tầm thường. Mở cửa, Ly lên tiếng nói. Vừa dứt lời thì lập tức có hai người đàn ông mặc đồ đen chạy lại. Sau khi kiểm tra rõ ràng Ly một hồi và xác định rõ là không có nguy hiểm gì thì mới mở cửa ra từ bên trong. Ly lại tiếp tục tiến lên phía trước, sau khi hô hào mở tiếp hai cánh cửa ra thì mới dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Cửa sắt bao bọc kín mít ở bên ngoài. Trên cửa có một lỗ hổng nhỏ, giống như những lỗ hổng trong trại giam đủ để đưa cơm đến cho phạm nhân vậy. Ly kéo chiếc cửa của lỗ hổng đó ra cho Tần Lạc nhìn vào xem tình hình bên trong như thế nào. Tần Lạc nhìn vào bên trong một cái, thì chỉ thấy một bóng hình đen xì, nhưng lại không nhìn ra được người bên trong đó là ai. Mặt anh ta ẩn núp trong bóng tối, Tần Lạc không có cách nào để mà phân biệt rõ xem anh ta là ai. Không nhìn ra được, Tần Lạc nói. Bật đèn lên. Ly hô lên một tiếng, cũng chẳng nhìn thấy bất kỳ ai đứng bên cạnh, nhưng sau khi Ly nói thì tất cả đèn trong căn phòng này đều được bật sáng, hơn nữa ánh sáng còn rất mạnh. Đó là những tia sáng huỳnh quang chuyên dùng để thẩm vấn phạm nhân. Lúc này đây, căn phòng sáng rõ như ban ngày,
Tất cả mọi vật đều có thể thấy rõ mồn một, thậm chí đến cả vết thương trên khuôn mặt của người đàn ông đó cũng vậy. Đây là một khuôn mặt rất đỗi bình thường của một người phương Đông. Một khuôn mặt đần thối ra như khúc gỗ, mũi tẹt, mắt nhỏ, đôi môi hơi dày một chút. Trên mặt không có bất kỳ đặc thù gì để cho người ta phải nhớ đến cả. Từ vẻ bề ngoài của hắn mà nói thì hắn ta đúng là một hạt giống tốt để làm sát thủ. Người này chính là sát thủ đã nổ súng tấn công Tần Lạc và Mễ Tử An ở Hàn Quốc, về sau lại đuổi đến tận Trung Quốc nhưng bị Tần Lạc và Ly dùng kế tóm gọn. Hóa ra là anh ta. Tần Lạc cười nói, tôi lại cứ tưởng mấy người đã cho anh ta biến mất luôn rồi cơ. Anh ta chưa chết, Ly nói, sau khi tôi đem anh về đây rồi cho người thẩm vấn, thì anh ta cứ một mực nói rằng người phái anh ta đến là Lý Thừa Minh. Tôi không tin, nên vẫn chưa nói cho anh biết kết quả. Sao lại không tin? Tần Lạc hỏi. Tôi đã cho người thu thập những thông tin về Lý Thừa Minh. Hắn ta không hề ngu ngốc như người ta vẫn nói. Ly nói tiếp, khi anh bị bọn chúng truy sát, thì Lý gia đang bàn về những hạng mục hợp tác với đảo Jeju. Hắn ta chẳng có lý do gì để động thủ vào lúc đó cả. Thế sao không ép anh ta nói ra sự thật? Tần Lạc nhìn vào thân hình đầy thương tích của người đàn ông ở bên trong nói. Hắn ta cứ một mực khẳng định là Lý Thừa Minh, bao nhiêu lần thẩm vấn đều cho ra kết quả như vậy. Ly nói, nàng nhìn Tần Lạc một cái rồi nói, nghĩa phụ nói, không thể để cho anh dùng hình ở trong viện điều dưỡng một lần nữa, nếu không thì truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của anh. Tần Lạc nghĩ bụng, chắc chắn là sau khi Long Vương thấy được cái băng ghi hình mình thẩm vấn mấy tên bắt cóc ông nội xong thì mới có quyết định như vậy. Nếu em đã không tin là do Lý Thừa Minh làm thì sao còn dẫn tôi đến đây làm gì? Tôi nói cho anh biết tình hình để anh còn phán đoán. Ly nói tiếp, khi chúng tôi điều tra về Lý gia thì lấy được một số tài liệu nói là tháng sau hắn ta sẽ đại diện cho tập đoàn Samsung đến thăm Trung Quốc. Lý Thừa Minh sẽ đến Trung Quốc sao? Tần Lạc ngẩn người ra một lúc, sau đó cười nói, thế thì để tôi hỏi trực tiếp luôn xem anh ta có phải là hung thủ hay không vậy. Sáng sớm ra khi Tần Lạc đi đến thăm quân sư thì nàng đang ngồi trên giường húp cháo. Đại đầu, Hỏa Dược, Hòa Thượng, Thám Hoa, hai anh em chuột, Khỉ và Ly đều đứng ở bên cạnh giường, không ai nói gì cả nhưng nét mặt ai cũng tràn ngập niềm vui. Nhìn thấy Tần Lạc bước vào thì quân sư liền đặt bát cháo trên tay mình xuống chiếc bàn cạnh giường rồi nói, đa tạ ơn cứu mạng của anh. Không cần phải khách khí như thế đâu, chị cũng giúp tôi rất nhiều lần rồi mà. Tần Lạc cười nói, khi trước hắn bị người của Hoàng Thiên Trọng bắt vào bên trong viện điều dưỡng Thạch Lĩnh thì nàng chính là người tiến vào bên trong ngăn chặn đội trưởng đội hộ vệ, kéo dài thời gian cho tới khi Long Vương từ trên trời rơi xuống. Tần Lạc cũng là người đàn ông nhớ đến công ơn mà người khác làm cho mình. Ánh mắt của quân sư dừng lại trên mũi của Tần Lạc. Bất giác, nàng mím môi cười nói, mũi của anh đã đỡ hơn chưa? Bọn họ đều nói cho tôi biết tình hình lúc đó rồi. Tôi thực lòng xin lỗi anh, tôi cũng không cố ý làm vậy. Tôi biết, mũi của Tần Lạc cũng không đau như hôm qua nữa, vì vậy mà hắn đã sớm hết giận rồi. Vết thương này của tôi cũng có to tát gì đâu, chị không sao thì mọi người đều có thể yên tâm rồi. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Quân sư nói, chỉ là không biết có còn dư độc hay không thôi. Anh nói tôi bị trúng phải loại độc có tên là tương tư tử. Đúng vậy, Tần Lạc nói, nếu chị không có ý kiến gì thì tôi muốn tháo băng gạc ra xem vết thương một chút xem thế nào. Nếu không nhìn thấy vết thương thì tôi cũng không thể biết được là dư độc đã được ép ra hết chưa. Tôi chỉ sợ lâu ngày chất độc lại tái phát lần nữa. Không sao, quân sư gật đầu nói, ngay bây giờ sao? Ngay bây giờ, Tần Lạc nói. Quân sư liền quay sang một bên liếc nhìn thủ hạ của nàng một cái, hỏi, mọi người cũng muốn xem sao? Mấy người đứng đó biết mình không có cái phước đó, liền quay ra chào Tần Lạc một tiếng rồi mau chóng chạy ra ngoài. Ly cũng muốn đi ra nhưng quân sư lại kêu lại, Ly! Em ở lại! Ly nhìn Tần Lạc một cái rồi đứng lại. Tần Lạc thấy nàng tâm tình phấn chấn, bèn đùa nói, chị còn sợ tôi làm gì bậy bạ hay sao mà còn tìm thêm một trợ thủ nữa? Lúc tôi ngủ mà anh còn không phải là đối thủ của tôi nữa là bây giờ. Quân sư phản bác nói. Trong khi thấy Tần Lạc ngẩn người không biết nói gì thì quân sư liền cởi chiếc áo bệnh nhân ra, cả một tấm lưng trần hiển hiện ra trước mặt hắn. Ngày hôm qua khi hắn xem xét vết thương cho nàng thì chỉ coi nàng là một bệnh nhân. Còn hôm nay khi thấy nàng có thể thở, có thể động, có thể nói chuyện với hắn thì Tần Lạc không thể không coi nàng là một người phụ nữ. Hắn liền lén liếc nhìn quân sư một cái. Rồi hai cái, rồi thêm vài cái nữa.
sau khi thấy gương mặt khó chịu của Ly nhìn mình thì khuôn mặt của Tần Lạc lại đỏ lựng lên, vội vàng lấy cồn khử trùng tay mình rồi dùng kéo cắt chỗ băng bó ngày hôm qua ra. Vết thương đã khép lại, mặc dù vẫn còn sưng đỏ nhưng đó là biểu hiện tự nhiên thường gặp sau khi bị thương. Tần Lạc giơ tay ra ấn ấn vào xung quanh vết thương thì không thấy có dịch màu xanh tiết ra nữa. Cảm giác thế nào? Quân sư hỏi. Rất có tính đàn hồi. Tần Lạc thuận miệng đáp. Sau khi trả lời thì hắn mới phát hiện đây là cạm bẫy mà người phụ nữ này bố trí cho mình rơi vào. Em đã nói anh ta là một con dê xồm rồi mà. Ly đứng bên cạnh nghịch giao nói. Chương 705, kiếm khách. Quân sư bình yên vô sự. Còn về phần vết thương ở chân của Long Vương thì Tần Lạc tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết liền cáo từ bọn họ rời khỏi viện điều dưỡng. Trên đường trở về thành phố, Lệ Khuynh Thành gọi điện hỏi Tần Lạc xem có thời gian không để bàn bạc về chuyện quay quảng cáo cho kem dưỡng Kim Dũng. Tần Lạc cũng cảm thấy việc này quan trọng nên đã đồng ý đến đó, nói là muốn mời nàng và Trần Tư Tuyền đi ăn trưa nữa. Thời gian của bọn họ vô cùng bức bách, phương án phát triển của thị trường châu Á đã được công bố ra bên ngoài, tất cả các bộ môn của quốc tế Khuynh Thành đều đang ngầm tích trữ lực lượng để chuẩn bị cho tốt. Nhưng cho đến tận bây giờ mà bọn họ vẫn chưa nghĩ ra được chủ đề và việc dẫn dắt vào của phương án tuyên truyền lần thứ hai này. Lần trước là, chẳng nhẽ lần này lại là hay là à? Vấn đề là rửa chân hay chùi đít đều chẳng liên quan gì đến kem dưỡng Kim Dũng cả. Khi Tần Lạc đến viện thẩm mỹ quốc tế Khuynh Thành thì hai người đứng tiếp khách ở cửa liền dẫn hắn lên lầu. Đẩy cửa phòng tầng 3 ra thì thấy Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền đều đang ngồi trên ghế salon ở bên trong. Đến cả đạo diễn Kim Đức Thụy cũng đem theo cô trợ lý xinh đẹp của mình đến rồi. Tần tiên sinh, anh đến rồi à? Thấy Tần Lạc bước vào, Kim Đức Thụy liền đứng dậy nghênh đón. Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền cũng giữ thể diện cho Tần Lạc trước mặt người ngoài nên đều đứng dậy nghênh đón theo. Mọi người cứ ngồi đi, đều là người quen cả mà, không cần phải khách khí như vậy đâu. Tần Lạc cười nói, đạo diễn Kim đến đây từ lúc nào vậy? Cũng vừa mới đến thôi, Kim Đức Thụy nói. Ông ta đưa cho Tần Lạc một xấp giấy tờ rồi nói, mấy hôm nay bảo người làm ra mấy phương án, nên tôi qua đây thương lượng một chút với Lệ Tổng Giám Đốc và Trần Tiểu Thư. Anh cũng xem rồi cho chúng tôi chút ý kiến quý báu. Nếu anh có cách gì tốt hơn thì tuyệt quá rồi. Tôi khâm phục sát đất đối với những sáng tạo của Tần tiên sinh. Đạo diễn Kim quá khen rồi. Tần Lạc tiếp lấy xấp tài liệu nói. Nói thực là mấy phương án này đều rất tốt, nhưng vì danh tiếng của quá vang dội. Sáng tạo đó quá là kinh điển, nên bất giác bọn họ đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi nó. Thế nào, anh cho chút ý kiến đi. Đạo diễn Kim giống như một cậu học sinh tiểu học vậy, liên tục hỏi han với vẻ mặt sốt sắng, khẩn trương. Không tồi chút nào, Tần Lạc nói, nhưng tôi vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Thiếu tình cảm, Lệ Khuynh Thành nói, một quảng cáo thành công thì nhất định phải có xương, có thịt. Nhưng cái quan trọng nhất đó là phải có tình cảm. Có tình ở trong đó thì mới cảm động được lòng người, như vậy thì bọn họ mới chịu mua sản phẩm của mình. Những phương án này vẫn quá cầu kỳ ở phần mỹ quan bên ngoài và nội dung sáng tạo bên trong nhưng lại thiếu đi mất phần tình cảm trong nó. Lệ Khuynh Thành đối với khâu quảng cáo này cũng khá là hiểu biết. Nàng nói câu nào mọi người gật đầu tán đồng câu đó. Tần Lạc chua môi lên hỏi, phải như thế nào thì mới có tình cảm đây? Đầu tiên phải có cái để cho người xem nhập tâm. Nhập hồn vào nhân vật và cốt truyện. Lệ Khuynh Thành nhìn Kim Đức Thụy một cái, cười nói, cái này thì phải hỏi đến một người trong ngành như đạo diễn Kim mới phải. Lệ Tổng Giám Đốc, cô đừng chọc tôi thế nữa. Một người trong ngành như tôi chẳng khác gì một cậu học sinh tiểu học khi đứng trước mấy người cả. Tôi đến đây cũng là muốn học hỏi thêm chút ít. Tần tiên sinh, nếu anh đã nhìn ra được trong mấy phương án này thiếu tình cảm, thì liệu anh có thể nghĩ cách bù đắp giúp chúng tôi được không? Từ trong của anh, thì chúng tôi có thể nhìn ra được anh là một người đàn ông có tình cảm vô cùng phong phú. Điểm này thì tôi cũng nhìn ra rồi. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc rồi chớp chớp mắt nói, ông chủ này của chúng tôi mặc dù tuổi đời còn non trẻ, nhưng tung hoành tình trường mười mấy năm, anh ấy vẫn chưa một lần thất bại đâu. Tung hoành tình trường mười mấy năm, Tần Lạc tức giận nghĩ, thế thì cần gì phải là trai tân trong hai mươi mấy năm trời, cho đến tận năm ngoái mới mò mẫm ra được đàn ông và đàn bà rốt cuộc là có gì khác nhau cơ chứ. Tần Lạc biết Lệ Yêu Tinh cố tình trêu chọc mình là có rất nhiều hồng nhan chi kỷ trước mặt người ngoài, nhưng hắn cũng không thèm để ý, nói, để tôi nghĩ đã. Nếu vẫn để tôi và Tư Tuyền diễn vai nam chính và nữ chính thì chúng tôi có thể làm một tập quảng cáo tiếp của lần trước. Lần quảng cáo trước chủ yếu muốn biểu đạt chủ đề hiểu và yêu nhau.
vậy thì phần tiếp sẽ nói đến chuyện ở bên nhau trọn đời. Đúng, đúng, yêu nhau thì dễ, gần nhau khó. Nam nữ thời đại bây giờ đều sợ hãi, cái ngứa 7 năm, ở bên nhau lâu sẽ mất đi cảm giác mới mẻ, rất dễ xảy ra lục đục rồi xa nhau. Ở gần nhau lâu rồi thì những khuyết điểm của đối phương sẽ ngày càng hiện ra rõ rệt, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Có câu gì mà người ta thường nói ấy nhỉ? À, sờ tay người mình yêu mà như lấy tay phải của mình sờ vào tay trái của mình vậy. Kim Đức Thụy tự cho mình hiểu biết, dí dỏm nói rồi cười phá lên. Cô trợ lý của ông ta đứng ở gần đó phản ứng nhanh nhất, cười run hết cả người lên. Còn Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền thì cũng cười theo lấy lệ, nhưng không hề khoa trương như hai người bọn họ. Kỳ trước chúng ta lấy một đôi tình nhân làm chủ đạo, lần này chúng ta lấy một đôi vợ chồng làm chủ đạo, mọi người thấy thế nào? Lệ Khuynh Thành vừa nghĩ ra nói, đôi tình nhân lần trước kết hôn rồi, sau đó trải qua cuộc sống bình dị ngày đêm lo lắng đến từng thanh củi, từng nhúm muối, cùng với những cuộc cãi vã va chạm. Nhưng bọn họ vẫn luôn khăng khít bên nhau. Đúng, dòng suy nghĩ của Kim Đức Thụy cuối cùng thì cũng được bọn họ mở cho một lối đi, liền xúc động nói, tốt nhất là nên để cho Tần Tiên Sinh làm cho Trần Tiểu Thư có thai. Khi Trần Tiểu Thư thức dậy ngồi vào bàn trang điểm, thì Tần Tiên Sinh sẽ tặng cô ấy kem dưỡng Kim Dũng để bày tỏ tình yêu của mình với cô ấy. Làm cho có thai. Thấy mọi người ai nấy đều miệng há hốc, mắt trợn tròn nhìn ông ta thì Kim Đức Thụy mới thấy mình lỡ lời, liền ngại ngùng nói, ồ, thành thật xin lỗi, xem tôi này. Cứ xúc động một cái là lại nói lung tung hết cả lên. Ý của tôi muốn nói là, trong đoạn quảng cáo, thì Trần Tiểu Thư diễn một phụ nữ có thai, còn Tần Tiên Sinh thì diễn một người sắp làm cha. Phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày vô cùng vất vả. Buổi sớm sau khi thức dậy, thì phát hiện trên mặt bàn có một hộp kem dưỡng da. Mọi người thấy cái này thế nào? Nhưng phụ nữ trong thời gian có thai không được lạm dụng mỹ phẩm và những dược phẩm khác mà. Cô trợ lý xinh đẹp của Kim Đức Thụy lên tiếng nhắc nhở. Không sao, Tần Lạc cười nói, kem dưỡng Kim Dũng là một dược tế được chế hoàn toàn tự nhiên, không hề có bất kỳ tác dụng phụ gì cho cơ thể người cả. Cho dù là phụ nữ có thai thì vẫn có thể dùng được. Tần Lạc là người nghiên cứu và cung cấp phương thức điều chế, nên có quyền lên tiếng nhất trong vấn đề này. Mọi người xem, đến cả từ quảng cáo cũng có rồi này. Đến cả phụ nữ có thai còn dùng được mỹ phẩm, thì những phụ nữ thôn thường khác lại càng yên tâm dùng hơn, không phải vậy sao? Cái này không thể dùng làm từ quảng cáo được, tầm thường quá. Lệ Khuynh Thành nói, nhưng chúng ta có thể biểu đạt điều đó qua hình ảnh, để cho bản thân người xem tự nảy sinh liên tưởng. Nếu đã quyết định dùng cái sáng ý này thì mọi người hãy nghĩ xem lời thoại sẽ thế nào đây? Kim Đức Thụy hỏi. Khó khăn lắm mới có cơ hội mọi người tiếp thu ý kiến thế này, nên ông ta không thể bỏ lỡ được. Thế là mọi người lại ngưng thần chăm chú suy nghĩ. Trong văn chương, những linh cảm chợt lóe lên mới là những câu văn bất hủ. Nó giống như những đứa trẻ chơi trò trốn tìm vậy. Khi người ta muốn tìm thì nó lại biến mất không một dấu vết, nhưng khi người ta từ bỏ ý định thì nó lại tự nhảy ra bên ngoài. Bọn họ ngồi nghĩ nửa ngày trời. Mỗi người ai nấy đều đưa ra không ít ý kiến, nhưng đều bị những người khác bác bỏ. Lệ Khuynh Thành là chủ nhân của căn phòng này, nàng đứng dậy nói, được rồi. Hôm nay đến đây là kết thúc, cái này có muốn gấp thì cũng không gấp được, những thứ em mờ vội vã nghĩ ra thì cũng không dùng đến. Chỉ bằng chúng ta đi ăn trước đi, dân dĩ thực phi tiên mà. Thế là dưới sự dẫn dắt của nàng thì đoàn người bước ra khỏi thẩm mỹ viện, tiến thẳng về phía quán ăn Quảng Đông ở cách đó không xa. Tần Lạc sau khi bước ra ngoài thì Đại Đầu và Giê-xu đứng bên ngoài cũng tự khắc đi theo sau. Thấy bên cạnh Tần Lạc giờ đây lại có thêm một vệ sĩ nam mắt xanh tóc vàng thì Lệ Khuynh Thành khẽ hỏi, anh ta là ai vậy? Vệ sĩ, Tần Lạc đáp lại. Lệ Khuynh Thành nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc, nói, em lại cứ nghĩ anh chỉ chọn những người đàn ông xấu hơn anh để làm vệ sĩ cơ đấy. Tần Lạc không nói gì, quyết định mặc niêm 3 phút cho Đại Đầu. Ở đằng sau bọn họ. Trong một chiếc xe 7 chỗ màu đen, có một nam một nữ ngồi song song ở hàng ghế đầu của xe. Phụ nữ là người da đen, làn da đen nhánh, hai mắt còn đen hơn, nhìn giống như một viên đá quý màu đen không tì vết vậy. Tóc hơi xoăn, tết thành vô số bím tóc nhỏ, giữa các bím tóc còn là những đường ngang dọc xen lẫn vào nhau, lộ ra màu đen tuyền của da đầu. Thoạt nhìn thì thấy rất rock và hippie. Áo đen, quần đen, trên cổ đeo một chiếc thập tự giá màu bạc. Trên chiếc thập tự giá có khắc hình Chúa Giê-xu trong cảnh tượng người chịu khổ chịu nạn. Nàng ta ngồi ở ghế lái xe, đảm nhiệm chức trách của một người tài xế.
ngồi bên cạnh nàng ta là một người đàn ông da trắng. Làn da trắng toát, đôi mắt màu xám, tướng mạo bình thường, bên mép còn có một nốt ruồi màu đen. Hắn ta chỉ được coi là một người có tướng mạo vô cùng bình thường trong số những người da trắng. Ít nhất thì không có duyên với hai chữ, đẹp trai. Thế nhưng hắn ta lại có một khí chất khác thường, một vẻ mặt âm trầm khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm cực độ. Hắn ta mặc một bộ quần áo cổ tàu màu trắng, một đôi giày vải yến kinh. Thoạt nhìn thì thấy đây là một người thuần túy yêu thích Trung Quốc. Hắn ngồi ở ghế kế bên tài xế, không thắt dây an toàn, bên trên đầu gối còn đặt một chiếc hộp gỗ hình vuông, không biết trong hộp đó có gì nữa. Có cần đi theo sau không? Người phụ nữ miệng nhai kẹo cao su, nhìn vào bóng dáng của mấy người Tần Lạc hỏi. Không cần đâu, ánh mắt của người đàn ông cũng dừng trên đám người đó. Người bạn cũ của anh cũng ở phía trước, lẽ nào không cần tiến đến chào một câu sao? Người phụ nữ cười nói với giọng chế nhạo, vốn là người mà mình muốn giết vậy mà lại trở thành người được bảo vệ. Sát thủ biến thành vệ sĩ, anh ta đúng là một nỗi sỉ nhục trong giới sát thủ chúng ta. Ít nhất thì cho đến bây giờ, tôi và cậu ấy vẫn là bạn. Vì vậy mà cô tốt hơn cả nên tôn trọng cậu ấy một chút. Người đàn ông như một con sói chuẩn bị ăn thịt người nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, uy hiếp nói. Cái này thì tôi khó mà làm được, người phụ nữ không tỏ ra yếu thế nói. Có điều, cái chết của ngài An Toàn chắc hẳn là có liên quan đến tên Trung Quốc kia thì phải. Chúng ta bán nguồn tin này cho gia tộc An Toàn thì bọn họ liệu có cho chúng ta một cái giá ngon lành không nhỉ? Chương 706, một chuyện tốt và một chuyện xấu. Tần Lạc vốn dĩ định ăn xong bữa cơm trưa thì sẽ quay về thẩm mỹ viện Khuynh Thành quốc tế cùng bàn bạc với mấy người Kim Đức Thụy, Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền về sáng kiến cho việc quảng cáo lần hai, nhưng đột nhiên lại nhận được một cú điện thoại đã thay đổi lịch trình của hắn. Thư ký của Thái Công Dân là hậu vệ Đông gọi cho hắn, nói là Thái Bộ trưởng có việc muốn bàn với hắn. Những người khác thì có thể không nể mặt, nhưng đối với Thái Công Dân thì không thể khước từ. Tần Lạc có một cảm tình vô cùng phức tạp với Thái Công Dân. Không chỉ coi ông ta là cấp trên của mình và là một chỗ dựa vững chắc, mà còn coi ông như một bậc trên đáng để mình kính trọng. Ông ấy không khác gì những ông già như ông nội, ông của Lâm Hoán Khuê hay Vương Dưỡng Tâm cả, đều một lòng vì lợi ích của nhân dân, đất, vì sự sinh tồn của con cháu mai sau. Trong mắt của rất nhiều người thì những ông già này đúng là cổ hủ đáng cười, nhưng trong lòng Tần Lạc thì lại coi bọn họ như bảo bối. Sau khi cáo biệt Kim Đức Thụy và mấy người khác thì Tần Lạc liền ngồi lên chiếc xe mà đại đầu lái tới, đi thẳng đến khách sạn Kim Tinh. Vừa rồi hậu vệ Đông nói trong điện thoại là Bộ trưởng Thái Công Dân mời khách đến khách sạn này ăn trưa, nên buổi trưa cũng nghỉ ngơi luôn ở đây. Khi Tần Lạc đến, thì hậu vệ Đông đã đứng đợi ở cửa khách sạn từ bao giờ rồi. Anh ta gầy hơn ngày trước một chút, nhưng lại tràn trề sinh lực cùng với đôi mắt sáng quắc. Nhìn thấy Tần Lạc tiến lại thì anh ta bước nhanh đến trước mặt Tần Lạc rồi giơ tay ra, cười nói, Tần huynh đệ, lâu lắm không gặp, cuộc sống của cậu ngày càng tốt đẹp thì phải. Hậu đại ca không phải cũng thế sao? Tần Lạc cười nói, hắn nhìn ra được, hậu vệ Đông không còn cẩn thận dè dặt như khi vừa mới đảm nhiệm chức thư ký của Bộ trưởng Thái Công Dân ngày trước nữa. Cử chỉ hành động đều thoải mái, tùy ý hơn nhiều, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ tôn trọng đối với hắn. Tôi làm sao mà so bì với cậu được? Một ngày 24 giờ mở điện thoại cho lãnh đạo. Lãnh đạo làm việc thì tôi cũng làm việc, lãnh đạo nghỉ ngơi thì tôi vẫn phải làm việc. Còn chưa đến một năm mà chị dâu của cậu nói là tôi đã gầy đi cả mấy cây di rồi đấy. Hậu vệ Đông buông tay Tần Lạc ra, sau đó giơ tay mời hắn bước vào trong thang máy. Trái tim lúc nào cũng phong phú, dồi dào. Tần Lạc cười nói, anh xem Minh Hạo bây giờ không phải cũng có một cuộc sống rất tốt đó sao? Minh Hạo là thư ký trước của Thái Công Dân, và cũng là một người bạn tri kỷ của Tần Lạc, bây giờ đã được chuyển đến làm trưởng phòng y tế của Yến Kinh. Đây là một chức vị vô cùng trọng yếu, là mục tiêu phấn đấu của tất cả các thư ký. Hậu vệ Đông biết Minh Hạo là ai, liền thở dài một tiếng, nói, cố chịu đựng, rồi sẽ có một ngày đổi đời thôi. Hơn nữa, Bộ trưởng Thái là một lãnh đạo rất có năng lực, đi theo ông ấy có thể học thêm được vô số thứ. Tần Lạc biết câu nói này của anh ta là khiêm tốn. Không nói đến chuyện được chuyển đi nơi khác làm chức ưng ý, mà với cái chức thư ký của Phó Bộ trưởng bây giờ của anh ta thì cũng chẳng ai dám xem thường cả. Bộ trưởng Thái trưa nay không nghỉ ngơi sao? Tần Lạc hỏi. Trưa nay uống vài ly với khách, nên đã nghỉ một lúc rồi. Hậu vệ Đông nói tiếp, ông ấy bảo tôi xuống đây đón cậu, đợi cậu đến rồi thì gọi ông ấy dậy. Đừng, bộ trưởng lớn tuổi rồi,
để ông ấy nghỉ ngơi cho tốt đi. Tần Lạc ngăn hậu vệ Đông định đi vào thông báo lại, nói. Hậu vệ Đông nhìn Tần Lạc một cái, thầm nghĩ, thảo nào cậu ta được lãnh đạo yêu quý, ủng hộ. Cậu ta không những y thuật cao minh mà còn rất chín chắn, cẩn thận trong chuyện xử lý công việc nữa. Nếu là những người khác thì bọn họ nhất định cũng sẽ khuyên mình không nên vào quấy rầy lãnh đạo nghỉ ngơi, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ nói rằng, bộ trưởng Thái trăm công nghìn việc, bận tối mắt tối mũi suốt ngày rồi, khó khăn lắm mới có thể dành ra chút thời gian để nghỉ ngơi, chúng ta không nên vào quấy rầy ông ấy. Người khác coi lãnh đạo như một lãnh đạo, còn cậu ấy thì coi lãnh đạo như bề trên của mình. Tất nhiên là hậu vệ Đông cũng biết cậu ta và bộ trưởng Thái đối xử với nhau quả thật là không giống thuộc hạ đối với cấp trên chút nào, mà giống với hai ông cháu hòa hợp và tin tưởng lẫn nhau nhiều hơn. Thế chúng ta đi sang bên cạnh tìm một phòng để uống trà nhé. Hậu vệ Đông cười nói, để cho khách đứng ở hành lang thì không ra làm sao cả. Lãnh đạo mà tỉnh dậy thì chắc chắn sẽ phê bình tôi mất. Anh ta là một thư ký của bộ trưởng, mặc dù không thể có một phòng hạng tổng thống dành riêng cho mình như bộ trưởng Thái được, nhưng cũng có một căn phòng điều kiện không tồi chút nào. Được, Tần Lạc gật đầu nói. Hắn cũng không khách khí gì với hậu vệ Đông cả vì hắn biết đôi khi quá khách khí với người khác thì sẽ làm cho người ta cảm thấy có gì đó xa lạ. Tần Lạc càng thoải mái, tùy ý bao nhiêu thì hậu vệ Đông lại càng cảm thấy vui vẻ bấy nhiêu vì đứng trên lập trường của hai người mà nói thì anh ta hy vọng có một mối quan hệ tốt với Tần Lạc hơn là Tần Lạc hy vọng có mối quan hệ tốt với anh ta. Chúng ta thường nói, một vị lãnh đạo thành công thì cần phải dùng đúng người. Nhưng nếu vị lãnh đạo đó không những dùng đúng người, mà còn dùng người thân thiết nhất bên cạnh mình, thì sao nhỉ? Vừa mới đun sôi nước lên, còn chưa kịp pha trà thì chiếc điện thoại bên người hậu vệ Đông lại reo lên. Vệ Đông, Tần Lạc đã đến chưa? Giọng nói chính trực, khỏe mạnh của Thái công dân truyền tới, đến cả người ngồi đối diện là Tần Lạc cũng nghe được rất rõ. Người có giọng nói to, rõ, vang thì cơ thể cũng khỏe mạnh. Mặc dù điều này không thể dùng cho bất kỳ người nào, nhưng với sự hiểu biết của Tần Lạc về Thái công dân thì ông rất phù hợp với nó. Đến rồi à, Tần Lạc nói là không muốn quấy rầy lãnh đạo nghỉ ngơi, nên em đã dẫn cậu ấy về phòng em uống chén trà. Bây giờ em sẽ mời cậu ấy qua đó luôn chứ à? Hậu vệ Đông nói với giọng dè dặt nhưng lại hết sức gần gũi. Bảo cậu ấy qua đây đi, nói xong ông liền cúp điện thoại. Bộ trưởng bảo cậu tự qua bên đó, hậu vệ Đông cười nói. Thái công dân nói là, bảo cậu ấy qua đây đi, chứ không phải là, dẫn cậu ấy qua đây, nên anh ta liền không tiện đi theo qua bên đó. Là một thư ký, nếu không hiểu ý trong lời nói của lãnh đạo thì quả là thất bại. Đừng nói đến chuyện thăng quan tiến chức, mà e rằng sẽ sớm bị lãnh đạo đạp phăng đi từ lâu rồi. Không sao, tôi nhớ đường mà, Tần Lạc đùa giỡn nói. Hắn không phải là lần đầu tiên đến khách sạn Kim Tinh để gặp Thái công dân. Vì vậy mà không hề lạ lẫm gì đối với phòng làm việc của Thái Bộ trưởng. Vừa gõ hai tiếng thì bên trong đã truyền ra tiếng mời vào rồi. Thái công dân đang ngồi pha trà, thấy Tần Lạc bước vào thì vẫy vẫy tay với hắn, nói, vào ngồi đi. Cảm ơn Bộ trưởng, Tần Lạc bước đến đối diện Thái công dân rồi ngồi xuống, như thế thì mới thuận tiện cho việc nói chuyện của hai người. Cậu không quấy rầy tôi nghỉ ngơi thì tôi lại quấy rầy cậu uống trà. Trà ở chỗ vệ Đông cũng giống như của tôi thôi, nhưng kỹ thuật pha trà của cậu ấy thì không thể bằng tôi được. Trong lúc nói thì Thái công dân đã bưng đến một ấm trà bằng sành rồi chuẩn bị rót trà cho Tần Lạc thưởng thức. Bộ trưởng, tôi không dám nhận đâu. Để tôi làm cho, Tần Lạc đưa tay ra định cướp lấy chiếc chén từ trong tay Thái công dân. Nào, thử xem trình độ của tôi thế nào nào. Cậu là người miền Nam, chắc không lạ gì với nghệ thuật uống trà, phải không? Thái công dân giơ tay ngăn lại. Đòi bằng được phải tự mình tiếp đãi khách, điều này làm cho Tần Lạc gai hết cả chân tay. Ông già này tìm mình chắc chẳng phải là việc gì tốt lành cũng nên. Tần Lạc đến từ miền Nam, mặc dù chẳng nghiên cứu gì nhiều về nghệ thuật uống trà, nhưng bị ảnh hưởng từ ông nội, nên cũng khá hơn rất nhiều những người mới nhập môn. Nghệ thuật uống trà không phải là chỉ một loại lá trà hay tên một loại trà, mà là kỹ xảo của cách pha trà. Nó được gọi là nghệ thuật uống trà, là do cách pha trà rất được xem trọng. Khi thao tác thì cần đến một thời gian nhất định, thời gian đó là cả một kiến thức cao siêu. Thưởng thức trà cũng cần phải có học vấn thì mới thưởng thức được ra hương vị của nó. Mà thưởng thức trà lại là bước được xem trọng nhất trong toàn bộ các bước của nghệ thuật uống trà, từ thưởng thức màu trà, vị trà, hương trà đến ngửi, uống, nghiền ngẫm. Một cao thủ trong làng trà đạo chỉ với một việc như vậy thôi cũng hao phí cả nửa ngày trời rồi.
nếu Bộ trưởng Thái bảo hắn thưởng thức, thì hắn cũng chỉ biết cố tỏ ra là phong nhã thưởng thức một phen thôi. Khi nâng tách trà lên thì ngửi mùi hương của nó trước, sau đó nhìn màu, tiếp sau đó thì nhấp một ngụm, nhưng lại không được lập tức nuốt luôn mà phải để nó từ từ lên men ở trong miệng cho đến khi cảm nhận thấy mùi vị và hương thơm của nó thì mới nuốt xuống. Một cảm giác ấm áp tràn ngập toàn thân, như thể vừa uống một loại rượu ngon vậy. Mùi vị thật tuyệt, uống vào rồi mà vẫn còn ngửi thấy mùi thơm nữa. Tần Lạc cười nói, Thái công dân nghe vậy liền bật cười vui vẻ. Ông thấy Tần Lạc rất hợp với ông trong khoản uống trà này. Tần Lạc lại nhìn Thái công dân một cái rồi nói, Bộ trưởng. Có việc gì Bộ trưởng cứ trực tiếp nói ra đi. Sao cậu lại biết là tôi gọi cậu đến là có việc vậy? Thái công dân dường như nhã hứng uống trà không hề suy giảm, vẫn tiếp tục khảo hạch Tần Lạc. Tôi còn biết Bộ trưởng muốn tôi đi xa nữa cơ. Tần Lạc cười khổ nói. Ồ, Thái công dân càng cảm thấy hứng thú hơn. Từ đâu mà biết được thế? Nghệ thuật uống trà có rất nhiều loại. Bộ trưởng lại chọn cho mình, triều quân đến biên cương xa xôi. Như vậy không phải ý Bộ trưởng là muốn phái tôi đi xa hay sao? Tần Lạc giải thích nói. Uống trà thường dùng để tiếp đãi bạn bè, nối lại tình cảm, hàn gắn những gì đã dạn vỡ, làm cho người ta thổ lộ tâm tình với nhau. Đây cũng là hàm ý của triều quân đến biên cương xa xôi, cũng có nghĩa cùng tôn trọng, trân trọng lẫn nhau. Thái công dân dùng điển cố này để nói lên tâm tình của mình. Tần Lạc nếu hiểu được điển cố này thì tất sẽ hiểu được ngụ ý của Thái công dân. Ha ha ha, hay lắm, thật không ngờ cậu còn trẻ vậy mà. Thái công dân vô cùng mãn nguyện nhìn Tần Lạc nói, uống trà vốn là một nghệ thuật lâu đời, cũng là quốc bảo. Nó giống với trung y, đều là những thứ vô cùng quý giá mà ông cha đã để lại cho chúng ta. Tất cả đều không được thất truyền. Nhất định là sẽ không để thất truyền rồi. Tần Lạc gật đầu nói. Hắn biết rằng chỉ một mình hắn thì không đủ để làm nên chuyện gì, nhưng ít ra thì hắn cũng đã cố gắng hết sức mình. Sức lực nhỏ nhoi của hắn như một đốm lửa nhỏ, nhưng nếu cần nó cũng có thể đốt được cả một thảo nguyên rộng lớn. Tốt lắm, Thái công dân gật đầu nói. Lần này có hai tin muốn nói cho cậu biết, một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước vậy? Tin tốt trước, Tần Lạc cười nói. Cậu sau khi lập được nhiều công trạng, nhất là đại công mở đường sống cho trung y tại Paris, thì trên bộ cũng đã bàn bạc và đưa ra quyết định ban thưởng cho cậu. Thái công dân nhìn sang Tần Lạc cười nói, cậu có muốn làm quan không? Làm quan, Tần Lạc sững người nói. Cái này, quả thật là hắn chưa bao giờ nghĩ tới cả. Chương 707, bây giờ em bắt đầu cảm thấy nhớ anh rồi. Làm quan, Tần Lạc kinh ngạc nhìn Thái công dân hỏi. Người Trung Quốc có câu, muốn là một người đàn ông tốt thì phải làm quan. Tần Lạc đúng là có rất nhiều mơ ước, nhưng từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ là hắn muốn làm quan cả. Đúng vậy, Thái công dân gật đầu nói. Cái này trên bộ người ta cũng đã bàn luận rất lâu rồi. Bây giờ hội trưởng của công hội Trung Y cũng đã là một cán bộ cấp trung ương rồi. Do vậy mà cấp độ cũng không hề thấp. Công hội Trung Y tuy hoạt động dưới hình thức tư nhân, nhưng nói cho cùng thì nó vẫn thuộc đơn vị của nhà nước. Tần Lạc đưa mắt lên nhìn Thái công dân nói, Thái Bộ trưởng. Công hội Trung Y không chỉ là mơ ước của riêng tôi, nó còn hàm chứa cả tâm huyết của ông nữa. Chính sự giúp đỡ nhiệt tình của ông công hội Trung Y mới có được như ngày hôm nay. Tôi tuy là một hội trưởng, nhưng ông mới chính là người đưa đường dẫn lối, mở đường cho công hội Trung Y. Ông nghĩ rằng tôi hiện giờ nên lựa chọn ra sao đây? Tần Lạc không có cách nào để trả lời câu hỏi này. Hắn chuẩn bị đưa câu hỏi hóc búa này cho chính Thái công dân trả lời. Ông ta tuy là một người vô cùng công minh chính trực, nhưng nói cho cùng thì ông ta cũng đã lăn lộn ở chốn quan trường bao nhiêu năm nay. Chính vì vậy mà những điều lệ, luật ngầm ở bên trong thì ông đều có cái nhìn sâu sắc hơn Tần Lạc rất nhiều. Thái công dân nghe vậy liền chỉ vào Tần Lạc, cười nói, cậu láu cá thật. Tôi nghĩ cậu trực tiếp từ chối như vậy là sợ có người nói cậu tham quyền hay sao? Đúng là có phần lo lắng về vấn đề này. Tần Lạc đáp, khi công hội Trung Y thành lập thì đã xác định rõ khuynh hướng là nhà nước và tư nhân cùng đầu tư khống chế cổ phiếu rồi. Nếu như nhà nước có cử người đến cai quản thì tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Thái công dân nghe vậy liền gật gật đầu nói, đúng vậy. Khi trước thành lập công hội Trung Y có nhiều người đã cười vào mũi chúng ta. Bây giờ công hội Trung Y đang phát triển mạnh mẽ theo đúng quỹ đạo của nó thì lại có người muốn nhảy vào để hưởng lợi. Cậu cứ yên tâm, chỉ cần tôi còn sống thì tôi nhất định sẽ không để cho bất kỳ một viên quan chức nhà nước nào chen chân vào được trong này. Ngoại trừ khả năng cậu đồng ý đảm nhiệm chức quan này. Tôi không thích làm quan,
Tần Lạc thành khẩn đáp, tuy Thái công dân nói rất hàm xúc nhưng hắn đã đánh hơi thấy nguy hiểm, bộ trưởng, tôi bây giờ đang rất tự do. Chính vì vậy mà phong cách làm việc của tôi cũng khá tùy tiện, nên cũng không lo làm ảnh hưởng gì đến đất nước. Nếu như ngày trước tôi mà làm quan thì mọi việc ở Hàn Quốc, Paris đã không thuận lợi kết thúc như vậy rồi. Nếu tôi mà vào cơ chế nhà nước thì tôi sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Tôi không phải là người tham quyền đoạt lợi, tôi chỉ muốn công hội trung y của tôi không phải chịu những gò bó không cần thiết. Tôi hy vọng nó có thể đi vào thị trường, tiếp nhận những sự kích thích và quản lý từ thị trường. Chỉ có như vậy công hội trung y mới có thể tồn tại, mới có thể phát triển. Thái công dân lúc này liền bưng cốc trà lên, hai mắt sáng rực nhìn Tần Lạc nói, cậu không muốn làm thì thôi không làm nữa. Tôi giúp cậu từ chối là cùng chứ gì. Bộ trưởng, ông làm như vậy thật là ngại quá, tôi lại làm khó ông rồi. Tần Lạc cảm kích nói. Làm việc gì mà chẳng có cái khó của nó. Thái công dân khoát khoát tay nói. Cậu cũng có cái khó của mình, tôi biết cậu muốn làm những cái mà cậu muốn làm. Cậu cứ cố gắng hết mình là được, tôi ủng hộ cậu. Tôi sẽ không làm bộ trưởng phải thất vọng đâu. Tần Lạc nghiêm túc nói. Xin được dùng trà thay rượu, chúc bộ trưởng một chén. Cậu còn khách khí với tôi làm gì? Thái công dân và Tần Lạc cùng chạm cốc rồi cười nói, được rồi. Nói tin tốt rồi, bây giờ tôi nói tin xấu cho cậu biết. Tin lúc nãy mà được gọi là tin tốt sao? Tần Lạc trợn tròn mắt kinh ngạc, tin xấu là tin gì vậy? Lẽ nào mình bị cách chức hội trưởng công hội trung y hay sao? Thái công dân đứng thẳng người dậy đi ra bàn làm việc, cầm một tập văn kiện lại, nói, cậu nói không sai, tôi đang định mời cậu đi xa một chuyến. Đây là công hàm vừa mới phát tới của Bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển. Họ mời Bộ Y tế của chúng ta phái một người đến Thụy Điển giao lưu. Dĩ nhiên công hàm còn nhắc tới đích danh Tần Lạc, nghe nói cậu có quan hệ rất mật thiết với Vương tử Philip thì phải. Cũng tạm tạm, Tần Lạc tự chát vàng lên mặt mình, nói, thật ra chỉ là một người bạn của tôi có quan hệ mật thiết với Vương tử mà thôi. Một người bạn? Tôi nghĩ người này Bộ trưởng cũng biết, đó là Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc giải thích, việc này chẳng có gì phải giấu người khác cả. Ồ, Thái công dân gật đầu nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Cái này tôi hiểu, cậu đi Thụy Điển có thể dẫn cô ấy đi theo cũng được. Cứ để cậu phải chạy đi chạy lại như vậy tôi cũng thấy ái ngại. Bộ trưởng, tôi còn chưa đồng ý cơ mà. Tần Lạc nói, tôi đã đồng ý thay cho cậu rồi. Thái công dân cười nói. Thái công dân thở dài nói, tuy cậu có những thành tựu khá lớn khi ở Paris. Mở ra được con đường mới. Nhưng ở châu Âu thì tình hình nghiêm cấm trung y vẫn vô cùng nghiêm trọng. Nếu như cậu có thể đoạt được sự tín nhiệm của các quan chức Thụy Điển thì chắc chắn sẽ gây tiếng vang lớn đấy. Tần Lạc, tình hình vẫn vô cùng cam go. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào cả. Nhắc tới hiện trạng của trung y thì tâm trạng của Tần Lạc bỗng nhiên cảm thấy nặng trĩu. Bộ trưởng, tôi đã hiểu rồi. Hoàng gia Thụy Điển mời đại biểu trung y đến giao lưu đối với tôi mà nói thì đây là một tin tức tốt lành. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này quảng bá trung y, tôi sẽ đem theo người qua đó. Tôi biết thế nào cậu cũng không từ chối mà. Thái công dân nói, cậu chịu khó vậy nhé. Bộ trưởng cứ an tâm, tôi hiện giờ vẫn đang làm những thứ mà tôi muốn làm. Tần Lạc nói, vẫn theo quy tắc cũ, đoàn đại biểu sẽ do cậu đích thân chọn lựa, bọn họ cũng không giới hạn số người. Cậu cứ việc chọn bất kỳ ai mà cậu muốn. Tôi sẽ gọi cho Go đến. Cậu ta cũng đã đi theo tôi mấy lần rồi. Tôi thấy cậu ta là người khá vững vàng. Cậu là báu vật của toàn quốc. Tôi không muốn cậu có bất kỳ một nguy hiểm nào cả. Tần Lạc một lần nữa cảm thấy vô cùng cảm kích Thái công dân. Hắn sau đó bàn bạc thêm với ông ta về thời gian xuất phát cũng như những điểm cần chú ý khi tới Thụy Điển. Sau đó hắn mới cáo từ ra về. Tiếp đó Tần Lạc liền cáo từ hậu vệ đông ngay ở tầng 1 của khách sạn Kim Tinh, rồi mới chui vào xe của đại đầu. Hai người chuẩn bị một chút, một thời gian nữa đi cùng tôi đến Thụy Điển. Tần Lạc nói. Đi Thụy Điển, Giê-xu vội nói, tại sao trong lúc này anh muốn đi khỏi Trung Quốc hả? Anh nên biết rằng chỉ có ở Trung Quốc anh mới an toàn nhất. Giê-xu và một số thành viên trong Long Tức cũng đã tiếp xúc qua một vài lần nên hắn biết năng lực của những người này vô cùng khủng khiếp. Có Long Tức bảo vệ thì cho dù là kiếm khách cũng không thể nào làm gì nổi Tần Lạc cả. Vậy nhưng nếu Tần Lạc mà đi Thụy Điển thì, có thể đem theo đám người trong Long Tức không? Tần Lạc nghe vậy cười nói, anh là vệ sĩ của tôi. Anh không có sự lựa chọn nào cả mà chỉ biết tuân lệnh mà thôi. Tôi không đi có được không? Giê-xu cười khổ,
hắn chạy đến đây đi theo Tần Lạc hoàn toàn là muốn chạy thoát khỏi kiếm khách và các tập đoàn sát thủ khác. Nếu như mà đi Thụy Điển thì hắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Được chứ, Tần Lạc gật đầu nói. Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi. Tôi chúc anh may mắn. Giê-xu vui vẻ nói, hắn thầm nghĩ tên này cũng khá dễ nói chuyện đấy chứ. Tôi cũng chúc anh may mắn. Tần Lạc nói, nếu như tôi 2-3 tháng mà vẫn không về thì anh nhớ tới Thụy Điển tìm tôi. Nếu không thì thuốc độc sẽ phát tác và anh sẽ. Còn nếu như tôi không về được nữa thì thành thật xin lỗi anh. Giê-xu tự thấy hắn cảm ơn Tần Lạc đã quá sớm. Đúng là thằng Trung Quốc gian manh. Trên đường cao tốc tới sân bay, một chiếc Mercedes-Benz màu đen đang phóng như bay trên đường. Vương Cửu Cửu nằm trong lòng Tần Lạc không nói câu nào mà chỉ ôm chặt lấy cổ của hắn. Anh sắp tắt thở tới nơi rồi đây này. Tần Lạc cười nói, hắn luồn tay ra ôm lấy vai của Vương Cửu Cửu. Thân hình của nàng tỏa hương thơm ngào ngạt bay vào mũi của hắn. Đây không phải là mùi thơm của nước hoa mà là mùi thơm quyến rũ của cơ thể một người phụ nữ. Ai bảo anh tối hôm qua không tới tìm em? Vương Cửu Cửu trách móc nói. Anh không biết là hôm nay em sẽ đi. Tần Lạc cười khổ nói. Thủ tục cũng đã làm xong rồi sao? Bạn bè trong lớp cũng từ biệt hết rồi à? Làm thủ tục lẽ nào khó khăn lắm sao? Em không phải đến đó để làm lãnh đạo mà chỉ làm lính, làm tốt mà thôi. Trường cũng không cho em thôi học, chắc họ không nỡ. Vương Cửu Cửu ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc nói. Tuy là anh không ở đấy nữa nhưng em vẫn cảm giác được là anh vẫn còn ở đó. Anh cũng đã từ chức ở đó đâu. Tần Lạc nói, anh cũng chỉ là không lên lớp dạy nữa thôi, trường vẫn giữ chỗ cho anh. Có khi mấy hôm nữa anh sẽ quay về trường dạy cũng nên. Ai, tiếc là em không được trông thấy. Vương Cửu Cửu nói, mấy bạn trong lớp thật là hạnh phúc, em sẽ bảo Tiểu Hoa quay video clip lại rồi gửi cho em. Chấm móc lửng, Tần Lạc nghe vậy thầm nghĩ, Vương Cửu Cửu đúng là fan ruột của hắn không hơn không kém. Tần Lạc lúc này liền ngoái đầu ra nhìn một chiếc xe đi phía sau, nói, lần này Lôi Diệu Dương sẽ đi cùng em đến Dương Thành. Anh cũng đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy rồi. Em đến đó nghỉ ngơi trước một thời gian, chờ đến khi sức khỏe của Lôi Diệu Dương khỏi rồi thì anh sẽ tìm đến anh ta có chuyện. Hai người bọn em khi xuống sân bay sẽ có người đến đón, cậu ấy tên là Hạ Dương. Cậu ấy là bạn của anh, em có chuyện gì thì cứ việc tìm tới cậu ta đừng khách khí gì cả. Còn nữa, quên chưa nói với em. Ông của cậu ấy là người cầm đầu trong khu quân đội đó. Do vậy mà em cũng chẳng sợ bị ai bắt nạt đâu. Còn lâu em mới sợ, Vương Cửu Cửu nói. Khi đến sân bay đã có người đi lo hết các thủ tục cho Lôi Diệu Dương và Vương Cửu Cửu rồi. Vương gia vô cùng xem trọng lần đi này của Vương Tiểu Thư, nên đã phái hai cao thủ đưa nàng tới tận Dương Thành. Cảm ơn, Lôi Diệu Dương nắm lấy tay Tần Lạc cảm kích nói. Anh đừng khách khí, Tần Lạc vỗ vỗ vào vai của Lôi Diệu Dương nói. Đến đó chịu khó tính dưỡng, chuyện của anh tôi sẽ lo cho. Nếu muốn tôi làm gì anh cứ việc nói. Lôi Diệu Dương nói, hắn ta vốn định nói, tính mạng của tôi bây giờ thuộc về anh, nhưng lại biết Tần Lạc không thích nghe những lời như vậy. Vì thế mà hắn ta mới đổi giọng, nói như vậy. Được rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Vương Cửu Cửu lúc này vẫn ôm dịt lấy tay của Tần Lạc không nỡ buông ra nhưng thời gian lên máy bay đã tới. Nàng khó khăn lắm mới rời khỏi cánh tay của hắn mà đi vào trong. Em đi đây. Ừ. Nhớ gọi cho em nhé. Anh sẽ gọi, Tần Lạc gật gật đầu nói. Phải nhớ tới em đấy. Vương Cửu Cửu ngẩng mặt lên nói. Anh sẽ nhớ. Nhưng em bắt đầu cảm thấy nhớ anh rồi. Làm thế nào đây? Vương Cửu Cửu hai mắt rưng rưng nói. Chương 708, bị người ta hãm hại. Khi xe rẽ vào trong khu dân cư Hoa Hồng thì Lý Đằng Huy và Trương Mẫn đã đứng chờ ở ngoài cổng. Thấy xe của Tần Lạc dừng lại thì cả hai cùng nhanh chân bước tới nghênh đón. Tần Lạc mở cửa bước xuống xe rồi bắt tay Lý Đằng Huy nói, mọi người đều là bạn bè với nhau mà, không cần phải khách khí như vậy. Ai, tôi là một người cha không tốt, tuy là cũng đoán ra được có người đứng đằng sau giở trò đuổi bác sĩ đến khám bệnh cho Hy Dung và Hy Vũ mà Trương Mẫn mời tới, nhưng cũng không có cách nào đi truy cứu được cả. Hiện giờ mời một bác sĩ tài giỏi như anh đến chữa bệnh thì tôi dĩ nhiên phải đích thân ra đón anh để tỏ lòng biết ơn chứ. Tôi nghĩ đây cũng là trách nhiệm của một người cha phải làm. Lý Đằng Huy vô cùng khó xử nói. Câu nói này của ông ta có thể nói cho Tần Lạc nghe, mà cũng có thể là nói cho Trương Mẫn cùng nghe nữa. Quả nhiên, Trương Mẫn nghe xong mà mát lòng mát dạ. Bác sĩ ở thời buổi bây giờ có bao nhiêu kẻ hám lợi,
nhưng bọn họ mời được người bác sĩ đến chữa trị cho con gái bọn họ lại là một người bác sĩ không hề hám lợi chút nào. Mới đầu bọn họ đã nói ra rằng đây là căn bệnh nan y khó chữa nhưng vẫn có phương pháp để điều trị, nhưng đến lần sau khi bọn họ gọi cho bác sĩ hỏi han tình hình thì mấy vị bác sĩ kia lại nói bệnh tình con gái họ không thể chữa trị được rồi bảo họ đi tìm bác sĩ khác. Nếu mà chỉ một, hai lần thì có thể nói là duyên số nó vậy, nhưng nếu năm lần bảy lượt mà vẫn như thế thì đến cả thằng ngốc cũng biết được là bên trong chắc chắn có vấn đề. Lý Đăng Huy không phải là nhân vật Sheldon trong phim hài truyền hình của Mỹ. Ông ta là một thiên tài hóa học, vì hoàn cảnh gia đình của ông mà ông đối với những nhân tình thế thái đều rất am hiểu. Ông biết chắc chắn là Tần gia hoặc vợ ông đã đứng sau lưng ông mà giở trò. Lúc đó thì ông vẫn còn dựa dẫm vào Tần gia, nhưng thâm tâm ông vẫn có chút gì đó không cam tâm. Có những chuyện có thể làm nhưng lại không thể nói ra được, và ông cũng không đủ can đảm để thừa nhận với Tần Tung Hoành và Ngô Sương biết là ông có hai đứa con gái là Hy Dung và Hy Vũ. Nhưng tình cảnh bây giờ đã khác xưa rồi, ông đã thoát khỏi sự kiềm chế của Tần gia. Văn nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục đã tạo đà thuận lợi cho ông có một cơ sở riêng, tình cảm giữa ông và Ngô Sương cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Chính vì vậy mà ông đã đem hết tình cảm của ông dồn vào Trương Mẫn và hai người con gái. Trương Mẫn bây giờ cũng đã qua được cơn bí cực của cuộc đời, hiện giờ coi như đã danh chính ngôn thuận sống với Lý Đăng Huy. Tôi sẽ cố gắng, Tần Lạc nói. Hắn bây giờ vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị hữu hiệu nào cho Hy Dung và Hy Vũ cả, chính vì vậy mà chỉ nói kiểu úp úp mở mở, tôi giới thiệu cho hai người biết một bác sĩ chuyên gia tâm lý học hàng đầu thế giới, ngài David. Tần Lạc sau khi từ chối khám bệnh cho ông lão nhà Cửu gia xong thì Cửu Yên Mị liền đi mời, yêu tinh mắt xanh, David tới. Tần Lạc thấy vậy liền mời David tới giúp đỡ, nhưng thực chất là hắn cũng đã lôi kéo luôn người này về phía mình. Nhưng trước khi làm việc này hắn đã nói trước với Cửu Yên Mị rồi. Hắn tuy chẳng có cảm tình gì với những người đàn ông nhà họ Cửu, nhưng lại rất có cảm tình với những người con gái của dòng họ này. Sau mấy lần tiếp xúc hắn đều thu được rất nhiều thứ bổ ích, hơn nữa Cửu Yên Mị cũng là người duy nhất muốn đưa Lệ Khuynh Thành về ra mắt tổ tiên trong gia đình. Chỉ riêng điểm này thôi nàng cũng đã nhận được sự tôn trọng của Tần Lạc rồi. Lệ Khuynh Thành muốn quay về hay không là một chuyện, nhưng cũng phải nể mặt người ta đã chứ. Cửu Yên Mị nghe nói Tần Lạc có ý này xong thì lập tức không còn muốn ngăn cản hắn nữa mà chỉ ước định với hắn là hai ngày đến kiểm tra cho ông của nàng một lần mà thôi. Tần Lạc dĩ nhiên là cũng đồng ý ngay tức khắc. Lý Đăng Huy lúc này mới đưa mắt ra để ý người đứng sau lưng Tần Lạc, phát hiện sau lưng hắn là một người ngoại quốc đang mỉm cười tiến tới. Lý Đăng Huy liền chủ động đưa tay ra bắt rồi cười nói bằng tiếng Anh, ngài David. Tần Lạc tiên sinh đã giới thiệu với tôi về ngài. Anh ấy nói rằng ngài là một bác sĩ tâm lý giỏi nhất thế giới hiện nay. Gặp được ngài là một vinh dự lớn lao đối với tôi. Lý Đăng Huy cũng có rất nhiều năm sống kinh nghiệm ở nước ngoài nên tiếng Anh của ông cũng khá là nhuần nhuyễn. Điều này làm cho David cảm thấy vô cùng thoải mái và thân thiện. Anh quá khách khí rồi. Tôi cũng rất lấy làm vinh hạnh khi gặp anh, chỉ là tôi đến đây để học tập Tần Lạc tiên sinh. Anh ấy có rất nhiều ý nghĩ làm tôi vô cùng kinh ngạc và khâm phục. David ở Trung Quốc cây ết lâu rồi, do vậy mà cách hành xử của ông cũng rất Trung Quốc. Đến cả cái kiểu cách khách khí của ông cũng rất phù hợp với người Trung Quốc. Lý Đăng Huy nghe vậy liền bật cười ha hả nhìn Tần Lạc nói, đúng vậy. Tần Lạc tiên sinh là anh hùng dân tộc của chúng tôi, cũng là một trong những vị bác sĩ trung y giỏi nhất Trung Quốc. Được hai người tài giỏi như vậy chữa trị cho thì bệnh tình của con gái tôi chắc chắn sẽ được chữa khỏi thôi. David nghe vậy liền đưa tay lên khẽ nâng gọng kính, nói. Tôi vẫn còn chưa hiểu tình hình cho lắm, do vậy cũng chưa chắc là liệu có chữa trị được cho con gái của anh hay không. Còn nữa, tâm lý học là một thứ vô cùng huyền diệu. Cho dù anh có hiểu nguyên nhân căn bệnh nó phát tác ra sao nhưng cũng chưa chắc anh đã chữa trị nổi. Đây chính là điểm khác biệt giữa ngoại khoa và nội khoa. David nói xong liền đưa tay tự chỉ lên đầu mình, nói, trong này chứa đựng quá nhiều thứ mà tôi không thể nào kiềm chế nổi. Cái này thì tôi hiểu, Lý Đăng Huy gật đầu nói. Phiền hai người tận tâm giúp đỡ. Trương Mẫn thấy Lý Đăng Huy chỉ dùng tiếng Anh nói chuyện với David mà quên mất sự tồn tại của Tần Lạc nên vội tiến tới nói, anh mau mời khách vào trong dùng trà đi. Sau đó nhờ họ xem bệnh cho con gái ra sao chứ. Được rồi, Lý Đăng Huy gật đầu nói. Sau khi vào trong phòng khách thì Tần Lạc thấy nơi đây vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Hắn kinh ngạc hỏi, Hy Dung và Hy Vũ đâu nhỉ? Ở trên lầu, có người đang trông hai đứa nó. Trương Mẫn nói, có khách tới sợ chúng nó làm gì vô lễ.
Tần Lạc lúc này liền nghĩ tới lần đầu tiên hắn đến đây hai chị em nhà này liền cầm quần lót lên đùa giỡn, do vậy hắn chỉ cười cười chứ không hỏi thêm câu nào nữa. Ngồi trên sofa uống trà được một lúc thì Trương Mẫn lại dùng tiếng Anh nói cho David nghe về bệnh tình của hai đứa con gái. David nghe xong thì muốn gặp người bệnh luôn. Để tôi lên đưa bọn chúng xuống đây. Trương Mẫn nói, bà ta ngại không dám mời David và Tần Lạc cùng lên trên lầu xem bệnh bởi vì bà ta không dám chắc là hai đứa con của mình có mặc quần áo vào hay chưa nữa. Đi đi, Tần Lạc có thể hiểu được ý nghĩ của người phụ nữ đáng thương này nên hắn liền mỉm cười gật đầu nói. Được một lúc sau thì Trương Mẫn liền mỗi tay dỡ đứa con gái xuống dưới lầu. Cả hai đều có mặc quần áo nhưng trông vẫn rất xộc xệch, không cân đối. Những vết ướt trên áo như những bông hoa làm nổi bật thân hình phát triển đầy đặn của cả hai, đến cả bộ tóc cũng bị ướt nhẹp. Thật không biết cả hai cô gái này vừa làm trò gì ở trên gác nữa. Mẹ, con đang tắm mà, trời tối rồi, một đứa cố giằng khỏi tay của Trương Mẫn không chịu đi xuống. Bây giờ vẫn đang là trưa. Đến tối hắn tắm, Trương Mẫn cố gắng giải thích, bà đã quá quen với những hành động này của con gái mình. Nhưng con và Hy Dung đã nói rồi, bây giờ bọn con đều nhất trí là ban tối rồi, bọn con còn ăn tối rồi nữa cơ, cô ả cố gắng giải thích. Con cũng muốn tắm, cô con gái còn lại nghe vậy cũng cong môi lên nói. Mong ngài David đừng chê cười, Lý Đằng Huy ngượng ngùng nói, ông ta trông thấy con gái mình trong bộ dạng như vậy thì thầm cảm thấy đau đớn vô cùng. David lúc này cũng chỉ lắc lắc đầu ra ý không có gì phải ngại cả. Sau đó ông hỏi xem hai cô gái kia vừa nói cái gì vì David không hiểu tiếng Trung nên ông ta không hề hiểu được hai cô gái kia vừa nói cái gì. Lý Đằng Huy liền phiên dịch lại một lượt, sau đó đi đến kéo con gái mình ngồi xuống để cho hai vị bác sĩ cùng chuẩn đoán. Hy Dung trông thấy Tần Lạc ngồi ở đây thì bỗng nhiên im lặng hẳn. Gương mặt của nàng còn ửng đỏ lên rồi ngoan ngoãn ngồi xuống không hề tỏ ra nghịch ngợm gì nữa. Không những vậy, thi thoảng Hy Dung còn đưa mắt lên nhìn trộm Tần Lạc cứ như là một cô gái lần đầu tiên đi hẹn hò với bạn trai vậy. Chỉ có Hy Vũ lúc này thì trợn to mắt lên nhìn Tần Lạc nói, sao anh không đến thăm Hy Dung hả? Trong bụng của Hy Dung có em bé của anh rồi đấy. Tần Lạc lúc này vừa đưa tách trà lên môi, nghe Hy Vũ nói vậy thì suýt chút nữa sặc chết. Trương Mẫn thấy vậy vội đưa tay lên nắm chặt lấy tay Hy Vũ, tức giận nói, Hy Vũ không được ăn nói bậy bạ. Đấy là sự thật mà. Hôm đó Hy Dung bảo trong bụng khó chịu, con đưa tay lên sờ thấy nó động đậy. Chắc chắn là em bé sắp chui ra đến nơi rồi. Hy Vũ rất bực mình với thái độ của Trương Mẫn. Nàng thấy mình phải cãi cho bằng được mới thôi. Tần Lạc lúc này chỉ muốn đâm đầu vào tường mà thôi. Hắn chỉ là xem mạch giúp hai cô gái này, họ làm sao mà có thai được cơ chứ. Nếu mà vừa mới bắt mạch đã có thai thì y học trung y e rằng sẽ không có ai dám đi khám mất. Tần, anh thấy thế nào? David quay sang hỏi Tần Lạc. Lý Đằng Huy thấy vậy liền tự giác làm một người phiên dịch tình nguyện. Ông liền đem câu nói của David dịch cho Tần Lạc nghe và ngược lại. Vẫn giống với lần chuẩn đoán trước của tôi thấy tình hình của họ không thuộc về phạm trù của thần kinh. Mà nó thuộc vào một loại bệnh rất hiếm gặp, tôi đã xem qua nó trên một quyển sách có tên là Trí lực thuyên giảm thành trẻ thơ. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là bước phán đoán ban đầu của tôi mà thôi bởi vì tôi cũng không có cách nào để xác định được là bọn họ do tác động của ngoại giới mà thành hay là do các bộ phận nội bộ cơ thể kích thích, hoặc là não bộ có vấn đề mà thành bệnh nữa. Tần Lạc giải thích, cái này chỉ có thể dùng biện pháp bài trừ mà phán đoán thôi. David nói, đầu tiên chúng ta phải xác định xem bọn họ có phải đã từng bị thứ gì nghiêm trọng tác động hay không. Lý Tiên Sinh, trước khi bị phát bệnh bọn họ có bị cái gì tác động ghê gớm không? Không, Lý Đằng Huy lắc lắc đầu nói. Có, Trương Mẫn đột nhiên nói chen vào. Có, Tần Lạc nghi ngờ nhìn Trương Mẫn hỏi, sao bà lần trước không nói cho tôi biết vậy? Trương Mẫn nghe vậy ngượng ngùng biết lỗi, nói, tôi cũng vừa mới biết chuyện đó. Ngày trước tôi và bạn của mình đi ra ngoài chơi thì thường hay đem theo Hy Dung và Hy Vũ. Có những lúc việc làm ăn bận rộn quá thì liền bảo người chị em thân thiết chăm sóc giúp. Hôm qua bạn tôi đến chơi thì chẳng may lỡ lời nói ra. Tôi liền gặng hỏi thì mới biết lần trước khi cô ấy đưa Hy Dung và Hy Vũ đi shopping, lúc cô ấy vừa từ trong nhà vệ sinh ra thì không phát hiện Hy Dung và Hy Vũ đâu nữa. Khi đó cô ấy rất lo lắng liền cho người đi tìm, kết quả là nửa giờ đồng hồ sau thì phát hiện Hy Dung và Hy Vũ đang ngồi khóc. Cô ấy có hỏi cả hai đứa vừa đi đâu nhưng bọn chúng lại không chịu nói, chỉ lắc đầu mà thôi. Cô ấy bảo may mà tìm thấy hai đứa, nhưng vì sợ tôi giận nên giấu không cho tôi biết chuyện này.
Trương Mẫn vừa mới dứt lời thì ánh mắt của bà hiện lên một sự căm hận, nhìn thẳng vào Lý Đằng Huy nói, Hy Dung và Hy Vũ sau lần đó thì bệnh rất nặng. Chúng nó sốt lên đến hơn 39 độ, vì hai đứa là chị em sinh đôi nên khi một đứa bị bệnh thì đứa kia cũng bị theo, chính vì vậy mà tôi cũng không chú ý gì cho lắm. Bây giờ nhớ ra thì chắc chắn bọn chúng đã bị ai đó hãm hại rồi. Bị người ta hãm hại, đây không phải là một vấn đề đã quá rõ ràng rồi sao? Chương 709, khoa học giết người. Có chuyện như vậy sao? Lý Đằng Huy cũng nổi giận đùng đùng. Sao em không nói cho anh biết sớm? Nói cho anh thì giải quyết được gì? Anh có thể làm được gì chứ? Trương Mẫn cười nhạt nói. Không phải bà đang đổ cái tức lên đầu của Lý Đằng Huy mà là nhằm vào cái người đứng sau lưng sai khiến làm cái việc xấu xa này. Dĩ nhiên, kẻ đó rất có thể là có quan hệ mật thiết với Lý Đằng Huy. Lý Đằng Huy cảm thấy nghẹn hết cả cổ họng, liền uống một hớp nước cho bình tĩnh trở lại rồi mới nói, không phải hôm qua em cũng mới biết đó sao? Nếu anh mà sớm biết được có chuyện như thế này xảy ra thì anh đã sớm phân rõ ranh giới với bọn họ rồi. Dù sao thì bây giờ ông ta đã tách hẳn mối quan hệ với Tần gia, khi nói lời này ông ta cũng không đủ tự tin cho lắm. Giả sử sớm biết được chuyện này thì liệu có nói câu này hay không cũng khó mà biết được. Anh cũng đã biết được những chuyện xảy ra rồi mà cũng có thấy anh làm gì cho Hy Dung và Hy Vũ đâu. Trương Mẫn phản bác lại nói. Chuyện cũng đã qua rồi mà. Lý Đằng Huy cảm thấy đau đầu nói. Xem ra những việc này sẽ được người phụ nữ này nhớ cả đời cho mà xem. Bây giờ chúng ta xem xét làm thế nào để có thể trị khỏi cho con gái chứ nói đến mấy cái này thì có tác dụng gì đâu. Bác sĩ Tần, vậy bây giờ phải làm thế nào? Trương Mẫn quay ra nhìn Tần Lạc nói, sắc mặt cũng đã hài hòa hơn nhiều. Bà cũng không đủ dũng khí để quay ra hậm hực với Tần Lạc. Gọi cho người bạn của chị đến đây, tôi muốn hỏi chị ấy một số chuyện. Tần Lạc nheo mắt nói, bây giờ xem ra thì Hy Dung và Hy Vũ đúng là bị người ta giở trò gì đó rồi. Chỉ có điều không hiểu là thuốc gì lại không làm cho người ta chết vì độc, mà lại khiến người ta biến thành đần độn thế này. Được, cô ấy cũng ở trong Hoa Hồng Viên. Để tôi gọi điện thoại bảo cô ấy đến đây. Trương Mẫn rất nghe lời của Tần Lạc, bà lập tức chạy đi gọi điện thoại cho người bạn của mình. Một lát sau bà quay lại nói, Vương Viên một lát nữa sẽ đến. Mọi người tiếp tục ngồi bàn bạc về bệnh tình của cặp chị em song sinh, chưa đến 10 phút sau thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Trương Mẫn đứng dậy bước ra đón, sau đó dẫn vào bên trong một phụ nữ có dung mạo trẻ đẹp. Khí chất cùng với cách ăn mặc của người phụ nữ này đều rất không tầm thường, chỉ có điều là khi bước vào đây thì có phần dè dặt, cẩn thận. Hiển nhiên là chị ta cũng biết mọi người tìm chị ta đến là vì cái gì. Đây là Vương Viên, Trương Mẫn chỉ vào người phụ nữ giới thiệu, sau đó lại quay ra Vương Viên rồi giới thiệu Tần Lạc và David với chị ta nhưng lại không hề giới thiệu Lý Đằng Huy. Xem ra bọn họ đã sớm quen biết nhau từ lâu rồi. Anh là Tần Lạc đó à? Vương Viên nhìn chăm chú Tần Lạc một hồi rồi kinh ngạc hỏi. Là tôi đây, Tần Lạc gật đầu đáp. Hả, đúng là anh à? Vương Viên càng thêm xúc động hơn nói. Giả mà như thật, thật mà như giả, Tần Lạc gật đầu nói. Chẳng lẽ lại gặp phải, fan của mình rồi sao? Quả nhiên, Vương Viên liền ngồi ngay xuống cạnh Tần Lạc vui vẻ nói, trời đất. Không ngờ lại là anh thật, tôi xúc động quá, anh biết không, tôi thích anh lắm đó. Mỗi một cái video clip của anh tôi đều xem qua hết rồi. Mỗi một việc làm hay một lời nói của anh tôi đều nhớ cả. Khi anh bị đánh ở Paris thì tôi chỉ muốn cầm dao sang thẳng đấy cho mỗi tên đó một nhát mà thôi. Bạn bè tôi cũng đều rất thích anh, lát nữa anh ký tên cho tôi nhé. Được, không có vấn đề gì, là một thần tượng, Tần Lạc bất kể ở đâu. Làm gì hắn đều giữ nguyên vẻ phong độ cho mình. Có điều, tôi có thể hỏi chị vài câu hỏi trước được không? Tất nhiên được rồi, Vương Viên lập tức đáp lại không suy nghĩ. Anh hỏi đi, anh hỏi gì cũng được. Khi chị đưa Hy Dung và Hy Vũ ra ngoài thì hai cô ấy đã từng bị mất tích, phải không? Tần Lạc tung ra câu hỏi đầu tiên, hai mắt không khỏi liếc nhìn một lượt người phụ nữ có tên Vương Viên ở trước mặt này. Nàng ta đẹp một cách quá đáng, áo quần, cử chỉ đều rất nho nhã. Vứt bừa vào một trường nào đó cũng có thể trở thành hoa khôi trong đó. Ngoại trừ việc có phần xúc động khi nhìn thấy mình ra thì gần như chẳng có khuyết điểm gì cả. Những thứ này thì cũng chẳng có gì gọi là kỳ lạ cả. Có thể sống trong Hoa Hồng Viên, hơn nữa còn là bạn của Trương Mẫn, thì đã có thể chứng minh được thân phận gã bồ của nàng ta cũng không phải hạng tầm thường. Đúng vậy, Vương Viên ngượng ngùng nói,
bị vạch tội trước mặt thần tượng đúng là cũng không dễ dàng chút nào. Hơn nữa, hậu quả của chuyện này có lẽ là nguyên nhân khiến cho Hy Dung và Hy Vũ trở nên ngốc nghếch như vậy cũng nên, vì thế mà càng khiến cho cô nàng cảm thấy đứng ngồi không yên. Khi đó, chúng tôi đang đi shopping thì đột nhiên tôi muốn đi vệ sinh, hỏi hai cô bé xem có muốn đi không thì hai đứa đều bảo không. Tôi liền bảo hai đứa bọn chúng đợi tôi ở ngoài cửa, một lát nữa tôi sẽ ra. Tôi vào bên trong còn chưa đầy 5 phút, khi đi ra thì đã không thấy Hy Dung và Hy Vũ đâu cả. Vương Viên quay ra nhìn Trương Mẫn với vẻ hối lỗi, rồi giải thích tiếp, lúc đó tôi lại cứ tưởng hai đứa chạy ra ngoài chơi liền đi khắp nơi tìm bọn chúng. Nhưng chạy hết cả tầng lầu đó mà không tìm thấy đâu thì tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, chạy đi khắp nơi hỏi mọi người. Nhưng ai nấy đều nói là không nhìn thấy. Tôi thấy vậy liền gọi điện báo cảnh sát, nhưng cảnh sát nói là mất tích không quá một ngày thì sẽ không lập án. Khi tôi lo sợ muốn chết thì hai đứa bọn chúng liền khóc lóc xuất hiện trước mặt tôi. Đi ra từ chỗ nào vậy? Tần Lạc hỏi. Tôi cũng không biết đi ra từ chỗ nào nữa. Vương Viên nói, tôi hỏi hai đứa xem ai đã đưa bọn chúng đi thì hai đứa đều nói không biết. Tôi hỏi bọn chúng đã đi đâu nãy giờ thì chúng cũng lắc đầu quậy quậy, rồi cũng không nói gì nữa mà cứ khóc lóc thế mãi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác liền đem chúng về nhà. Vậy chị gặp hai đứa ở đâu? Tần Lạc cau mày hỏi. Tôi lòng vòng trên tầng 19 hai lượt. Lúc đó tôi nghĩ nếu hai đứa mà đợi tôi thì chắc là không vào thang máy đi xuống đâu. Đợi đến khi tôi vòng đến lượt thứ hai thì thấy hai đứa đứng ở trước một cửa hàng bán quần áo. Chị có qua đó hỏi người trong cửa hàng xem ai đã đưa hai đứa đến đó không? Tần Lạc hỏi. Không, Vương Viên lắc đầu. Khi không thấy hai đứa bọn chúng đâu thì tôi lo sợ như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hai đứa nó khóc thì tôi cũng khóc, làm sao mà nghĩ ra việc đi hỏi người ta được chứ? Khó khăn lắm mới tìm được hai đứa nên tôi sợ lại bị thất lạc lần nữa, vội vàng đưa chúng về nhà. Bây giờ tôi sẽ đi hỏi. Lý Đằng Huy nhảy dựng người dậy nói. Chẳng có tác dụng gì đâu. Tần Lạc ngăn lại nói. Mấy năm qua đi rồi thì làm sao có thể tìm ra được nhân chứng chứ? Hơn nữa cái cửa hàng đó còn ở đấy hay không cũng khó nói. Trong plaza thì chắc là có băng ghi hình. Lý Đằng Huy nói, tìm ra băng ghi hình của ngày hôm đó là biết ngay thôi, không phải vậy sao? Cái này có thể thử xem sao? Tần Lạc nói, mặc dù hắn nói vậy nhưng hắn lại không hề đặt bất kỳ một tia hy vọng nào vào đó cả. Nếu người ta đã có ý làm việc đó thì đã sớm rửa sạch những nghi ngờ về khả năng phạm tội của mình rồi. Thời gian có thể cụ thể một chút không? Tôi bảo bạn tôi thăm dò một chút xem sao. Lý Đằng Huy nói, ông ta có bạn làm cảnh sát, vì vậy mà nếu để cho bọn họ đi điều tra băng ghi hình từ mấy năm trước thì cũng không thành vấn đề gì. Trương Mẫn nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói, hôm đó nếu tôi nhớ không lầm thì là mùng 1 tháng 5. Tôi vốn dĩ chuẩn bị đưa Hy Dung và Hy Vũ đi công viên Bách Thú chơi, nhưng đột nhiên lại có việc nên mới nhờ Vương Viên giúp tôi chăm sóc hai đứa một buổi. Đúng rồi. Hôm đó em còn mua cho hai đứa bao nhiêu là đồ chơi nữa. Vương Viên phụ họa theo. Có một thời gian cụ thể thì có thể dễ dàng điều tra ra được cái băng ghi hình khi đó rồi. Mười mấy phút sau thì người bạn cảnh sát của Lý Đằng Huy gọi tới nói là hệ thống máy quay của Thiên Ngân Tòa Plaza đột nhiên bị hỏng, tất cả băng ghi hình ngày hôm đó đều bị biến mất. Bọn họ thử phục hồi lại nhưng không thu lại được bất kỳ hiệu quả gì. Quả nhiên, 5 năm trước bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Nhưng sự trùng hợp này lại càng nói rõ được là Hy Dung và Hy Vũ bị người ta hãm hại là sự thật. Vì sao cô ta lại làm như vậy? Vì sao cô ta lại làm như vậy chứ? Lý Đằng Huy gầm lên tức tối, nhảy dựng cả người lên trong căn phòng khách. Một người đàn bà ác độc, sao cô ta có thể làm một chuyện như vậy được? Tần gia bọn chúng đúng là chẳng có ai là người tốt cả. Tôi phải đi tìm cô ta, tôi phải đi tìm cô ta hỏi cho ra nhẽ. Lần này thì đến lượt Trương Mẫn ngăn lại. Bà kéo tay Lý Đằng Huy không cho ông ta bước ra khỏi cửa, nói, bây giờ anh đi tìm bà ta thì giải quyết được gì? Bà ấy lại có chuyện thừa nhận ư? Hơn nữa bây giờ anh đã không còn quan hệ gì với Tần gia, bây giờ mà anh chạy đến đấy thì bọn họ sẽ đánh chết anh mất. Quả thật, sợ Lý Đằng Huy bị người ta trả thù mà văn nhân Mục Nguyệt đã sắp xếp không ít nhân thủ bảo vệ an toàn cho ông ta. Khi Tần Lạc bước vào đây thì thấy trong hoa hồng viên này có rất nhiều trạm gác ngầm. Nếu mà bây giờ ông ta chạy đến Tần gia để hỏi tội thì không phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Lý Đằng Huy đấm một cái đánh, bốp, lên tường, hai mắt đã ướt nhẹp. Anh hùng không dễ rơi lệ nhưng gặp phải chuyện oan khuất thì đó không còn là một chân lý nữa. Con gái bị người ta hãm hại,
rõ ràng là biết hung thủ là ai nhưng lại chẳng thể giải oan, báo thù cho con, thậm chí còn phải trốn cho thật kỹ. Là người thì ai cũng cảm thấy uất ức, khó chịu vô cùng. Tần Lạc tiến tới vỗ vỗ vào vai ông ta, nói, sự việc còn chưa được xác định rõ mà. Anh cũng không cần phải giận dữ đến mức vậy. Hơn nữa, cho dù có đúng là bọn họ làm đi chăng nữa thì anh cũng không phải là không có cơ hội báo thù. Anh có thể giúp Văn Nhân Gia và Bạch Gia làm cho tốt việc nghiên cứu nguồn năng lượng mới, đến lúc đó Tần Gia tự khắc sẽ bị bọn họ dẫm đạp lên trên. Nếu một khi Tần Gia bị thất bại một cách thảm hại thì không phải anh đã có cơ hội báo thù rồi sao? Tôi hiểu rồi, Lý Đằng Huy nghiến răng nói. Chỉ cần tôi không chết thì nhất định sẽ giúp cho Văn Nhân tiểu thư làm cho tốt phòng làm việc phục vụ nguồn năng lượng mới. Tôi nhất định sẽ làm cho họ thắng Tần gia. Tôi sẽ khiến cho người nhà họ Tần chết không yên thân. Bỗng nhiên nhớ ra Tần Lạc cũng họ Tần thì vội vàng giải thích, nói, ồ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi quên mất. Ý tôi muốn nói là họ Tần nhà Tần Tung Hoành chứ không liên quan gì đến cậu cả. Tôi hiểu mà, Tần Lạc gật đầu nói nhưng trong lòng cũng cười khổ, không biết phải làm sao. Cùng đều là họ Tần mà sao mình là một nam nhi đại trượng phu đầy nhiệt huyết, còn Tần Tung Hoành thì lại là một tên xảo trá, giả tạo, khiến cho lòng người phẫn nộ chứ. Bây giờ phải làm thế nào đây? Cậu có cách gì cứu Hy Dung và Hy Vũ không? Lý Đằng Huy kéo tay Tần Lạc nói. Hãy cứu lấy chúng nó. Hai đứa chúng nó còn quá trẻ. Bác sĩ Tần, cầu xin anh hãy cứu lấy con chúng tôi. Trương Mẫn nói mà mắt đỏ hoe. Đều là do tôi nên hai đứa chúng nó mới bị hại ra nông nỗi này. Tôi có tội với hai đứa chúng nó. Tần Lạc gật gật đầu, an ủi nói, yên tâm đi. Bây giờ chúng ta đã tìm ra được nguyên nhân phát bệnh của Hy Dung và Hy Vũ rồi thì chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết thôi. Vương Tiểu Thư vừa rồi đã nói chị ấy tìm thấy hai đứa ở ngay tầng lầu mà tưởng bị mất tích đó. Như thế cũng có nghĩa là những người đó không hề đưa hai đứa ra khỏi plaza. Không đi ra khỏi tòa lầu, thời gian lại không dài lắm. Vì vậy mà bọn chúng không thể làm phẫu thuật gì với hai đứa cả. Nhất định là đã dùng một loại dược tế gì đó mà chúng ta không biết. Loại thuốc này chắc là thuộc trong phạm trù thuốc độc. Chúng ta lấy máu của hai đứa đem đi thử nghiệm trước, sau đó nghĩ cách khử độc. Vừa mới giúp quân sư trừ độc ra ngoài, không ngờ lại gặp phải hai nạn nhân trúng độc nữa. Khoa học kỹ thuật có thể thay đổi cuộc sống của con người ta, nhưng cũng khiến cho thủ đoạn của bọn tội phạm càng lúc càng được nâng cao. Thời đại này cái kiểu mà 10 bước giết một người không để lại dấu vết đã là quá khứ rồi, còn giết người mà không có bất kỳ một dấu vết gì mới là kinh khủng nhất. Chương 710, có một chút thu hoạch. Vì đã làm rõ ràng cái dẫn đến trí lực bị tụt lùi của hai chị em song sinh Hy Dung, Hy Vũ là do bị người ta hãm hại chứ không phải do bệnh biến của các cơ quan trong cơ thể nên Tần Lạc bèn bắt đầu suy nghĩ về phương pháp bài trừ độc tố. Tần Lạc bảo Lý Đằng Huy tường thuật lại toàn bộ sự việc cho David biết. Sau đó hỏi ông ta đã từng nghe nói xem nước Mỹ hay các nước khác có loại thuốc nào mà không làm hại đến sinh mệnh nhưng lại khiến cho con người ta trở nên ngu đần hay không. David cũng cảm thấy mờ mịt hết cả đầu óc, mặc dù ông ta đã đi khắp các nước ở châu Âu và châu Mỹ rồi nhưng chưa từng nghe nói có một loại thuốc như vậy. Sau đó ông ta còn nói là gọi điện thoại cho bạn mình hỏi xem bọn họ có biết sự tồn tại của cái vật này không. Chẳng có biện pháp nào để bốc thuốc cho đúng bệnh nên Tần Lạc chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Đã đưa Hy Dung, Hy Vũ đến bệnh viện để thử máu chưa? Tần Lạc hỏi. Đưa rồi, Trương Mẫn đứng dậy chạy lên lầu lấy một tập hồ sơ dày cộp xuống. Bác sĩ Tần, đây là sổ bệnh lý và đơn kiểm nghiệm của hai đứa, cũng có cả đơn xét nghiệm máu nữa nhưng bác sĩ nói là chẳng có vấn đề gì cả. Trương Mẫn đưa xấp tài liệu đó cho Tần Lạc, giọng đau xót nói. Có thể biết được tâm tình của một người mẹ khi hết lần này đến lần khác đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra nhưng đều công cốc quay về. Tần Lạc tiếp lấy tập tài liệu, sau đó đưa một phần trong đó cho David, còn mình vẫn cầm một tập để xem. Sau khi xem xong, hai người lại trao đổi cho nhau xấp tài liệu trên tay mình. Đợi sau khi toàn bộ chỗ giấy tờ đó đều được xem xong thì Tần Lạc mới cười khổ nói, kết quả kiểm tra của bác sĩ không có bất kỳ vấn đề gì cả. Máu cũng bình thường, có phần giống với tình trạng một người bạn của tôi. Chỉ có điều là cô ấy hôn mê bất tỉnh, còn Hy Dung và Hy Vũ là trí lực thuyên giảm. Người bạn mà Tần Lạc nói đến chính là Lăng Tiếu. Ngoài việc khi vừa mới xét nghiệm máu thì thấy nồng độ cồn trong máu hơi cao một chút, giống như là uống rượu say vậy. Về sau lại xét nghiệm máu lại một lần nữa thì bình thường như bao người khác. Nhưng người bệnh lại không có cách nào tỉnh lại được.
Nếu không phải là biết lúc đó quản tự không có mặt ở Trung Quốc thì Tần Lạc còn nghi ngờ Hy Dung và Hy Vũ bị trúng độc là có liên quan đến hắn ta. Tần Lạc cảm thấy đau đầu hết chỗ nói. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra cách nào để chữa trị cho Lăng Tiếu được cả. Như thế cũng có nghĩa là hắn chưa chắc đã chữa khỏi bệnh được cho Hy Dung và Hy Vũ, L. Từ khi xuất sư làm y tới giờ, thì gần như là chưa từng gặp phải vấn đề gì khó có thể giải quyết được cả. Nhưng sau khi đến Yến Kinh thì lại bị bệnh tình của ba ca khiến cho hắn cảm thấy vô cùng nan giải. Một người là Lăng Tiếu vẫn hôn mê bất tỉnh, hai là Long Vương. Mặc dù kinh mạch của ông đã được đả thông nhưng lại không đứng thẳng lên được. Và ba là ca vừa tiếp nhận, đó là bệnh tình của Hy Dung và Hy Vũ. Để tôi thử dùng châm cứu xem có thể bài xuất được độc tố ra ngoài không. Tần Lạc nói. Nghe thấy Tần Lạc cuối cùng cũng chịu ra tay cứu chữa giúp thì Lý Đằng Huy và Trương Mẫn vui mừng khôn xiết. Trương Mẫn sung sướng nói, bác sĩ Tần, thực sự là phiền cậu quá, có gì cần chúng tôi giúp đỡ thì cậu cứ việc nói ra. Tần Lạc quay ra nhìn Hy Dung vẫn ngồi đực mặt ra ở ghế sofa liếc trộm mình và không biết là đang xảy ra chuyện gì một cái rồi nói, vì tôi không biết là Hy Dung và Hy Vũ bị trúng độc gì, thậm chí tôi còn không có cách nào khẳng định được xem hai cô ấy có phải là bị trúng độc hay không. Vì vậy mà châm cứu bức độc ra không chắc đã có tác dụng. Sắc mặt Trương Mẫn có phần khó xử, sau đó đáp lại một cách dứt khoát, bác sĩ Tần. Anh cứ làm như vậy đi, tôi hiểu cho anh mà, lần này không được thì còn lần sau. Còn nếu châm cứu mà không được thì chúng ta có thể dùng thuốc để điều trị. Đúng vậy đó Tần Lạc, Lý Đằng Huy cũng nói theo. Mặc dù chúng ta quen nhau chưa được lâu nhưng cũng được coi như những người bạn. Mong cậu giúp đỡ cho. Hai người không phải lo lắng quá như vậy. Chỉ cần có Tần Lạc ở đây thì chẳng có bệnh gì là anh ấy không chữa nổi cả. Vương Viên lên tiếng an ủi. Tần Lạc còn chẳng thể chắc chắn điều gì, vậy mà nàng ta thì tràn trề tự tin. Chủ yếu là do danh tiếng của Tần Lạc quá ư là vang dội. Sự việc mà chỉ dựa vào sức lực của một mình đã khiêu chiến với cả nền y thuật của Hàn Quốc được truyền ra ngoài đủ khiến cho người ta nhiệt huyết phải sôi trào. Chuyện của Lăng Tiếu tương đối là bí mật còn thân phận của Long Vương thuộc vào dạng truyền thuyết, vì vậy mà Tần Lạc trong con mắt của mọi người xung quanh vẫn thuộc vào hàng bất khả chiến bại. Thấy Vương Viên nói vậy thì Tần Lạc chỉ biết cười ngược, nói, mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Cho dù không có cách nào để ép độc ra thì cũng không làm tổn hại gì đến cơ thể của Hy Dung và Hy Vũ cả mà ngược lại còn có thể loại bỏ được những thứ độc hại trong cơ thể của hai cô ấy. Nhưng Hy Dung không nghe lời như vậy tôi chỉ sợ là trong lúc châm cứu thì cô ấy cứ động đậy lung tung. Vì vậy mà cứ để cho cô ấy ngủ say một lúc mới được. Thế phải đợi cho nó ngủ rồi thì mới châm cứu sao? Hay là để cho nó uống một viên thuốc an thần? Trương Mẫn hỏi. Không cần đâu, Tần Lạc nói. Hắn nhìn về phía Hy Dung nói, Hy Dung, em đến đây ngồi. Anh muốn làm gì? Hy Dung đỏ mặt nói, hai mắt mở to tròn nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, giọng nói bé như con muỗi vo ve vậy. Anh ta định sờ vào tay chị rồi làm cho chị mang bầu đấy. Hy Vũ cướp lời nói. Hy Vũ, không được nói bừa, Trương Mẫn nổi giận quát lên. Con đâu có nói bừa, đúng là như thế mà. Hy Vũ giận dữ đáp lại. Không sao, đừng chấp lời trẻ con. Tần Lạc khuyên giải nói, mặc dù Hy Dung và Hy Vũ đều đã là những cô gái thành niên, cơ thể cũng phát triển tương đối là hoàn thiện, nhưng tư duy thì không khác gì trẻ con là mấy. Tần Lạc bước đến bên người Hy Dung, giơ tay ra cầm lấy cổ tay nàng. Trong lúc nàng còn chưa kịp giãy giụa gì thì hắn đã ấn vào huyệt vị trên tay nàng vài cái, sau đó nàng liền không nói không rằng nằm ngã ngửa luôn trên ghế sofa. Á, trời đất, thật là thần kỳ, anh làm thế nào mà được như vậy? Vương Viên nhìn Tần Lạc với vẻ vô cùng sùng bái, xúc động hỏi. Huyệt vị, Tần Lạc giải thích một cách đơn giản, sau đó ôm lấy cơ thể Hy Dung rồi nói, tìm cho tôi một căn phòng trống hoặc là phòng của Hy Dung cũng được. Trương Mẫn hiểu ý, liền vội vàng dẫn đường ở phía trước. Thế anh có biết điểm huyệt không? Vương Viên cũng vội đi theo sau, không bỏ qua cơ hội tiếp xúc thân mật với thần tượng của mình. Cũng coi là biết, Tần Lạc nói. Chúng ta thường xem thấy trên TV hay trong những cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp có nói đến cái gọi là điểm huyệt, kỳ thực thì trong cuộc sống hiện thực đúng là có sự tồn tại của nó. Cái mà gọi là điểm huyệt cho không động đậy được có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn không thể nhúc nhích. Tần Lạc có thể tìm ra mười mấy huyệt vị có thể đạt được công hiệu như vậy, huyệt khốc, huyệt tiếu, còn cả huyệt á nữa đều xê mấy chỗ liền. Tần Lạc khi xưa trừng phạt Trần Hiểu Tuyết khiến nàng tiểu tiện trước mặt đám đông cũng là kích thích huyệt vị tương ứng trên cơ thể nàng ta mà ra.
Có những thứ nghe thì có vẻ thần kỳ nhưng khi hiểu thấu rồi thì lại thấy nó đơn giản hết sức. Trời ạ, anh còn biết điểm huyệt cơ à? Anh đúng là lợi hại quá. Vương Viên ngày càng xúc động, hai mắt sáng quắc, bộ dạng hùng hùng hổ hổ như muốn xông thẳng lên trước hãm hiếp Tần Lạc luôn bây giờ vậy. Dầm. Đang trong thời khắc nàng ta nổi tính hám trai thì Trương Mẫn đóng cửa đánh, dầm, một cái. Tần Lạc đặt Hy Dung lên giường rồi nói với Trương Mẫn, cởi quần áo của cô ấy ra. Được, Trương Mẫn đáp lại một tiếng rồi quay người ra cởi quần áo cho Hy Dung. Trong nhà chị có ngân châm không? Không, Trương Mẫn lắc đầu đáp, tôi bảo Đằng Huy đi mua nhé. Không cần đâu, Tần Lạc nói, hắn vừa cầm điện thoại gọi ra ngoài được một lúc thì rất nhanh đại đầu đã đem đến cho hắn một hộp ngân châm. Trong thời gian Tần Lạc quay người đi để khử trùng ngân châm thì Trương Mẫn đã cởi sạch đồ trên người của Hy Dung ra rồi. Nằm sấp xuống, Tần Lạc phân phó. Trương Mẫn hiểu ý liền lật người của cô con gái xuống. Mặc dù tư duy của con gái mình chưa trưởng thành nhưng cơ thể thì đã là của một người trưởng thành thực thụ rồi, vì vậy mà cứ để bộ ngực của con gái lộ lộ ra trước mặt Tần Lạc như thế thì một người làm mẹ như bà cũng cảm thấy không được thoải mái chút nào. Còn chỉ lộ lưng thôi thì tốt, ép những bộ phận quan trọng trên cơ thể xuống dưới, cũng coi như là che lại được phần nào rồi. Được rồi, Trương Mẫn nói. Tần Lạc cầm chiếc ngân châm đã được khử trùng bước lại gần, nhìn vào tấm lưng trắng hồng còn có vẻ non nớt của Hy Dung. Bàn tay khẽ động một cái, ngân châm đã tìm đúng vị trí rồi cắm thẳng vào trong. Chỉ có điều là Tần Lạc không dùng sức nên chỉ có đầu chiếc ngân châm là đâm vào da thịt. Sau đó Thẩm Vận Tuyệt chiêu Thiêu Sơn Hỏa trong kèm với châm pháp, Phượng Tường Thức mà hắn đã dùng một cách thuần thục, ngân châm liền từ từ vào sâu trong da thịt. Khi ngân châm gần như đã hoàn toàn vào sâu bên trong chỉ lộ ra ngoài cái đầu châm thì Tần Lạc lại quay ngược mũi kim của Phượng Tường Thức giống như người ta từ từ rút cái ốc vít ra khỏi tường vậy. Cứ ra ra vào vào như thế nhiều lần. Trong quá trình này thì tấm lưng của Hy Dung đã mồ hôi đầm đìa, đỏ au hết cả lên. Đúng vậy, làn da trắng hồng nõn nà của nàng dưới sự kích thích của ngân châm thì đã trở nên đỏ au giống như hoa đào nở rộ vào tháng 4, tháng 5 hàng năm vậy. Sao lại trở nên như vậy? Trương Mẫn lo lắng hỏi, định lấy khăn lau cho con gái. Đừng động đậy. Tần Lạc vội vàng nói. Trương Mẫn cả kinh, cho rằng mình đã chọc giận Tần Lạc, phát chiếc khăn xong thì đứng nguyên ở đó lúng ta lúng túng không biết phải làm sao. Tần Lạc không để ý đến bà mà chỉ chuyên tâm vào việc châm cứu. Mặt hắn cũng đỏ lựng hết cả lên, trên trán bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi hột. Trương Mẫn có lòng định bước tới lau mồ hôi cho Tần Lạc nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi bị hắn khiển trách thì không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ nữa. Thầm nghĩ. Có gì thì lát nữa lấy nước rửa mặt cho cậu ấy cũng được. Mồ hôi sau lưng của Hy Dung càng chảy càng nhiều, ướt hết cả tấm ga giường phía dưới. Cho dù nàng có ở vào trong trạng thái ngủ say thì vẫn có cảm giác nóng hừng hực, vì vậy mà bắt đầu giãy giụa. Nàng động đậy như vậy thì cũng không có gì phải lo cả. Nhưng bộ ngực vốn được mẹ nàng đè bẹp ở phía dưới giờ đây bật hẳn lên. Một màu da trắng ngần cùng với núm vú trông như quả anh đào vậy. Trương Mẫn thầm cảm thấy xấu hổ. Định lấy cái gì đó để che lại nhưng lại sợ làm vậy thì con mình sẽ không toát mồ hôi ra được. Nhưng nếu không che lại thì cũng không được. Cũng may mà hai mắt Tần Lạc không để ý đến nó, chuyên tâm vào công việc của mình tựa như là chưa phát hiện ra điều gì lạ vậy. Thấy thế Trương Mẫn mới cảm thấy yên tâm phần nào. Thầm nghĩ, với tài năng và vẻ bề ngoài của Tần Lạc tìm đâu chẳng được phụ nữ chứ, chắc là cũng không ham hố gì tí chút này của con gái mình đâu. Thêm vài phút sau thì Tần Lạc mới thu về ngân châm trong tay mình. Bác sĩ Tần, thế nào rồi? Trương Mẫn lo lắng hỏi, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi vậy. Bà muốn nghe câu nói, độc đã được ép hết ra ngoài rồi, của Tần Lạc biết chừng nào. Bà vô cùng sợ hãi nếu Tần Lạc nói những câu đại loại như, độc rất khó ép ra ngoài, có lẽ phải nghĩ cách khác thôi. Tần Lạc tiếp lấy chiếc khăn mặt mà Trương Mẫn đem đến rồi lau sạch mồ hôi trên trán mình, sau đó giơ tay ra sờ vào lưng của Hy Dung một cái rồi nhìn vào chỗ mồ hôi đó trên ngón tay mình. Sau đó lại đưa lên mũi ngửi ngửi rồi mới nói, màu sắc trong suốt, không có mùi lạ. Cũng có nghĩa là độc tố không được bài tiết ra ngoài theo đường mồ hôi. Trong khi Trương Mẫn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng thì Tần Lạc nhìn vào chiếc ngân châm mà mình vừa dùng qua trong hộp, cười nói, có điều là cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có. Chương 711, Lâm Hoán Khê và Ninh Toái Toái. Trương Mẫn vốn đã vô cùng thất vọng rồi nhưng sau khi nghe Tần Lạc nói vậy thì bà như tìm thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm, bà vội vã lên tiếng hỏi, có thu hoạch gì vậy?
ngân châm thì có công hiệu gì? Tần Lạc hỏi ngược lại. Châm cứu, Trương Mẫn không chắc chắn đáp. Tại sao khi châm cứu phải dùng ngân châm châm bằng bạc mà không phải là châm bằng đồng hay châm bằng sắt? Tần Lạc cười hỏi. Tôi không biết, Trương Mẫn lắc lắc đầu ngại ngùng nói. Tuy nói rằng bị bệnh lâu ngày ắt sẽ biết bệnh tình của mình ra sao, nhưng ngày trước tôi toàn mời các chuyên gia bên Tây Y về chữa trị cho Hy Dung và Hy Vũ. Còn bên Trung Y thì tôi không quen ai cả. Nhưng sau này tôi nhất định sẽ chú ý điểm này. Không sao, thực ra vấn đề này đối với công cuộc thu hoạch không có liên quan gì tới nhau cả. Tần Lạc tỏ ra vô cùng rộng lượng nói. Hắn không hề vì người ta không chú trọng tới Trung Y mà từ chối chữa trị cho họ. Khi có người nào đó khinh thường bạn thì bạn nên nghĩ cách đừng để họ khinh thường bạn nữa. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tần Lạc biết rằng nếu như hắn chữa khỏi được Hy Dung và Hy Vũ thì Trương Mẫn hoặc những người xung quanh bà ta khi gặp bệnh tật gì ắt sẽ chọn Trung Y chữa trị chứ không phải là Tây Y. Đây là một chiêu bài hút khách rất hiệu quả. Tần Lạc cầm ngọn ngân châm lên đặt trước mặt Trương Mẫn, nói, ngân châm vẫn còn một tác dụng nữa, đó chính là thử độc. Có độc không? Trương Mẫn cuối cùng cũng đã hiểu ẩn ý của Tần Lạc. Đôi mắt tuyệt đẹp của bà ta nhìn vào ngọn ngân châm không chớp, cứ như ngọn ngân châm này có thể tìm ra được chất độc vậy. Đầu ngọn châm có một chút biến đổi, Tần Lạc nói. Tôi không trông thấy nó có gì thay đổi cả, Trương Mẫn nói. Tuy nhiên, nếu Tần Lạc đã nói vậy thì chắc chắn là ngọn ngân châm có sự biến đổi thật. Chị chắc rất ít tiếp xúc với ngân châm thì phải, vì thế mà chị không biết màu sắc của ngọn ngân châm ban đầu nó ra sao. Do vậy mà chị không nhận ra được sự thay đổi của nó. Đây cũng là lẽ thường thôi, Tần Lạc nói. Do hắn ngày nào cũng tiếp xúc với ngân châm nên nếu mà hắn không nhận ra được sự thay đổi của ngọn ngân châm thì thật là bất tài quá. Loại độc này vô hình vô vị. Hơn nữa chất độc này lưu lại trong cơ thể người thời gian lâu như vậy nên chất độc đã bị khuếch tán gần hết rồi. Nhưng nói cho cùng thì nó vẫn là độc. Chị nhìn vào đầu kim này, màu của nó hơi đậm hơn một chút. Nó không được bạc sáng như đầu cây kim bình thường khác. À, tôi nhìn ra rồi, Trương Mẫn xúc động nói. Tần Lạc thấy vậy liền gật gật đầu, sau đó cầm cây châm lên cẩn thận bọc nó vào, nói, tôi phải cầm cây châm này đi kiểm tra nó một phen. Nếu như có thể tìm ra tên của loại độc tố này thì có thể chữa trị được thôi. Tần Lạc đưa mắt lên nhìn Hy Dung đang nằm ngủ trên giường, nói, nếu mà được như vậy thì Hy Dung và Hy Vũ có cơ hội cứu chữa rồi. Trương Mẫn nghe xong liền quỳ luôn xuống dưới chân Tần Lạc khóc lóc, cảm ơn cậu, Tần Lạc. Cảm ơn cậu vô cùng. Tôi thay mặt hai đứa con gái tôi cảm tạ ân đức của cậu. Không một ai có thể cảm nhận được tình cảm của Trương Mẫn lúc này. Cũng không có ai có thể hiểu được sự vui mừng của bà ta hiện giờ. Bà vốn chỉ là người tình của Lý Đằng Huy, ba mẹ con dựa vào nhau mà sống. Lý Đằng Huy không phải là chỗ dựa của bà nên hai cô con gái này chính là tất cả mạng sống của bà. Nhưng bây giờ hai cô con gái thông minh ấy lại đột nhiên biến thành hai cô gái thiểu năng, việc này là một sự kích động quá lớn đối với bà. Nó dường như đập tan mọi sự hy vọng sinh tồn của bà nữa. 5 năm rồi, con gái ngày một lớn lên, bây giờ hai đứa nó đã trở thành những cô gái trẻ xinh đẹp. Con cái nhà người khác bằng tuổi hai đứa nó đã đến tuổi đi thi đại học, tìm đối tượng để yêu đương rồi. Nhưng hai đứa con gái của bà thì vẫn có những hành động như những đứa trẻ lên ba, suốt ngày cứ nói những câu nói ngô nghê, khờ dại đến đáng thương. Bản thân bà bây giờ vẫn có thể chăm sóc cho chúng. Nhưng một khi bà ngã xuống thì ai sẽ chăm lo cho hai đứa con khờ dại này đây? Tần Lạc có thể chữa trị được cho Hy Dung và Hy Vũ thì cũng đồng nghĩa với việc đem lại sinh mạng lần thứ hai cho hai cô gái trẻ đáng thương này. Nó cũng đồng nghĩa với việc hắn mang lại niềm hy vọng trong tương lai cho Trương Mẫn nữa. Là một người mẹ, làm sao bà lại không vui mừng hạnh phúc cơ chứ? Tần Lạc thấy Trương Mẫn bỗng nhiên quỳ xuống như vậy vội đưa tay đỡ bà ta đứng dậy rồi nói, xin chị đừng khách khí quá như vậy. Tôi là một bác sĩ. Đây là trách nhiệm mà tôi phải làm, hơn nữa đây cũng chỉ là dự đoán sơ bộ của tôi mà thôi. Có chữa trị được hay không? Tôi nghĩ chắc phải chờ đến khi hai cô bé bình phục hoàn toàn rồi hẵng đưa ra kết luận. Tôi nói thế có đúng không? Lẽ nào vẫn còn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn nữa hay sao? Trương Mẫn lo lắng hỏi. Cũng có thể, Tần Lạc đáp, hắn nhìn vào gương mặt cầu khẩn và hy vọng của Trương Mẫn, khẽ thở dài nói. Nhưng tôi sẽ cố gắng tránh khỏi những sự phát sinh ngoài ý muốn kia. Hơn nữa chúng ta vẫn còn có ngài David, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho con gái của chị. Cảm ơn cậu và ngài David rất nhiều. Trương Mẫn vừa nói vừa đưa tay lên quẹt nước mắt.
bây giờ chị lau mồ hôi trên người cô ấy rồi thay cho cô ấy một bộ quần áo khác cho thoải mái. Sau đó cứ để cô ấy nằm nghỉ. Tần Lạc nói, ra mồ hôi nhiều thế này cũng mệt lắm đấy. Cô ấy chắc cần nằm ngủ một lúc. Vâng, tôi biết rồi. Trương Mẫn tỏ ra rất nghe lời. Bà ta bây giờ coi Tần Lạc như một ông thần. Hắn nói gì cũng đều nghe theo vô cùng ngoan ngoãn. Khi Tần Lạc đi ra ngoài cửa thì Lý Đằng Huy, David, Vương Viên và cả Hy Vũ đã đứng chờ ở cửa phòng từ lúc nào. Mọi người trông thấy Tần Lạc bước ra thì đều ùa tới. Tần Lạc, Hy Dung nó sao rồi? Có hy vọng chữa trị được nữa không? Lý Đằng Huy lo lắng hỏi. Hy Dung lại sắp sinh em bé rồi sao? Hy Vũ vừa nói vừa chạy vào bên trong phòng. David thì nói mấy câu tiếng Anh, hiển nhiên là ông ta đang ấm ức Tần Lạc không nể nang bạn bè gì cả. Khi hắn chữa bệnh mà lại khóa chặt cửa phòng không cho ông vào trong, bắt ông đứng ở ngoài chờ đợi. David nhận lời mời tới đây chữa trị cho Hy Dung và Hy Vũ tuyệt nhiên không phải là vì tiền, thậm chí đến tận bây giờ ông vẫn chưa nói chuyện với Lý Đằng Huy tiền thù lao ra sao. David tới đây là vì muốn ở bên cạnh Tần Lạc học hỏi, do vậy mà vừa rồi không được vào chiêm ngưỡng Tần Lạc chữa trị làm cho ông ta mất đi một cơ hội được mục sở thị tài năng của Tần Lạc. Tần Lạc lúc này cảm thấy tủi thân vô cùng. Khi hắn ôm Hy Dung vào trong phòng thì là Trương Mẫn khóa cửa lại chứ không phải hắn. Hắn không có ý muốn giấu nghề chút nào. Vương Viên thì lại chỉ quan tâm tới sức khỏe thần tượng của mình, trông thấy Tần Lạc mặt đỏ lựng lên thì cảm thấy xót xa vô cùng. Nàng vội cầm một chiếc khăn lên lau mồ hôi cho Tần Lạc. Tần Lạc thấy vậy giật thót mình rồi tự tay cầm lấy khăn lau mồ hôi, không dám làm phiền tới Vương Viên. Vương Viên cũng không quan tâm lắm tới cử chỉ này của Tần Lạc. Nàng ta bỗng nhiên rút một cây bút ra bảo Tần Lạc ký tên lên chiếc khăn của nàng. Dù sao thì nàng cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nàng quyết định cả đời này sẽ không bao giờ đem chiếc khăn này đi giặt vì nó có thấm mồ hôi của Tần Lạc. Sau này nàng sẽ coi nó là một vật báu truyền đời để truyền cho con cháu của mình cất giữ. Cũng vì chiếc khăn này mà dẫn tới một câu chuyện phiền phức khác. Nhưng nó là chuyện sau này mới xảy ra. Tôi dùng ngân châm để ép chất độc trong người Hy Dung ra, mồ hôi cũng khá sạch sẽ. Nhưng màu sắc ở đầu ngân châm lại có biến đổi. Tần Lạc cười nói, tôi đang chuẩn bị đem cây châm này đi kiểm tra để xem loại chất độc này là gì, sau đó mới tìm phương pháp chữa trị. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, Lý Đằng Huy nắm chặt lấy hai tay của Tần Lạc mừng rỡ nói. Thể lực của Tần Lạc tiêu hao khá nhiều, cũng không còn cách nào có thể tiếp tục chữa trị cho Hy Vũ được nữa. Dĩ nhiên hắn cũng đã thử qua rồi, dùng ngân châm thì không thể nào ép chất độc ra khỏi cơ thể được. Tốt nhất là cứ chờ đợi kết quả kiểm tra, rồi sau đó sẽ chữa trị luôn cho cả hai chị em cũng không muộn. Để David ở lại Hoa Hồng Viên, Tần Lạc từ chối lời mời thịnh tình của vợ chồng Lý Đằng Huy, Trương Mẫn và cả Vương Viên nữa, vội vã cáo từ ra về. Bởi vì hắn còn phải đi đến một nơi khác nữa. Ninh Toái Toái sau khi đỗ chiếc xe thể thao cáu cạnh đắt tiền của mình vào nơi để xe xong liền đứng trước cửa khách sạn Tân Ôn Tuyền, do dự không biết có nên vào trong hay không. Khi nãy trên đường đi nàng có gọi cho Tần Lạc nói rằng hắn cũng đang trên đường tới đây, Tần Lạc không đến thì nàng cũng không đủ dũng khí để vào trong đối diện với Lâm Hoán Khê. Đúng vậy, hôm nay Tần Lạc có hẹn Ninh Toái Toái tới ăn bữa cơm chủ yếu là vì muốn giới thiệu nàng với Lâm Hoán Khê. Tần Lạc sau một thời gian nữa sẽ đi châu Âu nhưng việc của Hoán Khê Building thì không thể trì hoãn được, do vậy mà hắn muốn Ninh Toái Toái tới làm quen với Lâm Hoán Khê trước để hai người quen mặt nhau rồi thì có thể liên hệ trực tiếp với nhau. Lâm Hoán Khê có ý kiến gì hoặc yêu cầu gì cũng có thể trực tiếp tìm Ninh Toái Toái để giải quyết vấn đề, đỡ phải cần một người ở giữa để truyền đạt lại như hắn. Xe chưa đi tới cổng khách sạn, Tần Lạc đã trông thấy Ninh Toái Toái đứng đợi ở ngoài cổng rồi. Tần Lạc liền bảo đại đầu dừng xe lại còn mình thì xuống xe bước tới chỗ Ninh Toái Toái nói, Toái Toái. Sao em lại đứng ở cổng thế này? Anh không phải đã nói cho em biết số phòng rồi hay sao? Ninh Toái Toái mỉm cười nhã nhặn đáp, em cũng không quen chị Hoán Khê nên nghĩ có người ở giữa giới thiệu thì sẽ tốt hơn. Vì thế mà em cứ đứng đây đợi anh. Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp. Giê-xu cũng theo Tần Lạc xuống xe, trông thấy cô gái xinh đẹp liền ngay lập tức đi tới chào hỏi làm quen. Chào anh, Ninh Toái Toái cũng rất lịch sự đáp lại Giê-xu, sau đó nàng quay sang Tần Lạc nói, anh Tần Lạc. Chúng ta vào trong thôi, đừng để chị Hoán Khê chờ lâu quá. Ừ, đi thôi, Tần Lạc gật đầu nói. Ninh Toái Toái ngoại trừ lúc chào hỏi với Giê-xu xong thì toàn bộ ánh mắt của nàng lại đổ dồn vào Tần Lạc, điều này làm cho Giê-xu cảm thấy bản thân hắn thất bại vô cùng. Giê-xu lúc này đến bên đại đầu nói, tôi và Tần Lạc ai đẹp trai hơn hả?
Tần Lạc, Đại Đầu không hề khách khí đáp lại. Trong tim của Đại Đầu thì Giê-xu chỉ đáng xách dép cho Tần Lạc mà thôi. Ôi trời đất ơi, tôi cứ tưởng chỉ có phụ nữ mới thích Tần Lạc cơ đấy. Hóa ra đàn ông cũng thích anh ta. Giê-xu chán nản nói. Đại Đầu nghe vậy chẳng thèm để ý tới Giê-xu thêm nữa. Cậu ta luôn cảm thấy gã ngoại quốc tóc vàng này là một gã điên. Đi cùng với gã chỉ tổ mất mặt mà thôi. Khi Tần Lạc mở cửa phòng ra thì Lâm Hoán Khê đang ngồi trên ghế sofa uống trà xem tivi. Nàng trông thấy Tần Lạc đi vào liền vội vàng đứng dậy, tươi cười tiến đến rồi đưa tay ra trước mặt Ninh Toái Toái nói, xin chào. Em chính là tiểu thư Ninh Toái Toái phải không? Vâng, Ninh Toái Toái cũng đưa tay lên bắt lấy tay của Lâm Hoán Khê nói, chị Hoán Khê. Em đã được nghe anh Tần Lạc nói nhiều về chị. Cảm ơn em, Lâm Hoán Khê mỉm cười đáp lại. Nàng thường không muốn lần đầu tiên mỗi khi nói chuyện với người lạ lại đanh mặt lại, do vậy nàng cố gắng cười thật tươi để Ninh Toái Toái cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Chị rất thích công việc của em, mời ngồi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Vâng, Ninh Toái Toái ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Lâm Hoán Khê. Không biết tại làm sao mà nàng cứ cảm thấy thấp thỏm bất an. Mặc dù Lâm Hoán Khê đối xử với nàng rất tế nhị nhưng nàng vẫn cảm thấy bồn chồn hồi hộp. Nàng thầm nghĩ, lẽ nào do mình làm gì khuất tất rồi sao? Nhưng mình có làm gì có lỗi với chị ấy đâu nhỉ? Ninh Toái Toái thầm nghĩ, nàng cảm thấy mình đúng là kém cỏi quá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.